Thần y trọng sinh, Mạc Phàm. Tập 75. Nếu Hàn Ly tiến vào, phần lớn là có cơ duyên mục tiêu. Hắn cũng phải đi tìm cơ duyên của mình, một là dùng để đối phó Long Ngạo Thiên ở Đại Bỉ, hai là chống lại thiên kiếp. Đối phó Long Ngạo Thiên thì không cần phải nói, tuyệt đối không thể lơ là. Nhưng 18 đạo lôi kiếp trên người hắn cũng không phải ngồi không, một khi dẫn phát, thần thể hiện giờ của hắn cũng không chịu nổi. Ngọc kiếm vô phong trong nguyên anh của hắn có khả năng cản thiên kiếp giúp hắn, nhưng hắn đến nguyên anh kỳ cũng không khống chế được ngọc kiếm vô phong, cùng lắm là lấy ngọc kiếm vô phong từ trong nguyên anh ra mà thôi. Như vậy, hắn chỉ có thể đi tìm những thứ khác, dù sao vô xương và vô thiên không dám ra tay ở trong này, cũng tới lúc tách ra rồi. Ta chuẩn bị đi phía đông bắc. Hàn Ly nhìn thoáng qua phía đông bắc, nói. Lần trước lúc bà ta đi vào, tình cờ phát hiện một tiểu bí cảnh, bởi vì thực lực không đủ, nên để lại dấu hiệu tạm từ bỏ. Nếu bên trong vẫn còn, chắc chắn có thể khiến bà ta tiến vào hợp đạo kỳ. Đại nhân, lão Ngưu cũng không chậm trễ người tìm cơ duyên, ta cũng đi dạo ở đây một lát. Ma Ngưu thấy muốn tách ra, nhếch miệng cười nói. Bộ dạng vẫn là hèn hạ đê tiện, nhưng không nói qua loa như trước. Một quyền của Mạc Phàm đánh lùi yêu vương hợp đạo kỳ, cho dù là phương diện nào đều đã rung động ông ta. Đi đi. Mạc Phàm gật đầu. Đa tạ đại nhân, nếu ta tìm được cơ duyên, nhất định cho đại nhân một nửa. Ma Ngưu thề son sắt nói. Ông ta chọn phương hướng, rất nhanh liền biến mất trên cánh đồng tuyết. Không chỉ Ma Ngưu, yêu lang cũng rời đi theo. Tuy yêu lang do một chút phân thân của ông ta duy trì, nhưng có ý thức của mình, vận khí tốt mà nói có thể đụng tới cơ duyên. Chỉ trong phút chốc, cửa vào bí cảnh chỉ còn Mạc Phàm và Hàn Ly. Hàn Ly không vội vàng rời đi, mà nhìn thoáng qua hướng vô xương và vô thiên rời đi. Ngươi lại đắc tội hai yêu vương rồi. Lúc trước Mạc Phàm đắc tội năm yêu vương chuẩn bị tiến vào hợp đạo kỳ, hiện giờ đánh hai yêu vương hợp đạo kỳ, mấy người này sẽ không tha cho Mạc Phàm. Ra khỏi bí cảnh, Mạc Phàm đợi đại họa ngập đầu đi. Ta còn đắc tội cao thủ đại thừa và một kiện tiên khí. Mạc Phàm cười khinh thường, giao tiểu Hàn Ly cho Hàn Ly. Tu luyện chi đạo, con đường vốn hẹp như vậy, nếu không chen lách được một phần, thì khó mà có biện pháp đi qua. Nếu sợ đắc tội với người ta, mà không tiến về phía trước, vậy bị người ta đá xuống đi. Vậy tự giải quyết cho tốt. Hàn Ly nhíu mày, dẫn theo tiểu Hàn Ly lao về phía đông bắc. Mạc Phàm không để ở trong lòng, liếc mắt nhìn xung quanh một cái, trong mắt hiện lên chờ mong. Nếu hắn nhớ không nhầm, lúc này Hàn Ly huyền thiên cảnh vẫn là cấm địa của Hàn Ly nhất tộc, một tu sĩ nhân loại xâm nhập vào Hàn Ly huyền thiên cảnh lúc này, cụ thể là chỗ nào hắn không nhớ nổi. Chỉ là phương pháp mở Hàn Ly huyền thiên cảnh được lưu truyền khắp nơi, một số đông tu sĩ nhân loại tiến vào Hàn Ly huyền thiên cảnh, dẫn tới Hàn Ly huyền thiên cảnh bị đóng cửa hẳn là một thời gian nữa mới xảy ra. Cho nên Hàn Ly huyền thiên cảnh lúc này gần như là trạng thái nguyên sinh, bên trong có không ít cơ duyên. Không biết hắn có đầy vận khí như tu sĩ xông vào kia, tìm được một hai kiện bán tiên khí hay không. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, phóng ra lượng lớn thần thức, chọn phương hướng đi không có mục đích. Cơ duyên không khác gì mua xổ số rút thưởng, gần như là đặc biệt. Có một số người trăm phương nghìn kế khổ sở tìm kiếm, không bỏ qua một chỗ nào, còn liều mạng ngươi chết ta sống, nhưng cuối cùng không thu hoạch được gì. Nhưng có một số người tìm bừa một chỗ nghỉ ngơi, kết quả là tiên khí và thiên tài địa bảo đập tỉnh. Cho nên cưỡng cầu không được, chẳng bằng tùy tâm sở dục. Mạc Phàm đi dọc theo hướng này, đi thẳng về phía trước. Hắn đi liền 5 ngày. Đứng trên một ngọn núi cao 100 mét. Trong 5 ngày này, hắn đi ít nhất mấy ngàn km, trái lại gặp không ít yêu thú thuộc tính băng, hơn nữa hắn đi dọc theo phương hướng này, cấp bậc của yêu thú càng ngày càng cao, nhưng không thấy một bí cảnh. Chẳng lẽ thời gian tới tu chân giới không đúng, hay là tư thế tiến vào Hàn Ly huyền thiên cảnh không đúng? Mạc Phàm nhìn biển băng mờ mịt phía xa, hoài nghi nói. Kiếp trước lúc hắn tới tu chân giới, tuy không so được với số mệnh của mấy đại khí vận nổi tiếng, đi ngủ đều có thể ngủ được tiên khí, câu cá cũng câu được thiên tài địa bảo, nhưng cho dù vận khí không tệ, ngoài bí cảnh gần như không có rảnh tay mà về, bằng không mệnh kiếm, luân hồi chi lô cũng không có khả năng đến tay hắn. Nhưng lần này hắn đi 5 ngày, còn chưa thấy nửa món đồ. Một lần vào Hàn Ly huyền thiên cảnh chỉ có thể ở 15 ngày, hơn nữa sau khi vào trong vòng 3 năm không thể đi vào. Cho dù có thể đi vào cũng không có biện pháp kích khởi bí cảnh. Bây giờ hắn còn chưa thu hoạch được gì,
vận khí xem như không tốt. Không chỉ như vậy, một ngày trước Yêu Lang truyền tin tới, đã tìm được một bí cảnh, tìm được vài thứ, coi như là có thu hoạch. Hắn không biết mang yêu thế nào, nhưng đây không phải là lần đầu tiên Hàn Ly tới nơi này, chắc chắn đã tìm được bí cảnh. Hắn lắc đầu, đi tiếp về phía trước. Lại đi về trước thử xem, nếu thật sự không được, hắn chỉ có thể đổi phương hướng. Dù sao nhiều yêu vương đợi hắn như vậy, nếu không có chút cơ duyên tăng thực lực, hắn ra khỏi Hàn Ly huyền thiên cảnh thật sự không đối phó được. Hắn mới nhấc chân lên, chân còn chưa hạ xuống, lông mày lập tức nhíu lại. Ở dưới chân, vốn nên là một vùng băng, lúc này lại nổi lên từng đạo gợn sóng. Trăm phương ngàn hướng tìm kiếm bao lần, cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười nói. Kiếp trước hắn tới huyền thiên một lần, nên không hề xa lạ với thứ này, gợn sóng này là truyền tống môn thông tới một tiểu bí cảnh. Không biết trong bí cảnh này sẽ có thứ gì, hy vọng đừng khiến ta quá thất vọng. Trong mắt Mạc Phàm lóe lên vẻ chờ mong, hạ chân xuống. Hắn đi lâu như vậy mới tìm được một bí cảnh như vậy, nếu bên trong chỉ là thiên tài địa bảo thông thường, vậy hắn thiệt lớn rồi. Chân của hắn rơi vào trong gợn sóng, cả người giống như rơi vào trong nước, biến mất vào giữa gợn sóng. Theo Mạc Phàm biến mất vào trong gợn sóng mất đi theo. Mạc Phàm tiến vào bí cảnh này không lâu, trên biển băng ở phía xa, một bóng dáng ngự phong mà tới, càng lúc càng to, không lâu sau liền tới chỗ Mạc Phàm biến mất. Người này mặc đạo bào màu xanh, sau lưng là một thanh kiếm đồng, cầm trong tay một thứ như la bàn, xoay vài vòng quanh nơi Mạc Phàm biến mất, trên mặt tràn đầy khó hiểu. Rõ ràng là ở chỗ này, sao không có nữa rồi? Người kia gãi tóc, lẩm bẩm. Một lát sau, người này xác định ở đây không có bí cảnh, lông mày nhíu lại. La bàn trên tay người này là tình cờ đạt được, người này có thể đi vào Hàn Ly huyền thiên cảnh là dựa vào thứ này. Vừa tiến vào bí cảnh, thứ này đã mang theo người này chỉ kia đánh kia, chưa từng thất bại một lần, khiến thu hoạch của người này rất phong phú. Ngày hôm qua bỗng nhiên la bàn chỉ về phía bên này, làm như không thấy tất cả bí cảnh ở xung quanh, lúc này người này mới chạy suốt đêm tới. Một nơi có thể khiến la bàn cố chấp như vậy, chắc chắn không phải bí cảnh thông thường, tất có thứ tốt xuất hiện. Ai biết đến nơi này, lại đột nhiên biến mất, người này đi lâu như vậy, còn bỏ qua rất nhiều bí cảnh ở ven đường. Không phải bị người ta giành trước đấy chứ, có nên mai phục ở đây không? Nam tử cau mày, suy nghĩ một lát nói. Bên trong những tiểu bí cảnh này, đều có thể đạt được linh khí, bí cảnh này khiến nam tử chạy từ ngàn dặm xa xôi tới, nói không chừng là bán tiên khí hoặc thứ cao cấp khác. Đồ tốt như vậy, sao có thể để người khác cướp đi? Suy nghĩ một lát, nam tử này lấy mấy thứ ra, bố trí xung quanh nơi Mạc Phàm biến mất, ngay cả nam tử này cũng ẩn nấp đi. Bên trong bí cảnh, Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, trong đôi mắt hiện lên vui mừng. Bí cảnh này không rộng, bên trong chỉ có hai tiểu sơn cao 100 mét và một tiểu hồ hình tròn. Rõ ràng là ngọn núi hai màu hắc bạch chảy nhỏ giọt vào trong tiểu hồ, trong hồ chia làm hai vùng hắc bạch, giống như đồ án thái cực. Trên vùng đất màu trắng và màu đen, huyền băng giáp màu đen trôi nổi ở phía trên, một bên khác là chiến kiếm màu trắng tỏa ra khí lạnh. Hai thanh báu vật đều tỏa ra bảo quang thất thải. Vô cùng lộng lẫy. Xem ra người kia còn chưa tiến vào bí cảnh. Mạc Phàm nhìn thấy hai thứ này cười nhạt nói. Hắn chưa từng gặp tu sĩ nhân loại may mắn xông vào Hàn Ly huyền thiên cảnh, nhưng hắn từng thấy huyền thiên băng giáp và huyền thiên cửu băng kiếm người kia đạt được trên hình chiếu, giống như đúc băng giáp và băng kiếm trên tiểu hồ, hẳn là người kia đạt được không thể nghi ngờ. Chỉ là... ngón tay của hắn khẽ búng ra, một đạo quang rơi lên trên nước suối màu đen. Đạo quang này vừa rơi vào trong nước suối màu đen giống như một bên cân tiểu ly được bỏ thêm đồ rơi xuống dưới, nước suối màu trắng dâng lên. Đồng thời chiến giáp băng kiếm đều chảy xuống nước suối. Không đợi chiến giáp và băng kiếm rơi vào trong nước, quang điểm Mạc Phàm bắn ra liền biến mất không thấy. Nước suối lay động trái phải vài lần, tiếp tục quay về yên bình. Nhìn thấy chuyện này, Mạc Phàm hơi nhếch miệng, bí cảnh này rất thú vị, một khi có người nóng vội cầm một thứ trong đó trước. Một thứ khác sẽ rơi vào trong hồ nước bị hòa tan, trái lại cũng như vậy. Tu sĩ trước đó coi như ổn trọng, cùng chiếm được hai kiện bán tiên khí này. Chỉ là còn chưa phải kết quả tốt nhất. Tiểu hồ này là lưỡng nghi phân thiên trận, lúc trước hắn từng gặp một lần, trên hai bên trận nhãn phóng ra một thứ, nhưng hai thứ này không phải thứ quý nhất là giữa lưỡng nghi phân thiên trận. Nếu lấy thứ ở bên ngoài trước,
đồ tốt ở giữa lưỡng nghi phân thiên trận không lấy được. Nhìn xem là thứ gì đây? Mạc Phàm hơi nhếch miệng, đi đến cầu trong hồ. Hai kiện bán tiên khí này đã vượt qua dự kiến của hắn, không ngờ tới còn có thứ tốt hơn, không biết có thể là tiên khí hay không. Dù sao có thể sử dụng hai kiện bán tiên khí áp trụ, chỉ có thể là cấp bậc tiên khí. Hắn đi đến bên hồ, ý niệm vừa động, trên một chân xuất hiện thái dương chi lực màu trắng, trên một chân còn lại thì xuất hiện thái âm chi lực màu đen, cùng dẫm lên hai bên tiểu hồ hắc bạch. Dưới lay động của tiểu hồ, không thiếu chút nữa phá vỡ như trước. Mạc Phàm cười khẽ, tiếp tục đi về phía trước. Có không ít phương pháp mở lưỡng nghi phân thiên trận, nhưng khó khăn nhất là có thể vững vàng đi tới giữa hồ nước thế nào, thông thường nhất định phải có thái âm chi lực và thái dương chi lực, nếu không chỉ có thể nhìn đồ tốt bị hủy đi. Hắn dẫm lên tiểu hồ, đến giữa tiểu hồ rất nhanh. Hắn chậm rãi cúi người xuống, trên hai tay lóe lên hào quang hắc bạch, hai tay lần lượt thay đổi ấn lên hồ nước, khẽ di chuyển, một đồ án thái cực rất nhỏ lập tức xuất hiện trên mặt hồ. Cùng lúc đó, mặt hồ vốn lay động bất định gần như là ngưng kết yên tĩnh hoàn toàn. Ken két, âm thanh cơ quan chuyển động vang lên, trên đồ án thái cực loại nhỏ đại phóng hào quang, một hộp ngọc cổ xưa chậm rãi dâng từ trong lên. Chiếc hộp này màu đen tuyền, phía trên khắc đầy bảo hộ để hộp không bị hủy hoại phù văn và hoa văn, nhưng không biết trải qua bao nhiêu năm, trên hộp vẫn tràn đầy vết rạn như cũ. Mạc Phàm nheo mắt, một tay vẽ ra một ký hiệu rơi xuống chiếc hộp. Ken két, âm thanh cơ quan lại vang lên, chiếc hộp chậm rãi mở ra, lộ ra thứ được để ở bên trong. Đây là một khối ngọc bài, hai bên khắc đồ án long phượng, phía giữa viết bốn chữ chữ triện cổ, thiên địa huyền sách. Nhìn thấy bốn chữ này, vẻ mặt Mạc Phàm khiếp sợ, giống như bị sét đánh. Thiên địa huyền sách, là thứ này. Hắn vốn tưởng rằng là tiên khí hoặc thứ có thể tăng tu vi, nhưng thật không ngờ là thiên địa huyền sách. Thiên địa huyền sách là một bộ công pháp rất nổi tiếng ở tu chân giới, nghe nói yêu cầu cơ bản để tu luyện bộ công pháp này là tất phải dùng một trong hai thái âm và thái dương chi lực. Nhưng muốn phát huy ra uy lực chân chính của thiên địa huyền sách thì phải có đủ hai lực lượng này. Phải biết rằng thái âm và thái dương chi lực là lực lượng rất hiếm gặp, Long Ngạo Thiên tu luyện thái dương chi lực đã được Ngạo Nhật Sơn Tông tôn sùng là một thế hệ thiên tài. Tu luyện một loại khó khăn như vậy, càng không nói tới cùng tu luyện hai loại. Đương nhiên yêu cầu cao, uy lực cũng rất khủng bố. Một khi luyện thành công pháp này, thì có câu nộ chi uy của thiên địa. Cho nên công pháp này được gọi là truyền thuyết. Là vì công pháp chỉ xuất hiện trong một thời gian rất ngắn, được một người tên Bắc Cung Huyền sử dụng. Bắc Cung Huyền sử dụng thiên địa huyền sách đánh bại vô số cao thủ, cuối cùng biến mất một cách thần bí, không có truyền nhân cũng không có tộc nhân, bộ công pháp này cũng biến mất theo, dần dần bộ công pháp này có tồn tại hay không là điều bí ẩn. Kiếp trước hắn đan thành cửu pháp, cũng từng đánh chủ ý với bộ công pháp này, chỉ là lúc đó, chắc chắn bộ công pháp này đã bị hủy trong lưỡng nghi phân thiên trận. Không ngờ lần này hắn tìm được rồi. Hai thứ huyền thiên băng giáp và huyền thiên cửu băng kiếm là hai bán tiên khí, đã đủ bất ngờ. Bán tiên khí, chỉ cần thực lực tương đương, cầm một kiện sẽ có ưu thế áp đảo ở đại bỉ. Huống hồ một công một thủ, nhất là huyền thiên băng giáp dùng để phòng ngự. Bảo vật cùng cấp bậc, bảo vật phòng ngự hiếm hơn bảo vật tấn công nhiều, cũng đắt hơn nhiều. Nhất là kiện bán tiên khí phòng ngự, gần như tương đương với giá một kiện tiên khí loại tấn công. Có kiện huyền thiên băng giáp này, hắn độ lôi kiếp trước đại bỉ cũng không có vấn đề gì. Hiện giờ ngoại trừ huyền thiên băng giáp và huyền thiên cửu băng kiếm ra, hắn còn lấy được thiên địa huyền sách, đúng là hắn đi 5 ngày không vô ích. Huyền thiên băng giáp và huyền thiên cửu băng kiếm có giá trị xa xỉ, giá trị của thiên địa huyền sách còn trên huyền thiên băng giáp và huyền thiên cửu băng kiếm rất nhiều. Một khi bộ công pháp này xuất hiện, chỉ sợ sẽ tạo ra chấn động không nhỏ, dù sao cũng là công pháp khiến người ta vô địch trong truyền thuyết. Hơn nữa tuy tu sĩ tu luyện thái âm và thái dương chi lực ít, nhưng vẫn có một phần, những người này đều có bối cảnh không nhỏ. Một tay của hắn thu thiên địa huyền sách, tay còn lại vươn ra, huyền thiên băng giáp và huyền thiên cửu băng kiếm bay vào trong nhẫn chữ vật của hắn, dưới chân hắn vừa động, rời khỏi tiểu hồ. Hắn không lập tức rời khỏi bí cảnh, mà lấy bình ngọc ra. Bình ngọc hơi nghiêng, chất lỏng hắc bạch trong tiểu hồ bay lần lượt vào trong hai chai. Chất lỏng trong tiểu hồ là thái âm và thái dương chi lực biến thành, thái dương thạch và thái âm thạch trên người hắn đã được luyện hóa hoàn toàn, muốn tăng hai lực lượng này, tất nhiên không thể bỏ qua nước suối. Không lâu sau, chất lỏng trong tiểu hồ được hắn hấp thu toàn bộ. Không biết sau khi rời khỏi đây, còn có vận khí tốt như vậy không?
Hắn cất mấy thứ này vào trong nhẫn chữ vật, đi về phía nơi đi vào, cười nhạt nói. Thu hoạch lần này không tính là tệ, nhưng kém xa so với hắn trêu chọc phiền phức. Chỉ là cơ duyên tốt như vậy, cho dù ở Hàn Ly huyền thiên cảnh cũng không dễ dàng đạt được, trừ phi là người có đại khí vận. Khi hắn tới chỗ cũ, cơ thể trực tiếp biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã ở bờ sông chỗ tiến vào bí cảnh. Hắn mới trở lại bờ sông, một giọng nói lập tức vang lên sau lưng hắn. Quả nhiên là có người dành trước ta một bước. Giọng nói vừa vang lên, trận pháp và mấy báu vật tấn công xuất hiện ở bốn phía của Mạc Phàm, giống như chỉ cần Mạc Phàm phản kháng một chút, sẽ đâm thủng Mạc Phàm. Mạc Phàm nhìn báu vật xung quanh, không quay đầu lại, không chỉ không có một chút lo lắng, trái lại hơi nhếch miệng lên lộ ra nụ cười. Ngươi tên là Trương Thiên Bảo đúng không? Trong bảo vật mai phục hắn, phía trước có hơn 10 kiện, trong đó kém nhất cũng là pháp bảo cực phẩm, tương đương với bán linh khí, tốt nhất là một kiện phi đao bán tiên khí, còn lại đều là linh khí. Đây chỉ là trước mặt hắn, sau lưng hắn còn hai kiện bán tiên khí. Nếu không tính ngọc kiếm vô phong trên người hắn, ngay cả hắn cũng không bằng người mai phục hắn. Người này lấy được nhiều cơ duyên như vậy, còn luôn miệng nói hắn đoạt mất cơ duyên. Chỉ có thể là Trương Thiên Bảo người kiếp trước may mắn đạt được huyền thiên băng giáp và huyền thiên cửu băng kiếm. Sao ngươi biết tên của ta? Trương Thiên Bảo mặc đạo bào nhướng mày, trong mắt lộ vẻ nghi ngờ, đánh giá Mạc Phàm. Anh ta không biết Mạc Phàm cũng không thèm nhìn anh ta, chỉ nghe giọng thôi đã nhận ra anh ta, đây là tình huống gì thế? Chuyện này không quan trọng, quan trọng ngươi là Trương Thiên Bảo được rồi. Mạc Phàm cười nhạt nói, trong lòng là mừng thầm. Hắn tiến vào tiểu bí cảnh kia không lâu, cùng lắm là một phút, Trương Thiên Bảo lại bố trí trận pháp và báu vật ở đây, nói lên thời gian hắn tiến vào bí cảnh hơn Trương Thiên Bảo có một chút. Nếu để Trương Thiên Bảo đi vào, thiên địa huyền sách và hai kiện bán tiên khí không có duyên với hắn rồi. Hiện giờ không chỉ ba thứ là của hắn, hắn cũng không cần lo lắng vấn đề không tìm được cơ duyên rồi. Đừng nói linh tinh nữa, giao đồ người đạt được từ trong bí cảnh ra đây. Nếu không tên của ta là cái tên ngươi gọi cuối cùng đấy. Trong mắt Trương Thiên Bảo lóe lên tàn nhẫn, nói. Thay vì nói chuyện linh tinh ở đây với Mạc Phàm, anh ta càng muốn đạt được đồ Mạc Phàm lấy từ bí cảnh ra hơn. Ngoài ra anh ta đã vào 14 ngày, không còn nhiều thời gian lãng phí với Mạc Phàm. Trên đường tới đây anh ta còn phát hiện mấy bí cảnh không tệ, thừa dịp còn chút thời gian, đoạt đồ xong rồi nhanh đi tới đó, nói không chừng còn có thu hoạch ở mấy nơi đó. Đúng rồi, tuy thực lực của ngươi và ta tương đương, nhưng đừng hòng chạy thoát khỏi nơi này, cũng đừng nghĩ tới chuyện phản kháng, nếu không ngươi sẽ biết cái gì gọi là tổ ong vò vẽ. Trương Thiên Bảo cầm chặt kiếm trong tay, bổ sung thêm. Mạc Phàm xuất hiện ở chỗ này, không chỉ bị anh ta dùng hai pháp bảo loại phong khốn chặn lại, còn chuôi kiếm trong tay anh ta có uy lực như bán tiên khí. Có thể nói là bán tiên khí này rất mạnh trong số báu vật anh ta đạt được, tên là Hồn Thiên Thứ. Bán tiên khí này không chỉ vô cùng sắc bén, còn khống chế 36 kiện báu vật tạo thành một hồn thiên kiếm trận, uy lực rất mạnh không chỉ gấp bội bán tiên khí. Anh ta dám xông vào đây, không sợ yêu thú ở bên trong bí cảnh, phần lớn là dựa vào kiện bán tiên khí này. Những yêu thú hóa thần đỉnh phong không biết sống chết, chui vào trong hồn thiên kiếm trận đều bị đâm thành tổ ong vỏ vẽ, cuối cùng thành yêu đan, một tên nguyên anh đỉnh phong sẽ càng thảm hơn yêu thú. Mạc Phàm lắc đầu cười. Giống như không để ở trong lòng. Quả thật hồn thiên thứ là một kiện bán tiên khí rất lợi hại, nhưng ngươi mới lấy được trong bí cảnh không lâu, còn chưa luyện hóa hoàn toàn, loại trình độ này, đừng nghĩ tới chuyện ngăn được ta. Mạc Phàm hơi nhếch miệng một tay vung lên, báu vật trôi nổi trước người hắn lùi sang một bên như cánh cửa. Vẻ mặt Mạc Phàm thản nhiên đi từ trong ra. Đúng rồi, còn nữa, tu vi của hai chúng ta tương đương, đều là nguyên anh đỉnh phong, nhưng không phải thực lực như nhau. Ta muốn giết ngươi không khó, giống như chém đứt ngọn núi này. Mạc Phàm vươn tay chỉ, lướt qua ngọn núi gần hắn và Trương Thiên Bảo, một đạo khe hở sâu không thấy đáy chia ngọn núi thành hai. Hồn Thiên Thứ là bán tiên khí giúp Trương Thiên Bảo nổi tiếng, hiện giờ không có nhiều bán tiên khí như Hồn Thiên Thứ, chỉ có hai thanh, nhưng sau này 36 kiện đều được Trương Thiên Bảo đổi thành bán tiên khí, uy lực gần như so được với tiên khí. Nếu Trương Thiên Bảo sử dụng bán tiên khí một cách thành thục, tất nhiên hắn không phải đối thủ của Trương Thiên Bảo, nhưng đúng lúc hồn thiên thứ hắn giành tới tay là một phần của hồn thiên kiếm trận, ở trước mặt hắn vốn không đủ nhìn. Chuyện này, vẻ mặt Trương Thiên Bảo ngây ngốc.
Quả thật hồn thiên thứ này là anh ta mới đạt được trong Hàn Ly huyền thiên cảnh, nhưng thứ nhất thứ này không yếu như vậy, tùy tiện bị Mạc Phàm phá giải. Thứ hai, sao Mạc Phàm có thể biết được, hình như đây là lần đầu tiên hắn sử dụng với nhân loại. Hơn nữa hiện giờ anh ta còn chưa nổi tiếng mới đúng, hình như người này hiểu rõ anh ta trong lòng bàn tay, chuyện này quá quỷ dị rồi. Anh ta chớp mắt, hồn thiên thứ đại phóng hào quang, 36 kiện báu vật tính cả 2 kiện báu vật phong khốn đều được thu vào. Anh ta không đòi Mạc Phàm thứ đạt được trong bí cảnh nữa, mà quay đầu rời đi. Hồn thiên thứ của anh ta không giam được Mạc Phàm, dựa vào thực lực chắc chắn cũng không phải đối thủ của Mạc Phàm, ngoài ra Mạc Phàm hiểu rõ về anh ta như vậy, lại ở đây đừng nói là lấy đồ của Mạc Phàm, đồ trên người anh ta cũng bị Mạc Phàm cướp sạch. Phải biết rằng đây là bí cảnh, chuyện gì cũng có khả năng xảy ra. Mạc Phàm nhướng mày, trong mắt lộ ra chút bất ngờ. Kiếp trước Trương Thiên Bảo không chỉ cầm hồn thiên thứ, còn đạt được 2 kiện bán tiên khí hắn vừa lấy được, tuy hắn chưa từng gặp, nhưng dựa theo mọi người truyền lại, Trương Thiên Bảo là một người không dễ chọc, nhưng người trước mắt không giống trong truyền thuyết, không đánh lại thì vô thanh vô tức xoay người bỏ chạy, không để lại một lời nói tàn nhẫn, thậm chí không hỏi hắn là ai. Chẳng lẽ không muốn báo thù, cầm lại đồ trong bí cảnh? Chỉ là hơi suy nghĩ một lát, hắn thoải mái hơn. Lúc hắn nghe nói tới Trương Thiên Bảo, người này đã bố trí đầy bán tiên khí trong hồn thiên thứ, tu vi cũng vì vậy mà tới hợp đạo kỳ, tất nhiên khác với Trương Thiên Bảo vô danh hiện giờ. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, đuổi theo Trương Thiên Bảo. Tuy Trương Thiên Bảo cũng là Nguyên Anh đỉnh phong, nhưng phẩm chất của Nguyên Anh kém hắn rất nhiều, chỉ trong giây lát hắn đã tới trước người Trương Thiên Bảo. Ngươi muốn cướp đồ của ta, không cướp đoạt được, muốn rời đi như vậy, không khỏi hơi đơn giản quá rồi. Mạc Phàm cười mỉa nói. Trương Thiên Bảo nhíu mày, trong mắt hiện lên lo lắng. Ý niệm của anh ta vừa động, áo cà sa màu vàng lập tức xuất hiện trên người anh ta. Ngươi muốn làm gì, ta là đệ tử của đạo môn, người ta đều là tu sĩ nhân loại, ngươi dám ra tay với ta, đạo môn bọn ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Ta biết ngươi là đệ tử của đạo môn, cũng biết ngươi là đệ tử của Trương Đạo Thiên. Hắn chưa từng gặp Trương Thiên Bảo, nhưng hắn biết Thiên Dương chân nhân Trương Đạo Thiên sư phụ của Trương Thiên Bảo. Nếu ngươi biết sư phụ ta là Trương Đạo Thiên, còn dám ra tay với ta, ngươi là đệ tử của ma môn hay tà phái? Vẻ mặt Trương Thiên Bảo ngẩn ra, nói. Sư phụ anh ta là thiên sư chính đạo, nếu đệ tử chính phái nghe thấy tên tuổi của sư phụ anh ta, đa số đều nể mặt vài phần. Mạc Phàm biết sư phụ anh ta còn không tránh ra, chỉ sợ là tà phái. Ma môn, nếu sư phụ ngươi biết ngươi đoạt đồ của đệ tử ma môn, có lẽ sẽ tán thưởng ngươi, nhưng nếu biết ngươi đoạt đồ của ta, ngươi đoán xem sư phụ ngươi sẽ thế nào. Tay Mạc Phàm tạo pháp ấn, áo cà sa của hắn lập tức xuất hiện trên người hắn. Mặc áo cà sa đi trong tuyết rất phiền phức, cho nên hắn đổi thành y phục thường dùng. Đệ tử của thần Nông Tông. Khóe miệng Trương Thiên Bảo giật giật, ước gì có thể tát mình 2 cái. Anh ta thật sự bị bí cảnh mê hoặc, vậy mà muốn cướp đồ của đệ tử thần Nông Tông. Thần Nông Tông và đạo môn đều là chính phái, quan hệ của hai nhà rất tốt. Chuyện này còn chưa có gì, xuất hiện vấn đề gì có khả năng là hiểu lầm. Nhưng sư nương anh ta là đệ tử của vô hỏa phong thần Nông Tông. Sư phụ anh ta không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ sư nương này của anh ta. Nếu để sư phụ anh ta biết anh ta đoạt đồ của đệ tử thần Nông Tông, còn là đệ tử chữ lót bất, chắc chắn sẽ hành hung anh ta lấy lòng sư nương. Phải biết rằng sư nương anh ta là đệ tử chữ lót bất, tương đương anh ta cướp đồ tiểu sư đệ của sư nương. Lúc này Trương Thiên Bảo đột nhiên có kích động muốn khóc. Nếu thực lực của Mạc Phàm không bằng anh ta xóa ký ức của Mạc Phàm là được. Nhưng anh ta không thể đánh lại Mạc Phàm. Chẳng trách Mạc Phàm quen anh ta, còn hiểu rõ về anh ta như vậy, chỉ sợ quan hệ giữa Mạc Phàm và sư nương không bình thường. Vị sư thúc này, vừa rồi là ta tẩu hỏa nhập ma, đánh lén người, người đại nhân không chấp nhặt với tiểu nhân, tha cho ta một mạng đi. Trương Thiên Bảo gần như không do dự, cười hì hì nói. Có thể. Mạc Phàm sảng khoái nói. Trương Thiên Bảo hơi sửng sốt, trong mắt hiện lên vui mừng. Vậy Thiên Bảo cáo từ trước, ta còn một ngày là phải rời khỏi bí cảnh này, còn chút đồ chưa lấy được, cần phải nhanh chóng qua đó, Thiên Bảo không quấy rầy tiểu sư thúc tìm đồ nữa. Nói xong, Trương Thiên Bảo rời đi như được đại xá. Anh ta mới đi 2 bước, bỗng nhiên cảm thấy không đúng lắm, lại lấy một hộp ngọc từ trong nhẫn chữ vật ra. Đúng rồi sư thúc, bên trong là thiên thọ quả vạn năm, không những kéo dài tuổi thọ, còn duy trì dung nhan,
đây là ta tốn 9 ngày mới đạt được, sư thúc đừng khách sáo, mời người nhận lấy, xem như đền bù vừa rồi Thiên Bảo mạo phạm. Trương Thiên Bảo mở hộp ngọc ra, vẻ mặt lấy lòng nói. Mạc Phàm nhìn thoáng qua hộp ngọc trong tay Trương Thiên Bảo, không chút khách sáo nhận lấy hộp ngọc. Trương Thiên Bảo này coi như là khí vận chi tử, đối với người khác mà nói vài năm cũng không tìm được thiên thọ quả này, đối với Trương Thiên Bảo thì là chuyện tiện tay nhặt được, không cầm thì uổng. Đa tạ sư thúc, Thiên Bảo đi thật đây. Trương Thiên Bảo thấy Mạc Phàm cất thiên thọ quả, lúc này mới yên tâm đi tiếp. Nhưng anh ta đi chưa được hai bước, lại bị Mạc Phàm ngăn cản. Sư thúc, đấy là đồ tốt trên người ta, thứ khác thực sự không còn, hay là sư thúc đi theo ta biết mấy bí cảnh, có thể nói cho sư thúc. Trương Thiên Bảo hơi sửng sốt, lại nói. Ta có thể tha cho ngươi một mạng, chỉ là trên người ngươi có một thứ ta muốn mượn dùng, đợi ta ra khỏi Hàn Ly Huyền Thiên Cảnh, sẽ trả lại cho ngươi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Vậy mà trên người Thiên Bảo có thứ sư thúc cần, thứ đó là gì, sư thúc nói thử xem. Sắc mặt Trương Thiên Bảo thay đổi, vẫn cố nặn ra tươi cười nói. Anh ta không phải đối thủ của Mạc Phàm, nếu từ chối quá dứt khoát, Mạc Phàm đoạt đồ của anh ta thì không nói, sư phụ anh ta cũng sẽ không ra mặt vì anh ta. Thiên Bảo thông bàn. Mạc Phàm hơi nhếch miệng nói. Trước khi Trương Thiên Bảo tiến vào Hàn Ly Huyền Thiên Cảnh, số mệnh, thiên phú đều bình thường. Nhưng sau khi ra khỏi bí cảnh, một đường gặp dữ hóa lành, phong sinh thủy khởi, rất nhanh liền nổi tiếng. Sở dĩ anh ta có thể có bản lĩnh này, là nhờ Thiên Bảo thông bàn tổ truyền nhà anh ta. Trước khi rời khỏi bí cảnh, hắn còn đang lo lắng có gặp được cơ duyên hay không. Chỉ là khi hắn nhìn thấy Trương Thiên Bảo, hắn không cần lo lắng vấn đề này nữa rồi. Hắn chỉ cần đi theo Trương Thiên Bảo, hoặc lấy Thiên Bảo thông bàn ở trên người Trương Thiên Bảo là được, sẽ không cần sầu chuyện bí cảnh nữa rồi. Dựa theo lời Trương Thiên Bảo mới nói, anh ta chỉ có thể ở trong này thêm một ngày. Đúng lúc hắn có thể mượn Thiên Bảo thông bàn dùng một thời gian. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trên mặt Trương Thiên Bảo lập tức hiện lên vẻ cảnh giác, lập tức khôi phục như thường. Thứ này là anh ta tình cờ nhặt được trong tổ trạch nhà mình, ngay cả sư phụ anh ta cũng không biết, bởi vì sau khi anh ta nhặt được thứ này, liền tiến vào Hàn Ly Huyền Thiên Cảnh. Cho dù Mạc Phàm đều quen sư phụ và sư huynh anh ta, cũng không thể biết. Anh ta rất hoài nghi rốt cuộc Mạc Phàm là ai. Vị sư thúc này, người đang nói gì thế, trên người ta không có thứ này mà. Trương Thiên Bảo mặt không đổi sắc hỏi. Thiên Bảo thông bàn thật sự là thứ quan trọng trên người anh ta, nếu bị Mạc Phàm đoạt đi, đừng nói là cơ duyên, con đường sau này của anh ta sẽ bị cắt đứt, sau này anh ta còn phải dựa vào thứ này làm vinh dự cho dòng họ đó. Mặc kệ sao Mạc Phàm biết được, anh ta đều không thừa nhận, nếu thứ này bị người ta biết. Có khả năng sư phụ anh ta cũng không bảo vệ anh ta được, trước khi anh ta có thực lực bảo hộ mình, anh ta sẽ không nói cho những người khác biết về thứ này. Chỉ là sớm biết Mạc Phàm khủng bố như vậy, anh ta đã không có ý đồ với Mạc Phàm, đợi anh ta luyện hóa giọt hàn tủy vạn năm rồi nói sau. Đừng giả bộ ngớ ngẩn để lừa ta, sư phụ sư nương của ngươi không biết, nhưng ta biết. Mạc Phàm lắc đầu cười, nói. Nhiều năm sau Trương Thiên Bảo mới thành danh. Hiện giờ anh ta để lộ Thiên Bảo thông bàn thật sự không khác gì muốn chết, chỉ là bây giờ hắn rất cần Thiên Bảo thông bàn. Yên tâm đi, đó là vật tổ tiên ngươi tích lũy, ta sẽ không đoạt đồ của ngươi, cho ta mượn một thời gian, ta còn ở trong này 10 ngày, đồ ta đạt được, sẽ phân cho ngươi một nửa, như vậy, tốt hơn là ngươi mang Thiên Bảo thông bàn ra ngoài đạt đồ. Mạc Phàm lại nói tiếp. Kiếp trước lúc hắn nói chuyện với Trương Đạo Thiên, thì Trương Đạo Thiên từng nói khí vận của Trương Thiên Bảo từ đâu mà đến. 18 đời của tổ tiên Trương Thiên Bảo đều là người của quân đình, hơn nữa đều lập chiến công hiển hách chết trận trên sa trường. Ngày trước coi như là thế gia quân ngũ tiếng tăm lừng lẫy, nhưng sau cuộc đại chiến thần ma trước đó, trưởng bối của Trương Thiên Bảo gần như chết trận hết. Cha của Trương Thiên Bảo vì tránh để Trương Thiên Bảo chết trận trên sa trường, mới đưa anh ta tới đạo môn, sau đó cha Trương Thiên Bảo chết trận. Những thứ này tích lũy dần, mới có thể khiến Trương Thiên Bảo gặp dữ hóa lành, may mắn tìm được Thiên Bảo thông bàn. Đây là thứ tộc nhân của Trương Thiên Bảo tích lũy, hắn sẽ không vô duyên vô cớ cướp lấy, dùng xong sẽ trả. Vị sư thúc này, quả thật ta không có thứ người nói, có phải người nhận sai người rồi không? Trong mắt Trương Thiên Bảo hiện lên dị sắc, vẫn nói. Những lời Mạc Phàm nói thật sự khiến anh ta động tâm, chỉ là so với việc Mạc Phàm chia nửa đồ cho anh ta càng muốn cái mạng nhỏ hơn. Tin tức về Thiên Bảo thông bàn truyền ra,
anh ta thật sự khó giữ được mạng nhỏ này. Mạc Phàm thấy Trương Thiên Bảo còn không chịu nói thật, ánh mắt phát lạnh. Ngươi cảm thấy nếu ta muốn cướp Thiên Bảo thông bàn của ngươi, ngươi có thể chạy thoát à? Sắc mặt Trương Thiên Bảo khó coi, lập tức lắc đầu. Nếu anh ta thoát đi được, anh ta đã không tốn thời gian ở đây với Mạc Phàm. Anh ta mới lắc đầu, lập tức biết được mình bại lộ rồi. Vị sư thúc này, ta thật sự không có thứ người nói, nếu ta có, với quan hệ giữa người và sư phụ sư nương của ta, ta chắc chắn sẽ dâng hai tay, mặc người sử dụng. Nếu là như vậy, ta cũng không miễn cưỡng ngươi, ngươi có thể rời đi, chỉ là có chuyện phải nói với ngươi, sau khi đi ra ngoài, không được nói một chút chuyện gì về Hàn Ly Huyền Thiên Cảnh, nhất định phải quản tốt cái miệng của mình, tốt nhất là tìm người hạ phong khẩu chú với ngươi, nếu không cho dù ngươi bổ sung đủ 36 kiện bán tiên khí vào hồn thiên thứ, cũng sẽ trả đại giá rất nặng. Mạc Phàm thản nhiên nói, dưa hái xanh không ngọt, nếu Trương Thiên Bảo không cho mượn, hắn cố chấp đoạt lấy, Thiên Bảo thông bàn này chưa chắc có tác dụng, trái lại có khả năng mang theo hắn rơi vào hiểm cảnh. Còn cơ duyên, tự hắn đi tìm là được. Hắn có thể tiến vào bí cảnh kia trước Trương Thiên Bảo, nói lên khí vận của hắn không tính là quá kém, tự mình đi tìm là được, chỉ tốn chút thời gian mà thôi. Sư thúc yên tâm đi, cho dù là sư phụ của ta, ta nhất định không nói về Hàn Ly Huyền Thiên Cảnh chút nào. Trương Thiên Bảo thấy cuối cùng Mạc Phàm cũng nhả ra, vừa nghi ngờ vừa thề nói. Kẻ ngốc mới nói chuyện ở Hàn Ly Huyền Thiên Cảnh, anh ta còn chuẩn bị 3 năm sau quay lại quét một đợt nữa. Lúc này anh ta mới tiến vào, đợi anh ta phát hiện tác dụng của Thiên Bảo thông bàn đã hơn nửa thời gian này anh ta bỏ lỡ không ít thứ tốt, hiện giờ nghĩ lại liền đau lòng. Nếu anh ta truyền ra tin tu sĩ nhân loại có thể đi vào Hàn Ly Huyền Thiên Cảnh, lần sau trở lại chắc chắn không có cơ duyên như vậy để anh ta đi nhặt. Vậy tự giải quyết cho tốt đi. Mạc Phàm hờ hững nói. Bởi vì Trương Thiên Bảo là nhân loại đầu tiên tiến vào nơi này, cũng chính anh ta truyền tin nơi này có thể đi vào ra, dẫn tới Hàn Ly Huyền Thiên Cảnh bị lượng lớn nhân loại tiến vào, cuối cùng bị phong bế tất cả bí cảnh. Đương nhiên có hai người chịu trừng phạt của Hàn Ly Huyền Thiên Cảnh, một là Trương Thiên Bảo. Một người khác là người phát hiện thôn thiên thú chính là thông đạo thông tới Hàn Ly Huyền Thiên Cảnh. Hai người kia bị người sáng tạo ra Hàn Ly Huyền Thiên Cảnh phong vào trong cơ thể thôn thiên thú, Thiên Bảo thông bàn của Trương Thiên Bảo bị hủy, bán tiên khí trên người anh ta bị lấy đi, cuối cùng là sư phụ sư nương anh ta ra mặt, mới xem như giữ được mạng của Trương Thiên Bảo. Chỉ là không còn Thiên Bảo thông bàn, Trương Thiên Bảo không còn là khí vận chi tử. Trương Thiên Bảo luôn miệng nói anh ta sẽ không tiết lộ, chỉ sợ cuối cùng người tiết lộ là anh ta. Thôi, nếu gặp được, ta che phần ký ức này giúp ngươi. Mạc Phàm nghĩ một lát hai tay vũ động, chỉ trong phút chốc một phù lục màu xanh cổ xưa, tang thương ngưng tụ mà thành. Nếu anh ta gặp thì phải đưa Phật đến Tây Thiên, tránh để Bất Diễm Sư Tỷ và Trương Đạo Thiên lại ra mặt tới Hàn Ly Huyền Thiên Cảnh cứu tiểu tử này. Đi! Hắn khẽ quát một tiếng, phù lục bay về phía mi tâm của Trương Thiên Bảo, biến mất vào trong mi tâm. Sư thúc, có phải là người lầm rồi không, hình như ta vẫn nhớ rõ chuyện ở Hàn Ly Huyền Thiên Cảnh, còn giống như có thể nói được. Trương Thiên Bảo sửng sốt, cảm thấy kỳ lạ nói. Phù lục này đợi ngươi rời khỏi Hàn Ly Huyền Thiên Cảnh mới có hiệu lực, khiến ngươi quên tên Hàn Ly Huyền Thiên Cảnh, không có biện pháp nói chuyện liên quan tới Hàn Ly Huyền Thiên Cảnh ra, trừ chuyện đó ra không có ảnh hưởng gì khác. Mạc Phàm giải thích, miệng hắn nói như vậy, nhưng thực ra không phải vậy. Phù lục này không chỉ che lại ký ức của Trương Thiên Bảo về Hàn Ly Huyền Thiên Cảnh, sau này Trương Thiên Bảo vào bí cảnh khác cũng như vậy. Hắn biết, nhưng không thể nói nên lời. Như vậy, tránh cho Trương Thiên Bảo không chết trong Hàn Ly Huyền Thiên Cảnh, trái lại chết ở nơi khác. Đa tạ ý tốt của sư thúc. Trương Thiên Bảo cười nói. Anh ta hiểu rất rõ về mình, nếu không có Mạc Phàm che lại giúp, khả năng anh ta nói ra là rất cao. Ta đi trước. Mạc Phàm cười nhạt. Chọn một phương hướng muốn rời đi. Trương Thiên Bảo thấy Mạc Phàm đi thật, thì hơi sửng sốt, vẻ mặt mờ mịt. Anh ta không biết sao Mạc Phàm biết nhiều như vậy, muốn mượn Thiên Bảo thông bàn của anh ta, bây giờ lại thả anh ta đi. Không chỉ như vậy, còn hạ chú với anh ta, phòng ngừa anh ta tiết lộ tin tức nơi này. Như vậy xem ra, quả thật Mạc Phàm không giống người cướp đoạt đồ của anh ta. Nếu muốn cướp, Mạc Phàm cướp đoạt luôn là được, vốn không cần phiền phức như vậy. Mạc Phàm đối xử với anh ta như thế, anh ta vẫn mở miệng nói dối. Đợi một chút, vị sư thúc này, vừa rồi ngươi nói Hàn Ly Huyền Thiên Cảnh có một tai họa sao?
Trương Thiên Bảo mỉm cười hỏi. Anh ta là đệ tử của đạo môn, nên biết một chút về thiên mệnh huyền thuật. Nếu Mạc Phàm cảnh cáo anh ta, chắc chắn là có một tai họa. Ngươi đoán xem. Mạc Phàm dừng bước, không đáp hỏi ngược lại. Nhìn bộ dạng của sư thúc hẳn là thật, đa tạ sư thúc nhắc nhở, quả thật Thiên Bảo có một thứ như la bàn, là ta tình cờ nhặt được từ tổ trạch nhà bọn ta, ta không biết có phải là thứ sư thúc nói hay không, sư thúc có muốn nhìn thử một cái không, nếu đúng là nó, chỉ cần sư thúc đưa ra đảm bảo, ta hoàn toàn có thể cho sư thúc mượn. Trương Thiên Bảo mở miệng, cười lấy Thiên Bảo thông bàn ra. Mạc Phàm tức giận chừng Trương Thiên Bảo một cái, nhận lấy Thiên Bảo thông bàn. Vừa rồi hắn cưỡng ép mà tiểu tử này không lấy ra, hắn rời đi thì tự mình đưa tới. Không phải ngươi nói không có thứ như vậy à, sao bây giờ lại có? Sau khi ta nhặt được cái đĩa này, vẫn luôn đặt trong nhẫn chữ vật, chưa từng dùng nó, chỉ là thấy sư thúc chắc chắn như vậy, lúc này ta mới nhớ tới, oa, thiên mệnh huyền thuật của sư thúc lợi hại thật, trên cái đĩa này thật sự viết Thiên Bảo thông bàn, trước đây ta không chú ý tới. Trương Thiên Bảo lật phía sau chiếc đĩa này, khiếp sợ nói. Mạc Phàm lắc đầu, tin Trương Thiên Bảo mới là lạ, tiểu tử này đúng là hư hỏng. Sớm biết như vậy, hắn đã đoạt lấy luôn, đỡ phải phí nhiều võ mồm như thế. Hắn lấy một ngọc thạch không có tạo hình ra, ngón tay như đao khắc, chỉ trong phút chốc, một ngọc bài giống như lệnh bài thân phận khắc hai chữ bất tử xuất hiện trong tay hắn. Hắn đánh một chút linh khí của mình vào trong, ném cho Trương Thiên Bảo. Ta không có chứng từ, cho ngươi thứ này. Xem như là bằng chứng ta mượn Thiên Bảo thông bàn của ngươi, nếu ta không trả ngươi, cầm thứ này tìm sư nương của ngươi, sư nương ngươi sẽ giúp ngươi lấy lại Thiên Bảo thông bàn, đúng rồi, ta tên là Mạc Phàm, tự là bất tử. Tuy đây không phải là lệnh bài thân phận, nhưng bên trong có khí thức và đường vân chuyên thuộc trên lệnh bài thân phận của hắn, cũng có hiệu lực. Trương Thiên Bảo nhận lấy ngọc bài, không nghi ngờ gì, cẩn thận cất vào. Lệnh bài thân phận của mỗi người đều là thứ rất mẫn cảm. Bình thường sẽ không dễ dàng đưa cho người ta, trừ phi là nợ nhân tình hoặc đồ của đối phương mới đưa ra ngoài, coi là tín vật. Tuy sư nương anh ta là đệ tử của Thần Nông Tông, nhưng nếu anh ta cầm thứ này đưa cho sư nương, quả thật sư nương anh ta sẽ giống như lời Mạc Phàm nói, đòi giúp anh ta. Anh ta thật sự không cần lo lắng, chuyện Mạc Phàm sẽ chiếm Thiên Bảo thông bàn. Mạc sư thúc, người muốn dùng đồ của ta bao lâu? Người trở về bế quan luyện hóa hàn tủy vạn năm người đạt được trước. Để thăng tu vi lên cao, đợi ngươi ra ngoài hẳn là đến Đại Bỉ Tông Môn, lúc Đại Bỉ Tông Môn ngươi đi tìm ta, ta sẽ đưa Thiên Bảo thông bàn và đồ chia cho ngươi một nửa. Mạc Phàm nghĩ một lát nói. Nơi tổ chức Đại Bỉ Tông Môn lần này, đúng là ở đạo môn. Trương Thiên Bảo phải luyện hóa hàn tủy vạn năm, chưa được mấy tháng sẽ không có khả năng, đúng lúc có thể trả đồ cho Trương Thiên Bảo vào Đại Bỉ. Mạc sư thúc, ta có thể hỏi một chuyện không? Trương Thiên Bảo nuốt nước bọt. Nhìn Mạc Phàm như nhìn quái vật. Anh ta không có bí mật thì không đáng nói, ngay cả chuyện anh ta chiếm được hàn tủy vạn năm mà Mạc Phàm cũng biết. Hỏi cũng vô dụng, ta sẽ không nói cho ngươi, đi tìm bí cảnh ngươi đánh dấu đi, thời gian của ngươi không còn nhiều lắm rồi. Mạc Phàm lạnh lùng liếc Trương Thiên Bảo một cái, nói. Dạ, Thiên Bảo cáo từ, đúng rồi, vậy sư thúc giữ đồ cẩn thận một chút, đừng phá hủy nó. Trương Thiên Bảo ôm quyền với Mạc Phàm, nói. Mạc Phàm vẫy tay với Trương Thiên Bảo, hơi thở phào nhẹ nhõm. Thiên Bảo thông bàn tới tay, lần này hắn có thể tìm cẩn thận cơ duyên bên trong rồi. Tuy chỉ có thể sử dụng cực âm cực dương chi lực, nhưng lúc này vẫn còn chín lực hắn không có biện pháp phát huy ra toàn bộ thực lực, còn cần chuyển hóa chín lực trong cơ thể thành tứ tượng chi lực, sau đó lại chuyển hóa thành âm dương nhị lực mới được. Trái lại huyền thiên băng giáp coi như có thể, băng giáp này là do thái âm huyền băng tạo ra, không tiến vào hấp thu lượng lớn công kích. Hấp thu một phần còn có thể chậm rãi để hắn sử dụng. Còn pháp bảo loại công kích, huyền thiên cửu băng kém hơn một chút. Thanh kiếm này do Thái Dương huyền băng ngọc tạo thành, băng ngọc thuộc thủy, thổ, tính hàn, vốn xem như thuộc tính âm, mà lại ẩn chứa Thái Dương chi lực, có vẻ thích hợp cho nữ nhân sử dụng, ở trong tay Dạ Tình thì có thể phát huy tới mức tận cùng, đến tay hắn thì yếu đi không ít. Cho nên giai đoạn đầu Trương Thiên Bảo còn sử dụng, tâm tư sau này đều đặt ở hồn thiên thứ. Hai kiện bán tiên khí khiến anh ta nổi tiếng được anh ta đưa cho sư nương, cũng vì một phần nguyên nhân này, sau khi anh ta bị Hàn Ly tóm, sư nương và sư phụ của anh ta cứu anh ta ra. Nếu có bán tiên khí tương tự hồn thiên thứ hoặc bán tiên khí tính tấn công có thuộc tính thích hợp với hắn là được rồi. Ý niệm của hắn vừa mới động, Thiên Bảo thông bàn lập tức sáng lên,
Kim đồng hồ ở phía trên lập tức xoay chuyển, chỉ về phía bắc. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, khí vận chi khí đúng là khí vận chi khí, tìm được bí cảnh đơn giản hơn nhiều. Hắn dựa theo ngụ ý trên thiên bảo thông bàn, một đường bay về phía bắc. Không lâu sau, hắn đứng trước một tiểu hồ. Hắn mới tiến tới gần tiểu hồ, chín xúc tua như cự xà trăm mét lập tức chui từ dưới chân hắn ra, không đợi hắn phản ứng kịp, hai xúc tua trong đó đã quấn lấy hắn, mấy xúc tua khác thì lấy khí thế sét đánh không kịp bịt tai cắn hắn. Xoẹt, âm thanh như lụa bị xé vang lên, cơ thể hắn bị chín xúc tua xé thành hơn 10 mảnh. Chín xúc tua không lập tức biến mất, mà ở trên bờ hồ trần trừ một lát, lúc này mới chui vào mặt đất bên hồ. Trên chín xúc tua kia chớp lóe hào quang, mặt đất bên hồ giống như không có bất luận biến hóa gì, biến mất tại chỗ. Cách đó không xa, Mạc Phàm hơi thở phào nhẹ nhõm. May mà vừa rồi hắn phản ứng nhanh, nếu không hắn đã bị yêu thú này ngũ mã phanh thây. Hắn nhìn thoáng qua thiên bảo thông bàn, nhíu mày. Trên thiên bảo thông bàn chỉ chỗ của yêu thú kia, không sai được. Ý niệm của hắn vừa động, thần thức lan tràn vào trong chỗ yêu thú, lông mày nhíu chặt hơn. Trong Hàn Ly huyền thiên cảnh đều có tính kích hoạt, một khi có khí tức ở bí cảnh sẽ có phản ứng. Yêu thú này ở trên bí cảnh không bị bí cảnh kéo vào, thần thức của hắn cũng không cảm nhận được bất luận biến hóa của bí cảnh. Không phải là thiên bảo thông bàn rời khỏi Trương Thiên Bảo thì không thể sử dụng đấy chứ. Sắc mặt Mạc Phàm hơi khó coi, lẩm bẩm. Bảo bàn này là cơ duyên của Trương Thiên Bảo, Trương Thiên Bảo dùng may mắn tình cờ gặp may mắn, những người khác dùng thì sẽ gặp hung. Chuyện như vậy không phải không có khả năng, lúc trước có người muốn cọ ké khí vận cơ duyên, mua không ít đồ khí vận chi tử, tiến vào một bí cảnh. Quả thật người đó tìm được bí cảnh, nhưng cuối cùng bị chết trong bí cảnh đó. Nếu là như vậy, hắn thật sự toi công bận rộn một lúc lâu rồi. Hắn bĩu môi, lại nhìn thoáng qua chỗ yêu thú kia, do dự một lát, đôi mắt hắn nheo lại. Hắn không quá quen thuộc bí cảnh này, cụ thể thiên bảo thông bàn có tác dụng với hắn hay không vẫn khó mà nói, thử xem thì biết. Yêu thú này hẳn là cửu đầu ly, biến chủng của Hàn Xà nhất mạch, yếu hơn Hàn Ly một chút, nhưng mạnh hơn Ma Ngưu một chút. Hắn không phải đối thủ. Nhưng tốn chút thời gian xử lý xong cũng không khó. Trong mắt hắn lóe lên hồng liên, ma long hắn phong ấn trong mắt dương cánh mà ra. Hắn đã tới Nguyên Anh đỉnh phong, ma long không ngừng hấp thu lực lượng của hắn, ngưng thực hơn trước đây không ít. Đi! Hắn khẽ quát một tiếng, tàn hồn của ma long chia ra làm chín, cánh khổng lồ dương ra, lập tức bay về phía yêu thú kia. Tàn hồn ma long vừa đến, chín cái đầu của cửu đầu ly xuất hiện. Đồng thời, móng vuốt sắc bén vươn từ người ra, vươn về phía tàn hồn ma long để cắn xé. Chỉ trong chớp mắt, ma long và cửu đầu ly đấu với nhau. Mạc Phàm cũng không nhàn rỗi, uy lực của ma long không tệ, nhưng đấu với cửu đầu ly một sẽ tiêu hao nhiều linh khí, cho dù hắn đã đến Nguyên Anh đỉnh phong, linh khí không phải tu sĩ bình thường có thể so sánh được, cũng không có khả năng duy trì tàn hồn ma long quá lâu. Hắn vươn một tay ra, cửu tinh kiếm xuất hiện trong tay hắn. Thân hình hắn nhoáng lên một cái, cũng biến thành chín người, chín bóng dáng vòng tròn quanh cửu đầu ly. Hắn cầm cửu tinh, họa phù văn cổ xưa ở trên mặt tuyết. Một phút sau, chín phù văn hình dạng khác nhau xuất hiện trên mặt tuyết. Hai tay hắn nắm lấy cửu tinh, cắm cửu tinh trên phù văn, tạo hóa chi lực không hề giữ lại rót vào trong cửu tinh, chín ngôi sao trên cửu tinh lần lượt sáng lên. Rất nhanh, chín ngôi sao đều sáng lên toàn bộ. Cửu đầu ly vốn đang đấu với tàn hồn ma long giống như cảm nhận được lực lượng trên cửu tinh, năm cái đầu cực đại trong đó ngăn cản ma long, bốn cái đầu còn lại thì đánh về phía bản thể của Mạc Phàm. Cơ thể của cửu đầu ly này dài hơn 100 mét, chỉ trong chớp mắt đã tới trước người Mạc Phàm. Cửu tinh diệu nhật, Mạc Phàm không chút hoang mang nói, bốn chữ truyền từ miệng hắn ra, lực lượng trên cửu tinh rót vào trong phù văn cổ xưa ở trên mặt đất, phù văn sáng lên theo. Một đạo ánh sáng giống như phù văn lập tức hiện lên, nhanh chóng phóng về phía cửu đầu ly trong trận pháp, tốc độ nhanh như ánh sáng. Không đợi bốn cái đầu của cửu đầu ly cắn trúng Mạc Phàm, đã hứng mũi chịu sào bị vài đạo ánh sáng đánh trúng. Giống, âm thanh thê lương vang lên, bốn cái đầu không thể ngăn cản ánh sáng, bị cắt ra thành vài đoạn giống như cắt đậu hủ, chín đạo ánh sáng đến chỗ bản thể của cửu đầu ly, đụng vào một chỗ. Đồng thời, trong mắt Mạc Phàm chớp lóe hồng quang. Ma Long đứng cạnh cửu đầu ly lập tức biến mất. Hắn mới làm xong những chuyện này. Rầm, một tiếng kinh thiên động địa vang lên, chỗ bản thể của cửu đầu ly, giống như có một mặt trời đang dâng lên,
bao phủ cơ thể khổng lồ như núi của cửu đầu ly vào bên trong, lan tràn ra bốn phương tám hướng. Xung quanh lập tức chấn động không ngừng giống như động đất, trong chớp mắt nước trong tiểu hồ bị bốc hơi hơn một nửa, còn lại thì như chạy trốn lan về phía xa. Bông tuyết thật dày trên mặt đất lại càng bay lên ngập trời, rất lâu sau mới hạ xuống. Rất lâu sau, lúc này xung quanh mới khôi phục yên bình từ trong tiếng nổ mạnh. Một cái hố to có đường kính cây số, sâu không thấy đáy xuất hiện, nước còn thừa ở trong tiểu hồ đều rót hết vào bên trong hố to. Chỗ cửu đầu ly khổng lồ đã biến mất không thấy. Đừng nói là thi thể, ngay cả nội đan đều không lưu lại. Nhưng lại bay ra một thanh trường kiếm màu bạc theo hình thức cổ xưa. Mạc Phàm nhìn thấy thanh kiếm này, lông mày lập tức nhướng cao. Thanh kiếm này dài hơn thanh kiếm thông thường một chút, toàn thân màu bạc, thân kiếm không phải dẹt như thanh kiếm thông thường, giống như một khối kim khí tự nhiên vặn thành sau đó mài ra. Trên thân kiếm tràn đầy đường vân do vặn ra, chỉ là những đường vân này không phải tùy tiện vặn ra, rất giống đường vân Mạc Phàm khắc họa trận pháp nhất thế vô song trên ngọc bài. Phía chuôi kiếm là một đồ án bát quái cổ. Thanh kiếm này tỏa ra hào quang màu bạc, trôi nổi trên không hố to. Không gian xung quanh như đang vặn vẹo dưới ảnh hưởng của thanh kiếm này. Mạc Phàm phóng một chút thần thức ra, thần thức đến xung quanh thanh kiếm này thì bị kéo vào, tươi cười lập tức xuất hiện trên mặt hắn. May mà hắn thử, nếu không sẽ bỏ lỡ một thanh kiếm tốt. Thanh kiếm này không chỉ là bán tiên khí, trên thân kiếm còn có đạo văn, cấp bậc còn trên huyền thiên cửu băng kiếm hắn đạt được. Không nói đến thanh kiếm này có hiệu quả đặc biệt gì, chỉ riêng đạo văn đã có lợi cho võ đạo sau này của hắn. Xem ra thiên bảo thông bàn này không phải vô dụng trong tay hắn, mà cơ duyên này không giống một vùng không gian nhỏ như tiểu bí cảnh hắn tiến vào lúc trước, cơ duyên này được giấu trong cơ thể của cửu đầu ly, chỉ diệt cửu đầu ly mới lấy được. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, chín thân hình hợp nhất, cửu tinh cũng được hắn thu vào. Hắn vươn một tay ra, thanh kiếm kia giãy giụa vài lần, bay vào trong tay hắn. Hắn đánh giá thanh kiếm này một cách cẩn thận, ánh mắt nhanh chóng nhìn về phía hai chữ cổ trên thân kiếm. Văn tự này không phải văn tự của nhân loại, cũng không phải của yêu tộc, ma tộc, quỷ tộc, mà là thần văn vô cùng hiếm thấy. Hắn tiến vào mấy thần vực, lúc này mới biết một số thần văn. Hai chữ này không phải chữ khác, đúng là hai chữ Bát Phi. Bát Phi, Mạc Phàm nhíu mày. Thông thường tên của báu vật liên quan tới bản thân báu vật, ví dụ như cửu tinh kiếm của hắn. Phía trên có 9 ngôi sao, hơn nữa ghép đôi với cửu tinh kiếm quyết sẽ phát huy ra uy lực tối đa của thanh kiếm này. Bát Phi, đây là lần đầu tiên hắn nghe nói tới từ này, hoàn toàn không lĩnh hội được ý bên trong. Nếu tương đồng với thuộc tính của hắn, vậy không còn gì tốt hơn, trái lại thì hắn chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm. Hắn không quan tâm nhiều như vậy, xem trước bán tiên khí này có thích hợp với hắn hay không. Ý niệm của hắn vừa động, cửu chuyển hỗn nguyên công vận khởi. Linh khí rót vào trong Bát Phi. Ong ong, linh khí biến mất vào thân kiếm, âm thanh như gió kêu vang lên trên Bát Phi. Ngay sau đó, đồ án bát quái cổ trên chuôi kiếm đột nhiên đại phóng hào quang, giống như một tấm khiên chắn trước người Mạc Phàm. Trên mỗi vị trí bát quái, một hư ảnh như máng khảm xuất hiện. Nhìn thấy thứ này, lông mày Mạc Phàm nhướng cao. Hắn cảm thấy có hứng thú với hồn thiên thứ của Trương Thiên Bảo, một thanh kiếm khống chế 36 thanh bán tiên khí. Lấy số lượng thiên cương tạo thành hồn thiên kiếm trận, có thể hợp có thể phân, uy lực rất mạnh. Nếu có thần hồn cường đại, cầm thanh bán tiên khí hồn thiên thứ quả thực như cá gặp nước. Nhưng Trương Thiên Bảo là đệ tử của Trương Đạo Thiên, cho dù không phải đồ đệ của Bất Diễm Sư Tỷ, hắn cũng không thể giết một hậu bối đoạt báu vật. Chỉ là hắn mới lấy được thiên bảo thông bàn của Trương Thiên Bảo, vậy mà khiến hắn gặp được một thanh tương tự. Trên Bát Phi này có 8 cái máng khảm, giống như hồn thiên thứ. Chẳng qua 8 không phải là lấy số lượng bát quái, mà lấy số lượng thiên cương của hồn thiên thứ. Tuy Bát Phi này không thể nạp báu vật nhiều như hồn thiên thứ, nhưng uy lực không kém gì hồn thiên thứ. Ít nhất ở trong tay hắn, uy lực của Bát Phi sẽ không kém hồn thiên thứ. Bởi vì chín lực của hắn có thể bao trùm bát quái chi lực trên bát quái, tuy lực lượng của hắn không thể phát huy hoàn toàn trên Bát Phi, nhưng hơn báu vật bình thường rất nhiều. Dù sao muốn báu vật phù hợp hoàn toàn, cần tự mình tạo ra. Hắn lấy huyền thiên cửu băng kiếm ra, đặt vào chữ kiền trên bát quái. Kiền vi dương, địa vi âm. Huyền thiên cửu băng kiếm là thái dương chi binh, hắn là có thể. Huyền thiên cửu băng kiếm mới đặt lên trên chữ kiền,
Chữ kiền lập tức sáng lên, khiên dẫn huyền thiên cửu băng kiếm rơi vào trong máng khảm. Keng, âm thanh kim khí va chạm vang lên, huyền thiên cửu băng kiếm rơi vào trong máng khảm. Huyền thiên cửu băng kiếm vừa rơi vào trong máng khảm, trên thân kiếm bát phi từng đạo văn sáng lên. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười khẽ. Bán tiên khí loại tấn công đã có, hắn chỉ cần nhồi đầy thất quái là được. Hắn hài lòng thu hồi bát phi, lấy thiên bảo thông bàn ra tiếp tục tìm kiếm. Trong 10 ngày, dưới chỉ dẫn của thiên bảo thông bàn, Mạc Phàm ra vào lần lượt bí cảnh, tốc độ khác hoàn toàn khi hắn mới tiến vào Hàn Ly huyền thiên cảnh. Chưa tới 7 ngày, hắn đã lấp đầy 8 máng khảm ở trên bát phi, tuy chỉ có một kiến là bán tiên khí thuộc tính âm, 6 cái còn lại đều là linh khí, nhưng Mạc Phàm vẫn vô cùng hài lòng. Không ai có thể tạo ra bán tiên khí tồn tại hiện giờ là lưu truyền từ thượng cổ và tiên giới tới nay. Hắn có thể tìm được 4 kiện bán tiên khí ở Hàn Ly huyền thiên cảnh đã là rất khó rồi, đổi thành những người khác, đừng nói là bán tiên khí, linh khí tìm được hay không cũng là một vấn đề. Phải biết rằng lúc hắn vừa tới tu chân giới, một kiện linh khí đã dẫn tới mấy chục cao thủ nguyên anh tới tranh giành, đủ để thấy mức độ chân quý của linh khí. 3 ngày tiếp, hắn không dừng lại, tìm kiếm khắp nơi. Hắn đồng ý cho Trương Thiên Bảo một nửa cơ duyên, chính hắn đã không tệ rồi, kế tiếp tìm cho Trương Thiên Bảo một chút thôi. 3 ngày trôi qua rất nhanh, bên ngoài bí cảnh Hàn Ly huyền thiên cảnh. Vô Xương và Vô Thiên vào sớm hơn đám Mạc Phàm, cho nên được truyền tống ra sớm hơn. So với nửa tháng trước, vết thương trên người hai người đã khỏi hẳn, hơn nữa trên mặt cũng hiện lên vẻ đắc ý. Sương Nhi, người chuẩn bị đúng là chu đáo, trước đó đã tìm một con bảo thông thử, thu hoạch lần này của chúng ta không ít đâu. Vô Thiên kích động nói. Bọn họ tiến vào bí cảnh không lâu, Vô Xương lấy bảo thông thử ra, không lâu sau bọn họ tìm được liên tục một kiện bán tiên khí và hai kiện linh khí. Cho dù mấy ngày sau chỉ tìm được một kiện bán tiên khí, nhưng hai kiện bán tiên khí đã rất hiếm có rồi. Chỉ sợ đám Hàn Ly cộng lại, cũng không tìm được nhiều như thế. Đây chỉ là bán tiên khí, càng không nói tới thứ khác. Đồ mà bọn họ đạt được, có thể khiến thực lực và tu vi của bọn họ đề thăng một cấp bậc. Chúng ta đi thôi. Vô Xương hơi nhếch miệng nói. Không dễ dàng gì mới tiến vào Hàn Ly huyền thiên cảnh một lần, đương nhiên phải chuẩn bị thỏa đáng. Chỉ là sau đó bảo thông thử tiến vào một bí cảnh bị yêu thú đánh chết, nếu không bọn họ sẽ thu hoạch được nhiều hơn nữa. Hai người muốn rời đi, truyền tống môn sáng lên liên tục mấy lần, mẹ con Hàn Ly, Ma Ngưu và Yêu Lang được truyền tống ra hết. Vô Xương nhìn thấy Hàn Ly, không nhìn thấy Mạc Phàm thì lập tức dừng bước, nói với Vô Thiên. Vô Thiên, chúng ta lấy đồ tìm được ra, chỉnh bọn một phen đi. Vô Thiên nhướng mày, liếc mắt nhìn đám Hàn Ly một cái, lập tức hiểu ý của Vô Xương, nhẫn chữ vật trên tay sáng lên, một đống đồ vật xuất hiện. Nhẫn chữ vật của Vô Thiên vừa mở ra, vẻ mặt đám Hàn Ly lập tức thay đổi. Trước người Vô Thiên, có ít nhất hơn 20 kiện, bảo cụ, thiên tài địa bảo. Đan dược và công pháp đều đủ cả. Một kiện bán tiên khí ở trên cao hơn, tỏa ra hoa quang. Lúc trước Hàn Ly đã tới một lần, có mấy nơi bà ta đã đánh dấu trước, thu hoạch nhiều nhất nên là Hàn Ly, nhưng đồ Hàn Ly đạt được không nhiều như Vô Thiên. Sau khi Vô Thiên mở nhẫn chữ vật ra, Vô Xương hơi nhếch miệng, mở nhẫn chữ vật của mình. Rầm rầm rầm, lại có một đống đồ rơi xuống. Hàn Tuyết, ta đi vào lấy được nhiều đồ như vậy, người thân là Hàn Ly nhất tộc, có được bí cảnh đặc biệt chiếu cố, hay được một tiểu tử nhân loại chiếu cố đặc biệt, lấy được nhiều đồ hay không? Hàn Ly nhíu mày, lạnh lùng xuất hiện trên mặt bà ta. Bà ta không lấy được nhiều đồ cũng không sao, bà ta chỉ sợ đám Vô Xương lấy được nhiều đồ, cho dù bà ta tiến vào hợp đạo kỳ cũng không phải đối thủ của Vô Xương. Bà ta không phải đối thủ của Vô Xương, Hàn Ly huyền thiên cảnh sẽ thành hoa viên của Vô Xương, mỗi lần bà ta đi vào, là Vô Xương có thể theo vào. Lấy được đồ thì nhanh đi đi, trong một tháng này ngươi không thể ra tay với ta, lúc này ta đánh ngươi, hẳn là ngươi cũng không có biện pháp rồi. Hàn Ly lạnh lùng nói. Vậy sao, vậy ngươi có thể thử xem, tên tiểu tử kia có thể rời khỏi Vạn Yêu Quật hay không, ngươi chỉ có thể ở đây, chỉ cần ngươi không phải đối thủ của ta, ta muốn thu thập ngươi, thì có thể thu thập ngươi, ngươi không suy nghĩ cho mình, cũng phải suy nghĩ cho tiểu linh một chút chứ. Vô Xương cười khinh thường nói. Hàn Ly cũng muốn lợi dụng lời thề chết tiệt kia để đối phó bà ta, nghĩ đơn giản quá rồi. Hàn Ly nhíu mày, nghiến chặt răng, không để ý tới Vô Xương. Không đánh sao, cơ hội tốt như vậy,
vậy mà cho ngươi liền lãng phí rồi. Trong mắt Vô Xương hiện lên vẻ đắc ý, cười nói. Cút, Hàn Ly thật sự không nhịn được, lạnh giọng quát. Đừng tức giận, ngươi có thể đợi nhân loại kia, ta cũng rất tò mò nhân loại này mãi mà chưa ra sẽ có thu hoạch gì, chúng ta cùng đợi nhé. Vô Xương cười mỉa nói. Mạc Phàm đạt được bao nhiêu đồ bà ta rất tò mò, bà ta càng tò mò có phải Mạc Phàm xảy ra vấn đề gì ở bên trong hay không. Bí cảnh không phải không có nguy hiểm, bảo thông thử của bà ta là chết trên tay một yêu thú, thực lực của Mạc Phàm không khác con chuột kia mấy, chết cũng rất bình thường. Bà ta mới nói xong, cách đó không xa có một đạo quang lóe lên, hào quang thu lại, một tay của Mạc Phàm cầm một tảng đá màu băng lam cỡ đầu người, một bên khác là bán tiên khí băng tuyết chiến giáp. Hắn không nhìn Vô Xương và Vô Thiên, lập tức đi về phía Hàn Ly. Cái này cho ngươi. Mạc Phàm đưa tảng đá băng lam cho tiểu Hàn Ly trên vai Hàn Ly. Tảng đá này tên là Hàn Tuyết Ngọc, linh vật tính hàn cực phẩm hiếm thấy, rất thích hợp cho tiểu Hàn Ly hấp thu bây giờ, hắn thấy được thứ này mới không lập tức đi ra. Mắt tiểu Hàn Ly mở to, bay thẳng tới chỗ tảng đá trên tay Mạc Phàm, há miệng cắn Hàn Tuyết Ngọc. Răng rắc, Hàn Tuyết Ngọc không có một vết rạn, trái lại trong mắt tiểu Hàn Ly đầy nước mắt. Ngươi không thể cắn vỡ thứ này được, chậm rãi hấp thu. Mạc Phàm lắc đầu cười, ngón tay khẽ búng, tảng đá vỡ ra thành từng khối to bằng nắm tay. Tiểu Hàn Ly há to miệng, thu tất cả tảng đá vào trong bụng, chỉ trong phút chốc, tất cả tảng đá đã vào bụng của nó vô cùng thân thiết cọ vào người Mạc Phàm. Mạc Phàm sờ đầu tiểu Hàn Ly, lúc này mới nhìn Vô Xương và Vô Thiên. Thu hoạch không tệ. Mạc Phàm nhướng mày nói. Đồ hai người này đặt trên đất có khoảng 4-50 kiện, 15 ngày lấy được những thứ này. Cho dù là ở trong Hàn Ly huyền thiên cảnh đã không tệ rồi. Dù sao không phải mỗi người đều là người có đại khí vận hoặc có thiên bảo thông bàn như Trương Thiên Bảo. Nếu hắn không lấy thiên bảo thông bàn từ chỗ Trương Thiên Bảo, đồ hắn lấy được tuyệt đối không vượt quá 10 kiện, Vô Xương và Vô Thiên lại lấy được nhiều như thế. Cũng tạm, người thì sao, thu hoạch được những thứ gì, mở ra cho bọn ta nhìn xem đi. Vô Thiên hơi nhếch miệng cười, nói. Mạc Phàm không để ý tới ông ta. Đi tới bên cạnh Hàn Ly, chúng ta đi thôi. Vô Xương và Vô Thiên thấy Mạc Phàm không để ý tới bọn họ, càng cười tươi hơn. Không phải là ngươi chỉ lấy được hai thứ này đấy chứ, không đúng, bây giờ chỉ còn một thứ. Vô Xương mỉm cười hỏi. Tiến vào bí cảnh toàn bộ phải dựa vào cơ duyên, không đạt được thứ gì rất bình thường. Nếu là như vậy, quả thật không có gì để coi, chúng ta đi thôi, Xương Nhi. Vô Thiên lạnh lùng liếc Mạc Phàm một cái. Nói với vẻ khinh thường. Mạc Phàm đánh ông ta một quyền, sau khi ông ta vào bí cảnh luôn canh cánh trong lòng, mãi đến khi ông ta tìm được bán tiên khí mới mất đi. Lúc này nhìn thấy Mạc Phàm không đạt được thứ gì, tâm tình của ông ta lại tốt hơn nhiều. Đừng sốt ruột. Vô Xương mỉm cười, không vội vàng rời đi, mà lấy một viên trân châu ra đưa cho Hàn Ly. Hàn Tuyết, lần này ít nhiều gì cũng nhờ các ngươi, bọn ta mới có thể tiến vào Hàn Ly huyền thiên cảnh. Ta thấy thu hoạch của các ngươi không được tốt lắm, đây coi như là một chút tâm ý của ta. Vô Xương, ngươi đủ rồi đấy. Hàn Ly nhíu chặt mày, giận mà không xả được nói. Lúc khác Vô Xương không cho đồ, lại cứ cho bà ta vào lúc này, giống như cho ăn xin. Làm sao thế, Hàn Tuyết, ta tốt bụng cho ngươi đồ, sao ngươi có thể như vậy, có phải không, Mạc công tử? Vô Xương không tức giận, mỉm cười nói. Ngươi! Hàn Ly nghiến răng. Một thanh kiếm xuất hiện trong tay bà ta. Không đợi bà ta ra tay, đã bị Mạc Phàm giữ chặt. Mạc Phàm nheo mắt, nhìn về phía Vô Xương và Vô Thiên đang đắc ý. Hai người cảm thấy đồ các ngươi đạt được rất nhiều sao? Mạc Phàm lạnh lùng nói. Vô Xương và Vô Thiên muốn làm gì, sao hắn có thể không biết, đơn giản là muốn lấy lại một chút mặt mũi. Nhưng chút đồ đó của hai người mà cũng muốn khoe khoang trước mặt hắn. Nếu hai người muốn khoe khoang, vậy thì chơi với bọn họ một lát. Cũng tạm, không tính là nhiều cũng không tính là ít. Vô Xương hơi nhếch miệng cười quyến rũ, lạnh nhạt nói. Vậy hai người có dám đánh cược không, Vô Xương? Mạc Phàm khẽ gật đầu, hỏi. Đánh cược gì? Vô Xương nhướng mày, trên mặt lộ ra vẻ hứng thú. Mạc Phàm không trả lời ngay, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, cầm chiến giáp trong tay đưa cho Hàn Ly. Chiến giáp này là nữ giáp, thuộc tính cũng không thích hợp với ta, đưa cho ngươi, có thể đề thăng một chút thực lực. Cái gì? Vẻ mặt Hàn Ly hơi đổi,
trong đôi mắt lộ ra vẻ khó mà tin được. Không chỉ bà ta, mà Ngưu ở bên cạnh cũng sửng sốt, đôi mắt lập tức đỏ lên. Chiến giáp trong tay Mạc Phàm là bán tiên khí, Mạc Phàm ra tay liền cho bà ta bán tiên khí. Ra tay như vậy, cũng quá hào phóng rồi. Mạc Phàm nhét chiến giáp vào tay của Hàn Ly, lập tức đi về phía Vô Xương. Phương pháp rất đơn giản, người ta mỗi lần lấy ra ba kiện bảo cụ đạt được từ Hàn Ly huyền thiên cảnh, nếu phẩm chất bảo cụ của ngươi cao hơn, ba kiện bảo cụ của ta thuộc về ngươi, trái lại của ngươi là của ta, thế nào? Trên mặt Mạc Phàm không có chút gợn sóng nói. Một quyền lần trước của hắn vốn tưởng rằng đủ để khiến Vô Xương và Vô Thiên thu liếm lại. Không ngờ lúc này mới qua nửa tháng, Vô Xương và Vô Thiên lại bành trướng. Hắn không biết hai người này lấy đâu ra tự tin, nhưng vẫn nên xử lý một phen. Hắn vừa nói những lời này, sắc mặt Hàn Ly và Ma Ngưu lập tức thay đổi. Đồ của Vô Xương và Vô Thiên đều đặt ở đây, chỉ là bán tiên khí đã có hai kiện, những thứ khác tương đương với linh khí cũng có mấy chục kiện. Tuy Mạc Phàm ra muộn hơn một lát, nhưng một mình hắn không có khả năng đạt được nhiều đồ hơn Vô Xương và Vô Thiên. Mạc Phàm chơi với bọn họ như vậy, thật sự điên rồi. Mạc Phàm, đủ rồi, chúng ta đi thôi. Hàn Ly nhíu chặt mày, nói. Bọn họ vốn thu hoạch không được như Vô Xương và Vô Thiên, tiếp tục chơi như vậy, có khả năng chuyến này tới không công rồi. Bên ngoài còn có Ngũ Yêu Vương ở Ngũ Yêu Sơn đợi, nếu không có một chút cơ duyên, Mạc Phàm chắc chắn không có biện pháp đối phó Ngũ Yêu Vương. Vô Xương và Vô Thiên nhíu mày, nhìn nhau cười. Chắc chắn là Mạc Phàm có thu hoạch, nếu không sẽ không hào phóng như thế. Nhưng đồ cao cấp trong Hàn Ly huyền thiên cảnh đều ở sâu trong Hàn Ly huyền thiên cảnh, nơi đó có rất nhiều yêu thú cấp bậc hóa thần trở lên, có một số bí cảnh là một yêu thú, cho dù là bọn họ cũng không thể không chùn bước. Mạc Phàm là tiểu tử Nguyên Anh Kỳ, một yêu thú hóa thần cũng khó mà đối phó được, cho dù một mình đạt được không ít đồ, cũng sẽ không cao cấp được. Chơi với bọn họ như vậy, cơ bản là tặng bảo vật cho bọn họ. Hàn Tuyết, người còn chưa gả cho tiểu tử này, đã bắt đầu quản tiểu tử này rồi à, ở Hàn Ly Động có thể quản, nhưng ở đây ngươi còn quản, không cho cậu ta một chút tôn nghiêm nào, như vậy không hay lắm đâu. Vô Xương hơi nhếch miệng, cười nói. Vô Xương, ngươi nói linh tinh gì đó, ta và cậu ta. Trên mặt Hàn Ly lập tức hiện lên đỏ ửng, nói một nửa thì dừng lại, trong đôi mắt hiện lên vẻ phức tạp, nhìn về phía Mạc Phàm. Nói linh tinh, vậy coi như ta nói linh tinh đi, các ngươi đã không có vấn đề gì, vậy tiểu tử. Ngươi muốn chơi không? Hàn Ly muội muội đã lên tiếng, ta sẽ để ngươi trở về với Hàn Tuyết. Vô Xương mỉm cười nhìn về phía Mạc Phàm. Nếu ngươi muốn chơi thì không bằng như vậy, ta cũng không bắt nạt các ngươi, ngươi có thể lấy trở về đồ mà ngươi đưa ra ngoài, ta không ngại, đương nhiên nếu ngươi cảm thấy không được, có thể lấy bốn món đồ của ngươi ra, nhưng nếu là như vậy, mỗi người chúng ta mỗi lần không chơi ba kiện quá ít, không thú vị gì, chơi 10 kiện đồ thì thế nào? Vô Xương cất tất cả đồ trên đất đi, lại nói. Ba kiện quá ít, một khi thua, rất có khả năng không có lần nữa. Nhưng 10 kiện mà nói, nếu đám Mạc Phàm muốn thắng chắc chắn sẽ tập hợp tất cả đồ tốt nhất. Như vậy bọn họ thắng được Mạc Phàm, sẽ thắng tất cả thứ tốt nhất mà bọn họ tập hợp lại. Những thứ còn lại thì có tác dụng với đám Mạc Phàm, đối với bọn họ thì không có tác dụng mấy, cho đám Mạc Phàm lưu trữ cũng không sao. Vô Xương. Ngươi đừng có mà khinh người quá đáng. Hàn Ly nhíu mày, trong mắt hiện lên sắc bén, tức giận nói. Vô Xương làm vậy không chỉ khinh thường bọn họ, cũng là muốn một lưới bắt hết bọn họ. Mạc Phàm, đừng để ý tới bọn họ, chúng ta đi thôi. Hàn Ly giữ chặt Mạc Phàm, nói. Mạc Phàm mạnh tới mức nào, cũng không có khả năng nhiều đồ tốt hơn đám Vô Xương. Vô Xương đang cố ý kích Mạc Phàm, đợi bọn họ tiến vào bẫy. Mạc Phàm hơi nhếch miệng. Cười khẽ. Không cần bọn họ, chỉ cần đồ của ta là đủ. Mạc Phàm. Hàn Ly nhíu mày, thầm kêu không hay rồi. Mạc Phàm còn quá trẻ tuổi, bị Vô Xương kích được rồi. Ma Ngưu cũng nuốt nước bọt, cười ha ha tiến đến bên cạnh Mạc Phàm. Đại nhân, kích động là ma quỷ, kích thích là sát nhân cuồng ma, hay là ngươi? Ma Ngưu còn chưa nói xong, đã bị Vô Thiên trừng mắt nói. Ma Ngưu, ta thấy ngươi là ngứa ra. Muốn quỷ ba ngày ở Vô Thiên Động của ta à? Ma Ngưu này cũng muốn quấy rầy chuyện tốt của ông ta, quả thực là không biết sống chết. Ma Ngưu hèn hạ đê tiện cười với Vô Thiên, vội vàng lùi về sau Mạc Phàm, không dám nói nữa. Trái lại tiểu Hàn Ly giống như cảm nhận được không đúng,
cắn áo của Mạc Phàm kéo về sau. Mạc Phàm cười khẽ, sờ đầu Tiểu Hàn Ly. Không sao. Vô Xương thấy Hàn Ly và Ma Ngưu đều không khuyên bảo được Mạc Phàm, thì cười khinh thường. À, những lời ngươi nói là thật không? Nếu là thật, vậy chúng ta mỗi người ba kiện, tránh để ngươi thua quá thảm, không có biện pháp trở về báo cáo kết quả công tác với Hàn Tuyết muội muội, chỉ là chiến giáp ngươi đưa cho Hàn Tuyết muội muội vẫn còn ý nghĩa. Những lời đó có tác dụng, Mạc Phàm ta đưa thứ gì đều không lấy lại, nhưng ba kiện không thú vị, nếu là ba kiện, vậy thì đừng chơi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Lúc trước hắn nói ba kiện, chỉ là muốn cho Vô Xương và Vô Thiên chút giáo huấn. Nếu Vô Xương và Vô Thiên cảm thấy giáo huấn này không đủ lớn, vậy thì 10 kiện, để bọn họ biết cái gì gọi là đau đớn. Vô Xương nhướng mày, trong mắt lộ vẻ nghi ngờ. Mạc Phàm biết rõ bọn họ có nhiều đồ như vậy, vậy mà vẫn chơi nhiều với bọn họ đến thế. Đây thực sự là bị bọn họ kích tướng, hay là Mạc Phàm gặp được kỳ duyên ở bên trong rồi. Cơ duyên đã có thể ngộ nhưng không thể cầu, kỳ duyên còn lớn hơn cả cơ duyên, vô số người cả đời cũng đừng nghĩ tới. Có một số người nửa đời trước tầm thường không có chí tiến thủ, đạt được một kỳ duyên đã trực tiếp bạch nhật phi thăng. Nhưng Mạc Phàm có thể lấy được kỳ duyên sao? Sao thế, ngươi sợ à, không chơi thì thôi, chúng ta đi. Mạc Phàm thấy Vô Xương lộ vẻ do dự, khóe miệng hơi nhếch lên, nói với Hàn Ly. Hàn Ly hơi sửng sốt, khẽ thở phào nhẹ nhõm, xoay người muốn rời đi với Mạc Phàm. Bà ta không biết Mạc Phàm lấy được bao nhiêu đồ. Nhưng đừng chơi với Vô Xương thì tốt hơn. Đợi một chút, 10 kiện thì 10 kiện. Đôi mắt của Vô Xương hơi nheo lại, nhưng lập tức giãn ra. Bà ta không tin, một tiểu tử nhân loại như Mạc Phàm sẽ đạt được kỳ duyên ở trong Hàn Ly Huyền Thiên Cảnh. Nếu bên trong Hàn Ly Huyền Thiên Cảnh có kỳ duyên, cũng là vì chuẩn bị cho Hàn Ly nhất tộc, Hàn Ly đều không nhiều lời mình lấy được bao nhiêu, Mạc Phàm càng không thể. Hàn Ly nhíu chặt mày, trong đôi mắt đều là lo lắng. Nhưng không nói thêm gì nữa. Mạc Phàm dừng bước, quay đầu liếc mắt nhìn Vô Xương một cái. Ngươi chắc chắn chơi với ta chứ, lần này ngươi sẽ bị hút sạch máu, không đúng, không phải là hai người mới đúng. Tiểu tử, bổn vương không bị dọa sợ đâu, muốn chơi thì chơi, không chơi thì ngươi có thể rời đi. Có thể, chỉ là nếu hai ngươi thua ta muốn thêm một điều. Mạc Phàm thản nhiên nói. Cái gì? Nếu hai người thua... Ông ta phải quỳ ở đây ba ngày, thế nào? Mạc Phàm lạnh lùng nói. Vô Thiên luôn gây khó dễ cho Ma Ngưu, nếu Ma Ngưu đi theo hắn, tất nhiên là hắn phải lấy lại mặt mũi cho Ma Ngưu. Ma Ngưu nghe thấy lời Mạc Phàm nói, vẻ mặt lập tức ngây ngốc, ánh mắt nhìn Mạc Phàm thay đổi hơn nhiều. Chuyện này, Vô Xương do dự một lát, nhìn về phía Vô Thiên. Không thành vấn đề, bọn ta chơi với ngươi, nếu bọn ta thua. Vô Thiên ta sẽ quỳ ở đây 3 ngày mới đi ra, nhưng nếu ngươi thua, để con trâu chết tiệt kia quỳ ở đây 10 ngày, ngươi dám không, Ma Ngưu? Vô Thiên nói với vẻ khinh thường. Chỉ cần Vô Xương nguyện ý, tất nhiên là ông ta không thành vấn đề. Ngươi thấy thế nào? Mạc Phàm nhìn thoáng qua Ma Ngưu, xác nhận. Hắn không phải là Ma Ngưu, nên không thể đưa ra quyết định thay Ma Ngưu được. Ma Ngưu chớp mắt, cái miệng há to, lộ ra tươi cười vô lại. Đại nhân nói thế nào, thì là thế đó đi. Rõ ràng là Mạc Phàm đang bảo vệ ông ta, đây là cơ hội để ông ta ngẩng đầu, tất nhiên không thể từ bỏ. Được, cứ như vậy đi, chớ chú chi môn, ra đây. Mạc Phàm cao giọng nói. Đánh cược với những người khác, không cần thứ gì đảm bảo, nhưng với hai yêu vương này thì khác. Những lời này vừa vang lên, chớ chú chi môn xuất hiện từ trong không gian, đứng giữa Mạc Phàm và Vô Xương. Tiểu tử. Gần đây ngươi đúng là phiền, suốt ngày triệu hồi ta ra. Chớ chú chi môn vừa xuất hiện, lập tức oán hận. Mạc Phàm không để ý tới chớ chú chi môn, lấy một ngọc bài ra ném cho chớ chú chi môn. Lần này rất đơn giản, người thắng cực sẽ đạt được 20 kiện đồ, thua thì hai bàn tay trắng, người không thực hiện lời hứa sẽ bị chớ chú chi môn trừng phạt vĩnh viễn, không chết không ngừng, người không cần phải nói gì, chỉ cần đồng ý hoặc từ chối là được. Mạc Phàm nói với Vô Xương. Ta đồng ý. Vô Xương hơi nhếch miệng, không do dự nói. Mạc Phàm thất bại bà ta được 10 món đồ, cho dù là 10 kiện linh khí thông thường cũng được, ít nhất bà ta có thể thắng Mạc Phàm một lần. Vô Xương vừa mới nói xong, mỗi một ấn ký xuất hiện ở mi tâm Mạc Phàm và Vô Xương. Vậy bắt đầu đi. Ngón tay Mạc Phàm sáng lên, lấy 20 nhẫn chữ vật ra, ném về phía không trung, nhẫn chữ vật trôi nổi ở trong không trung.
Vô Xương nhướng mày, cũng lấy 20 nhẫn chữ vật ra để song song với Mạc Phàm. Người tới đi, mở nhẫn chữ vật của bà ta. Mạc Phàm nói với Hàn Ly. Được. Tuy trong mắt Hàn Ly hiện lên vẻ lo lắng, nhưng vẫn đi về phía Vô Xương. Vô Thiên, người mở nhẫn chữ vật của tiểu tử này đi. Vô Xương liếc mắt ra hiệu với Vô Thiên, nói. Vô Thiên hơi nhếch miệng cười mỉa, đi tới đối diện Mạc Phàm. Tiểu tử, bây giờ hối hận còn kịp, ta có thể giảm thời gian để mang Ngưu Quỳ, ví dụ như quỳ ít đi một phút. Vậy sao, vậy ngươi có để bụng chuyện quỳ thêm mấy ngày không? Mạc Phàm lắc đầu cười, hỏi. Tiểu tử, ta thấy ngươi chưa tới phút cuối chưa thôi, vậy chúng ta đợi coi, xem lát nữa ngươi có cười được nữa không? Vô Thiên cười khẽ, nói. Đợi mở hết nhẫn ra, Mạc Phàm đợi khóc đi. Bắt đầu đi. Mạc Phàm làm như không nghe thấy lời Vô Thiên nói, lạnh nhạt nói. Bắt đầu từ chỗ ta trước đi, Hàn Tuyết mở ra đi, những chiếc nhẫn này đều là vật vô chủ. Vô Xương nói với Hàn Ly. Hàn Ly nhíu mày, mở nhẫn chữ vật đầu tiên, hoa quang lập tức tỏa từ bên trong ra, một thanh song đao binh khí uyên ương xuất hiện trong tay bà ta. Bán tiên khí, hẳn là trung phẩm đi. Vô Xương cười nói. Đây là thứ cao cấp nhất bà ta tìm được. Thông thường bảo cụ loại phòng ngự rất chân quý, giống như chiến giáp Mạc Phàm đưa cho Hàn Ly, cho dù cấp bậc nguyên liệu rất thấp, cũng là trung phẩm, nếu bảo vệ toàn thân thì là cao phẩm. Ngoài chiến giáp phòng ngự, thì là một kiện binh khí đồng bộ, giống như loại trong tay bà ta, uyên ương đao, một băng một hỏa, phối hợp chặt chẽ với nhau, tuy không so được với một kiện bảo cụ, như tính là không tệ. Ở cả thần nông tông cũng không thấy nhiều bán tiên khí trung phẩm, một kiện vừa rồi trong tay Mạc Phàm. Mạc Phàm đã đưa cho Hàn Tuyết, Mạc Phàm lại từ chối lấy lại, hiện giờ trên người Mạc Phàm chưa chắc đã còn. Bán tiên khí trung phẩm. Hàn Ly nghiến răng nói. Vô Thiên cười đắc ý, muốn mở nhẫn chữ vật của Mạc Phàm ra. Không đợi ông ta mở ra, đã bị Vô Xương ngăn cản. Đừng sốt ruột, Hàn Tuyết, mở ba kiện của ta trước, mở từng kiện một quá phiền phức. Thế nào, tiểu tử, người có ý kiến gì không? Vô Thiên đắc ý nói. Không sao cả, mở ra toàn bộ đi. Mạc Phàm nói với vẻ hờ hững. Rất tốt, tốt nhất là như vậy, Hàn Tuyết, người còn thất thần làm gì? Hàn Tuyết do dự, vẫn mở nhẫn chữ vật ra. Bên trong nhẫn chữ vật thứ hai, một huyền băng hộ thuẫn lục giác xuất hiện. Vô Xương, đây là đồ ngươi lấy được từ trong Hàn Ly huyền thiên cảnh ra à? Sắc mặt Hàn Ly khó coi hỏi. Thứ này được lấy từ trong Hàn Ly huyền thiên cảnh ra, tuy không phải là ta lấy ra. Cũng coi như là đạt được từ trong Hàn Ly huyền thiên cảnh mà. Vô Xương cười nói. Ngươi đúng là đê tiện. Hàn Ly nghiến chặt răng nói. Huyền băng hộ thuẫn này là lần trước bà ta vào Hàn Ly huyền thiên cảnh đạt được, nhưng sau đó bị Vô Xương cướp đi, vậy mà Vô Xương lấy thứ này ra. Vô liêm sỉ, đánh cược đều là vì chiến thắng, ta nhớ rõ hình như chúng ta không có giới hạn, rốt cuộc là lần trước đạt được, hay là lần này đạt được đúng không, tiểu tử nhân loại. Hai tay Vô Xương vòng quanh bộ ngực, nói với vẻ khinh thường. Lúc trước bà ta vì lời thề để Mạc Phàm luồn qua sơ hở, dẫn đến bà ta bị Mạc Phàm vô duyên vô cớ nhục nhã một phen. Lần này bà ta cũng phải dẫm lên sơ hở, để Mạc Phàm biết Vô Xương này không dễ chọc như vậy, nhất là một tu sĩ nguyên anh kỳ càng không được. Không sao, mặc bà ta, tiếp tục đi. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, lạnh nhạt nói. Vô Xương và Vô Thiên hơi nhếch miệng. Vẻ đắc ý ở trên mặt càng dày đặc hơn vài phần. Hàn Ly thì nhíu chặt mày, tiếp tục mở nhẫn chữ vật kế tiếp ra. Trong chiếc nhẫn thứ ba là một đôi giày chiến, bán tiên khí loại giày này vì tác dụng không lớn, phần lớn là dùng để chạy trốn, chỉ là gân gà ở bên trong đám bảo cụ, cấp bậc cũng thấp nhất. Một đôi giày chiến, bán tiên khí hạ phẩm. Hàn Ly nói tiếp. Kế tiếp, bà ta lại mở 7 nhẫn chữ vật còn lại ra. Không còn là bán tiên khí. Nhưng 5 kiện đều là linh khí cao phẩm, còn lại đều là những vật khác cấp linh khí trung phẩm. 10 bảo vật được mở ra, sắc mặt Hàn Ly và Ma Ngưu đều khó coi, trên mặt Ma Ngưu vốn là tươi cười, lúc này không cười nổi. Sau khi Mạc Phàm lấy ra hai thứ này, tuy rất hào phóng tặng đi, nhưng Mạc Phàm thật sự đạt được bao nhiêu, bọn họ không biết. Nhưng khả năng Mạc Phàm lấy ra được đồ cao cấp hơn Vô Xương là rất nhỏ. Dù sao đó là 3 kiện bán tiên khí và 5 kiện linh khí cao phẩm, mấy thứ này có thể nói là khó mà có được. Trong lúc này, mắt mọi người đều nhìn về phía Mạc Phàm. Đến lượt ngươi, tiểu tử nhân loại. Vô Xương cười hài lòng,
nhìn chằm chằm Mạc Phàm nói. Bà ta không biết vì sao Mạc Phàm còn bình tĩnh như vậy, nhưng bà ta biết bà ta thắng chắc rồi. Nếu như vậy còn thua, bà ta không còn gì để nói. Tiểu tử, ta cần mở ra, ngươi không có vấn đề gì đúng không? Vô Thiên mỉm cười nhìn Mạc Phàm, nói. Tùy ngươi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Tiểu tử tốt nhất là ngươi nên chuẩn bị tâm lý, thua thì đừng khóc, mười bảo vật đó. Vô Thiên cười âm hiểm, mở nhẫn chữ vật đầu tiên ra, trường kiếm màu bạc Bát Phi bay từ trong A. Bát Phi vừa xuất hiện, tay Mạc Phàm tạo pháp ấn, bát quái trên Bát Phi sáng lên, hai thanh bán tiên khí và sáu linh khí tương ứng quẻ tượng ở bên trong lập tức xuất hiện ở mặt ngoài. Nhìn thấy thanh kiếm này và pháp khí trên thân kiếm, tươi cười trên mặt Vô Thiên lập tức cứng đờ. Không chỉ ông ta, Vô Xương, Hàn Ly và Ma Ngưu đều sửng sốt. Đây là... Khóe miệng Vô Thiên giật giật, mãi mà không nói nên lời. Không nói tới thanh kiếm này của Mạc Phàm, chỉ riêng binh khí ở bên trong ứng với quẻ tượng đã đủ khủng bố, phải biết rằng đó là hai kiện bán tiên khí và sáu kiện linh khí có cấp bậc không thấp. Căn bản không cần Vô Thiên mở miệng, món đầu tiên của Mạc Phàm đã thắng rồi. Bán tiên khí cực phẩm. Vô Thiên nghiêng đầu đi, nhìn Vô Xương chậm chạp nói. Chỉ thắng một kiện mà thôi, hoảng sợ cái gì, chúng ta chơi 10 kiện mà. Vô Xương nhíu mày, nhưng lập tức giãn ra. Tuy bà ta cũng khiếp sợ Mạc Phàm có vận khí tốt như vậy, vậy mà lấy được trận binh. Cái gọi là trận binh, là bảo cục cao cấp hơn Uyên Ương đao của bà ta, bên trong có chỗ để binh khí tương ứng tạo thành trận pháp, uy lực gấp bội bảo cụ. Một kiện như vậy, gần như tương đương với tiên khí. Chỉ là Mạc Phàm còn 9 món, kế tiếp thắng bà ta thế nào? Bà ta thắng, như vậy kiện bán tiên khí cực phẩm là của bà ta rồi. Ngươi nói không sai, chỉ là một kiện mà thôi, trò hay còn ở phía sau. Vô Thiên nghe thấy lời Vô Xương nói, cười thoải mái, mở nhẫn chữ vật thứ hai ra, huyền thiên băng giáp màu đen xuất hiện trong tay ông ta. Nhìn thấy huyền thiên băng giáp, ông ta khó mà tin nổi. Đây là... Huyền thiên băng giáp là hộ giáp trọn vẹn, ngoại trừ đầu không có, những nơi khác đều có bảo vệ. Chiến giáp như vậy xem như là cực phẩm trong chiến giáp, cũng là bán tiên khí cao phẩm. Mạc Phàm vừa lấy ra một kiện trận binh, bây giờ lại mở một kiện bán tiên khí cao phẩm. Lần này sắc mặt Vô Xương cũng khó coi. Nếu Mạc Phàm chỉ lấy một kiện thì không sao, nhưng lấy ra liên tục hai kiện bán tiên khí cao phẩm, chuyện này khủng bố rồi, e rằng Mạc Phàm thật sự gặp được kỳ duyên như bà ta nghĩ rồi. Sao không mở nữa, tiếp đi. Ma Ngưu thấy Vô Thiên dừng lại, hơi nhếch miệng nói. Sắc mặt Vô Thiên âm trầm, cố gắng mở mấy nhẫn chữ vật ra. Lần này Vô Xương và Vô Thiên không cười nổi. 10 kiện đồ, ngoại trừ 2 kiện bán tiên khí cao phẩm, còn có 2 kiện bán tiên khí trung phẩm và 1 kiện hạ phẩm, còn lại đều là linh khí cao phẩm, đánh bại Vô Xương hoàn toàn. Mạc Phàm cười khẽ, 3 ngày cuối cùng hắn nhớ hứa trả thù lao cho Trương Thiên Bảo việc mượn anh ta Thiên Bảo thông bàn, không ngờ thu được không tệ. Các ngươi còn muốn chơi không, ta có thể cho các ngươi một cơ hội. Sắc mặt Vô Xương vô cùng âm trầm, trong mắt chớp lóe sắc bén. Toàn bộ lặng im không một tiếng động. Bà ta vốn nắm chắc thắng lợi trong tay, ai biết thua thảm như vậy. Lần này bọn họ vốn xem như thu hoạch rất phong phú, lập tức phá sản rồi. Thậm chí bán tiên khí bà ta cướp được từ tay Hàn Ly, cũng phải trả lại rồi. Ngươi còn muốn chơi thế nào nữa? Vô Xương trầm giọng nói. Không phải ngươi cảm thấy mình lấy được nhiều đồ sao, ta cho các ngươi nhìn xem trong 15 ngày này ta lấy được bao nhiêu. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, nhẫn chữ vật ở trên tay sáng lên, tất cả đồ lấy được từ trong Hàn Ly huyền thiên cảnh xuất hiện, trôi nổi trong không trung. Trong lúc này, trên bầu trời có đủ loại bảo cụ, thiên tài địa bảo, công pháp ngọc bài, còn có một số chai lọ và hộp ngọc, xung quanh được bảo quang bao trùm hoàn toàn, có khoảng chừng trên 100 kiện. Lúc này không chỉ Vô Xương ngây ngẩn cả người, ngay cả Hàn Ly và Ma Ngưu cũng á khẩu không trả lời được. Mạc Phàm đạt được đồ chất lượng cao. Nhưng bọn họ thật không ngờ Mạc Phàm đạt được nhiều đồ như vậy. Mọi người cộng hết đồ lại, cũng không nhiều như Mạc Phàm. Được lắm, ta nhớ kỹ lần này, chúng ta còn gặp lại. Trên gương mặt tuyệt mỹ của Vô Xương là xanh mét, tức giận nói. Bà ta không chỉ thua Mạc Phàm bởi chất lượng, ngay cả số lượng cũng bại bởi Mạc Phàm, bà ta thua quá thảm rồi, chỉ là chuyện này chưa xong đâu. Không phải Mạc Phàm lấy ra nhiều đồ như vậy sao, bà ta sẽ khiến Mạc Phàm hối hận cả đời. Đồ của ta ngươi cất kỹ trước đi, chúng ta đi.
Vô Xương ra lệnh với Vô Thiên. Vô Thiên liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, muốn rời đi theo Vô Xương. Đợi một chút, nếu ta nhớ không nhầm, người phải quỳ ở nơi này 3 ngày đúng không? Mạc Phàm lắc đầu, thu hồi bảo vật đầy trời và 20 món đồ kia vào nhẫn chữ vật, lạnh nhạt hỏi. Ma Ngưu, người thật sự muốn làm vậy sao? Vô Xương nhíu chặt mày, không đợi Vô Thiên mở miệng, lạnh giọng hỏi Ma Ngưu. Vô Thiên là tu sĩ hợp đạo, còn là người của bà ta, Mạc Phàm để Vô Thiên quỳ ở đây 3 ngày, mặt mũi của Vô Thiên mất sạch, của bà ta cũng như vậy. Mạc Phàm không nói gì, nhìn về phía Ma Ngưu. Chuyện này, đánh cược chịu thua là tác phong trước sau như một của yêu tộc chúng ta đúng không? Ma Ngưu há to miệng, mỉm cười nói. Ma Ngưu ông ta đúng là có thù tất báo, Vô Thiên bảo ông ta quỳ lâu như vậy, hiện giờ có cơ hội khiến Vô Thiên quỳ, ông ta nhất định không thể buông tha. Vô Xương nhíu chặt mày, sắc bén ở trong mắt giống như lợi kiếm hàn băng. Ma Ngưu, người được lắm, Vô Thiên, người vất vả mấy ngày. 3 ngày sau ta mang theo đầu con trâu này tới đón ngươi. Mạc Phàm còn chưa tính, Mạc Phàm là người có bối cảnh có thân phận, bà ta muốn giết Mạc Phàm, cũng cần bận tâm tới Thần Nông Tông. Nhưng Ma Ngưu thì khác, Ma Ngưu tấn chức hóa thần kỳ đều là kỳ tích, Ma Ngưu nhất tộc cao nhất là Nguyên Anh Đỉnh Phong, gần như không có hóa thần kỳ, người như vậy mà dám đối nghịch với bà ta. Để ta quỳ cũng được, nhưng có một câu ta muốn nói cho các ngươi, 3 ngày sau. Vô Thiên ta muốn xem trong các người còn mấy người đứng được. Trong mắt Vô Thiên lóe lên sát ý, liếc mắt nhìn Mạc Phàm, Hàn Ly và Ma Ngưu một cái, quỳ luôn trên đất. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, giống như không nghe thấy. Vậy sao, vậy ta cũng nói cho hai người một câu, mấy lần này chỉ là cảnh cáo, nếu hai người tiếp tục như vậy, chắc chắn hai người không phải người đứng cuối cùng. Chỉ là hai yêu vương hợp đạo kỳ, cũng dám đối nghịch với hắn nhiều lần như vậy, đại thừa muốn đối nghịch với hắn. Cũng phải suy nghĩ thật kỹ, hai người này còn dám mạo phạm hắn, hắn không ngại tìm người diệt Vô Xương và Vô Thiên. Vậy sao, vậy chúng ta đợi coi. Vô Xương nghiến chặt răng, xoay người rời khỏi bí cảnh này. Mạc Phàm không để ý, rời khỏi bí cảnh theo. Bên trong địa cung ở Hàn Ly động. Mạc Phàm lấy 2 thanh uyên ương đao ra, đưa cho Hàn Ly. Cái này cho ngươi. Hắn vốn định cho Hàn Ly cái khiên kia, nhưng hắn đã cho Hàn Ly chiến giáp. Băng thuẫn thì hơi dư thừa, chiến giáp toàn thân phối với một bộ bán tiên khí tính công kích, có thể khiến thực lực của Hàn Ly tăng lên không ít. Nhất là bộ uyên ương đao tuy chỉ là một băng một hỏa, nhưng đều là băng và hỏa thuộc tính Hàn, Hàn Ly chỉ cần tu ra băng diễm, là có thể khống chế kiện bán tiên khí này. Đối với Hàn Ly cấp bậc hóa thần mà nói, tu luyện băng diễm không có khó khăn gì. Hàn Ly nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp, nhưng không nhận lấy đồ trong tay Mạc Phàm. Vì sao muốn đưa đồ cho ta, muốn ta làm gì giúp ngươi à? Bán tiên khí cho dù là yêu tộc hợp đạo kỳ thậm chí cao hơn đều không có biện pháp từ chối, tất nhiên bà ta cũng không ngoại lệ. Nhưng Mạc Phàm đã tặng bà ta chiến giáp bán tiên khí, bây giờ lại đưa cho bà ta bán tiên khí loại công kích. Trên đời không có bữa cơm miễn phí, Mạc Phàm đưa cho bà ta 2 kiện bán tiên khí, chắc chắn là có nguyên nhân. Tạm thời không cần làm gì, ngươi và tiểu Hàn Ly sống sót là được. Nếu đây không tính là lý do, trong tay ta có nhiều bán tiên khí lắm, có tính một lý do không? Mạc Phàm thản nhiên nói. Tất nhiên hắn không đưa đồ cho Hàn Ly một cách tùy tiện, hắn và tiểu Hàn Ly có duyên, 2 kiện bán tiên khí này có thể bảo hộ bọn họ xem như là một phần nguyên nhân trong đó. Trừ chuyện đó ra, còn có nguyên nhân khác. Nếu hắn nhớ không nhầm, sau này Vạn Yêu Quật xuất hiện một yêu hoàng vô cùng cường đại, yêu hoàng này không chỉ thành vua của Vạn Yêu Quật. Còn mang theo Vạn Yêu Quật thoát khỏi Thần Nông Tông, yêu hoàng này là một Hàn Ly. Hàn Ly vốn rất ít, nếu trong Vạn Yêu Quật có Hàn Ly cường đại khác, hẳn là sẽ không ngồi nhìn Hàn Ly bị Vô Xương bắt nạt. Yêu hoàng sau này kia, nếu không phải Hàn Ly thì là tiểu Hàn Ly. Yêu hoàng này mang theo Vạn Yêu Quật rời đi hắn sẽ không ngăn cản, chỉ là khi yêu hoàng rời khỏi tinh vực Thần Nông Tông đã tàn sát không ít đệ tử của Thần Nông Tông, nếu 2 kiện bán tiên khí có thể tránh để những đệ tử của Thần Nông Tông bị giết. Vậy thì quá tốt rồi. 2 kiện bán tiên khí ở trong mắt người khác thì được, không tính là gì ở trong mắt hắn. Nếu hắn đưa vài phương pháp luyện khí cho Bất Linh Sư Tỷ, Bất Linh Sư Tỷ có thể thành luyện khí sư luyện chế bán tiên khí trước mấy trăm năm, bán tiên khí còn không phải dễ lấy như trở bàn tay. Trừ chuyện đó ra, hắn biết không ít bí cảnh, đều có bán tiên khí thậm chí là tiên khí. Đợi ta tấn thăng tới hợp đạo kỳ, ta sẽ trả lại cho ngươi,
ta có thể giúp ngươi làm ba chuyện bất kỳ, đợi ngươi nghĩ kỹ thì nói cho ta biết. Hàn Ly hơi nhướng mày, trong đôi mắt lóe lên sắc bén, nói. Mạc Phàm khẽ gật đầu, lại lấy một đôi giày ra, ném cho Ma Ngưu. Cái này cho ngươi, nếu không đánh lại, có thể chạy nhanh hơn một chút. Yêu tộc vì quan hệ huyết thống, có hạn chế cấp bậc rất nghiêm khắc, có một số yêu tộc tối đa là trúc cơ kỳ, còn có kim đan kỳ, trừ phi xảy ra loại dị biến nào đó, nếu không gần như khó có thể đột phá. Thực lực tối đa của Ma Ngưu nhất tộc là Nguyên Anh đỉnh phong, Ma Ngưu lại đến hóa thần trung kỳ, hình như còn không gian lớn dần. Hắn không nhìn ra bí mật gì trên người Ma Ngưu, nhưng loại hạn chế huyết thống của yêu tộc bình thường đều có thành tựu phi phàm. Dù sao không phải tất cả cường giả tuyệt đỉnh đều là hạng người có huyết thống cao quý, có không ít người giống Ma Ngưu. Ma Ngưu vốn vui vẻ, sau đó than khóc thảm thiết. Ông ta đỏ mắt Hàn Ly nhận được hai kiện bán tiên khí, nhưng dù sao quan hệ giữa Mạc Phàm và Hàn Ly không tầm thường, ông ta đã hoài nghi tiểu Hàn Ly có một nửa huyết mạch của Mạc Phàm. Nhưng ông ta không ngờ ông ta cũng được một kiện bán tiên khí. Nhưng hình như ở trong mắt Mạc Phàm, ông ta chỉ là một yêu vương chỉ biết khua môi múa mép, chuyện này thật sự sỉ nhục hình tượng của ông ta. Đại nhân, có câu không biết có nên nói với ngươi không? Ma Ngưu cười nói. Hửm, tuy lão Ngưu ta thông minh một chút, nhưng lại yêu tộc loại chiến đấu, loại thuần chiến đấu. Vẻ mặt Ma Ngưu đê tiện, nhấn mạnh. Vậy ta đổi một kiện linh khí khác cho nhé. Mạc Phàm nhướng mày, liếc mắt nhìn Ma Ngưu một cái, lấy một thanh khai sơn đại phủ ra, đặt bên cạnh đôi giày kia. Đừng đừng, giày rất tốt, có đôi giày này, lại phối thêm chiến pháp phiêu giật của lão Ngưu ta, cho dù là vô thiên tới đây, cũng không đuổi kịp gót chân ta. Ma Ngưu thấy Mạc Phàm muốn đổi thành linh khí, vội vàng nhào tới ôm lấy đôi giày kia. Tuy chiếc búa là linh khí cao phẩm rất thích hợp với con đường mạnh hơn của ông ta, nhưng hai chọn một ông ta sẽ chọn đôi giày này. Bán tiên khí là bán tiên khí, tuy kém hơn linh khí cao phẩm một chút, nhưng hiệu quả khác hoàn toàn. Nếu ông ta đi đôi giày bán tiên khí này vào, chỉ cần đủ yêu khí, cho dù vô thiên là yêu vương hợp đạo kỳ cũng chưa chắc đuổi kịp ông ta. Trái lại ông ta, có thể kiếm lời được từ chỗ vô thiên. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Ma Ngưu một cái, ném luôn cả búa linh khí cho Ma Ngưu. Vạn yêu quật có lôi trạch chi địa không? Mạc Phàm hỏi. Lôi trạch chi địa? Ngươi muốn làm gì? Hàn Ly nhướng mày, tò mò hỏi. Lôi trạch chi địa là nơi có tính lôi điện nồng đậm, trái lại vạn yêu quật có mấy nơi như vậy, nhưng trên người Mạc Phàm có lôi kiếp, hẳn là nên cách xa nơi này. Viên mãn lực lượng lôi điện của ta một phen, thuận tiện độ lôi kiếp. Mạc Phàm nói thẳng. Hắn đã luyện hóa gần xong huyền thiên băng giáp trong bí cảnh rồi, có thể độ lôi kiếp. Chỉ là lôi kiếp, hắn không có biện pháp thi triển toàn lực, nhớ đâu gặp phải tình huống khẩn cấp. Đưa tới lôi kiếp có vẻ nguy hiểm. Ngươi muốn độ kiếp ở lôi trạch chi địa, ngươi điên rồi đúng không? Vẻ mặt Hàn Ly lạnh lẽo, lạnh lùng nói. Tuy lôi điện ở lôi trạch chi địa khác với lôi kiếp, nhưng rất dễ kích phát lôi kiếp, cho nên thông thường, người muốn độ kiếp cho dù là tu sĩ và yêu tộc thuộc tính lôi đều tránh tới lôi trạch chi địa. Mạc Phàm độ lôi kiếp ở lôi trạch chi địa, thì như nhảy vào trong biển băng ở băng thiên tuyết địa, muốn chết. Chuyện này ta tự có tính toán. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết lôi trạch chi địa ở đâu là được. Mạc Phàm nói với vẻ hờ hững. Độ lôi kiếp mà thôi, lúc hắn không có chuẩn bị thì vẫn không nắm chắc, hiện giờ không khó đối với hắn, ngoài ra đây không phải là lần đầu tiên hắn độ lôi kiếp, cũng không chỉ vì độ lôi kiếp. Trên biển ở phía đông cách Hàn Ly động 1000 dặm, có một tòa vạn lôi sơn, đó là địa bàn của lôi điểu nhất tộc, nhưng lôi điểu nhất tộc có giao hảo với thần nông tông, với thân phận của ngươi qua đó sẽ không có vấn đề gì. Nhưng ngươi nghĩ cho kỹ hãy đi. Tuy Hàn Ly không hiểu hành động của Mạc Phàm, nhưng vẫn nhíu mày nói. Mạc Phàm đắc tội nhiều người như vậy, còn chạy tới lôi trạch chi địa độ kiếp. Ta biết rồi. Mạc Phàm gật đầu. Hắn lấy một ngọc bài ra, rót vào một chút thần niệm muốn giao cho Hàn Ly. Lúc này, một yêu tướng vội vàng đi vào, quỳ một gối với Hàn Ly. Vương, bên ngoài có sứ giả của Ngũ Yêu Sơn và Cực Tây chi địa tới. Cực Tây chi địa, bọn họ tới làm gì? Sắc mặt Hàn Ly khó coi hỏi. Ngũ Yêu Sơn phái sứ giả tới thì dễ nói, hiện giờ ngũ hành yêu đan ở trong cơ thể Mạc Phàm, Ngũ Yêu Vương không có khả năng không cảm ứng được. Cho dù Mạc Phàm ở trong cung điện của bà ta, Ngũ Yêu Vương sẽ không xông loạn, phái sứ giả tới nằm trong dự liệu của bà ta. Nhưng sứ giả của Cực Tây chi địa cũng tới, có khả năng phiền phức rồi.
trên người Mạc Phàm có thứ khiến sứ giả cực Tây chi địa tới, chỉ có thể là viên phong linh châu. Biết bọn họ tới làm gì không? Hàn Ly lạnh giọng hỏi. Yêu tướng kia liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, lộ ra vẻ khó xử. Cứ nói đừng ngại. Sắc mặt Hàn Ly khó coi, nói. Bọn họ nói Hàn Ly động chúng ta có nhân loại bọn họ muốn, bảo chúng ta giao ra, nếu không sẽ san bằng Hàn Ly động của chúng ta. Yêu tướng kia nói tiếp. Làm càn. Hàn Ly cao giọng, tức giận nói. Cơ thể của yêu tướng kia run lên, phủ phục trên đất. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười nhạt. Ngũ Yêu Sơn thì nằm trong dự liệu của hắn, gần một tháng, lực lượng của ngũ hành diệt sinh trận tiêu hao gần hết rồi. Cực Tây chi địa cũng không nằm ngoài dự kiến của hắn, tiên khí khổn thần sẽ không bỏ qua bất luận cơ hội gì đối phó hắn. Ngoài ra theo hắn biết, tiên khí khổn thần có quan hệ nhất định với Bạch Hổ nhất tộc. Cực Tây chi địa có người tới, phần lớn là tiên khí khổn thần dở trò. Tạm thời các ngươi đến Thương Ngô Sơn đi, có ngọc bài của ta, đệ tử của thần Nông Tông ở Thương Ngô Sơn sẽ mang các ngươi vào căn biệt viện ta bế quan. Cho dù là Ngũ Yêu Vương hay Cực Tây chi địa đều không phải người Hàn Ly và Ma Ngưu hiện giờ có thể đối đầu, cho dù hai bọn họ có tiềm chất nhất định cũng không được. Bọn họ tiến vào Thương Ngô Sơn, cho dù là Bạch Hổ hợp đạo kỳ ở Cực Tây chi địa cũng không dám làm càn. Nơi đó là nơi thần Nông Tông tập hợp, nếu có yêu tộc cường đại dám xông vào, nhất định sẽ đưa tới tai họa ngập đầu. Vậy còn ngươi? Hàn Ly nhíu chặt mày, hỏi. Ta muốn đến Vạn Lôi Sơn độ kiếp. Mạc Phàm cười khẽ nói. Ngươi biết rõ bọn họ đang tìm ngươi, ngươi còn đi độ kiếp. Hàn Ly hơi tức giận nói. Khi độ kiếp rất kiêng kỵ bị người ta quấy rầy, hơi vô ý một chút, sẽ tan thành mây khói. Trừ chuyện đó ra, sau khi độ kiếp còn một thời gian ngắn rất suy yếu. Trong khoảng thời gian này, đừng nói là Ngũ Yêu Vương và yêu tộc Cực Tây chi địa, một yêu tộc Nguyên Anh kỳ bất kỳ đều có thể diệt Mạc Phàm. Ngoại trừ Ngũ Yêu Vương và Yêu Vương ở Cực Tây chi địa ra, Vô Xương và Vô Thiên cũng tuyệt đối không bỏ qua. Lúc này, Mạc Phàm về Thương Ngô Sơn là lựa chọn tốt hơn. Những yêu vương đó kiêng kỵ uy nghiêm của thần Nông Tông, không dám ra tay. Đại nhân, như vậy không được tốt lắm đâu. Nếu ngươi ngoẻo mất, lão Ngưu ta muốn trả ngươi bán tiên khí cũng không trả được. Ma Ngưu cười hì hì nói. Yên tâm đi, ta độ lôi kiếp, có người hộ đạo. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Lôi Trạch chi địa, quả thật không phải là một nơi tốt để độ lôi kiếp ở Lôi Trạch chi địa sẽ đáng sợ hơn lôi kiếp thông thường nhiều. Nhưng nơi có lôi kiếp cũng là nơi khiến yêu vương hợp đạo kỳ e sợ. Một khi hắn dẫn 18 đạo lôi kiếp, yêu vương hợp đạo kỳ bị cuốn vào bên trong cũng rất khó đối kháng lôi kiếp mạnh như vậy, cộng thêm Lôi Trạch chi địa, yêu vương hợp đạo kỳ có căn cơ không đủ ổn định sẽ không tiến vào. Đương nhiên, nếu những yêu vương này dám giết hắn ở dưới lôi kích thì là như vậy. Những yêu vương này không phải kẻ ngốc, chưa chắc sẽ tiến vào phạm vi có lôi kiếp, rất có khả năng thừa dịp hắn độ kiếp xong cơ thể suy yếu để ra tay, vậy hắn nhất định phải có người hộ đạo. Có người hộ đạo giúp ngươi sao? Hàn Ly nhướng mày, nói. Không sai. Mạc Phàm gật đầu. Dựa theo quy củ của thần Nông Tông bọn họ, mỗi một đệ tử độ lôi kiếp, có thể tìm một vị sư huynh đệ thực lực cao giúp hộ đạo, vị sư huynh đệ này không thể từ chối, cũng nhất định phải hộ đạo thành công. Lần này hắn cần độ 18 đạo lôi kiếp, tất nhiên phải tìm một vị sư huynh đệ hộ đạo một phen, nhất là còn có nhiều yêu vương hợp đạo kỳ theo dõi hắn như vậy, hắn càng không thể khách sáo. Không phải là ngươi muốn mạnh bất đồng hộ đạo giúp ngươi đấy chứ? Hàn Ly nheo mắt hỏi. Không sai. Trong mắt Mạc Phàm lóe lên tinh quang, gật đầu. Tuy hắn vào Vạn Yêu Quật là chủ ý của tiên khí khổn thần, nhưng không thoát khỏi liên quan tới mạnh bất đồng sư huynh. Cực Tây chi địa, cũng phải tính lên đầu mạnh bất đồng sư huynh. Trừ chuyện đó ra, mạnh bất đồng sư huynh còn bảo hắn phá giải Vô Duyên Châu, nếu là như vậy, hắn có đạo lý gì không đi tìm mạnh bất đồng sư huynh hộ đạo? Mạnh bất đồng mang phiền phức đến cho hắn, để mạnh bất đồng sư huynh tự giải quyết đi. Ngươi không sợ khi tên đó hộ đạo, ra tay với ngươi à? Sắc mặt Hàn Ly khó coi nói. Bà ta chỉ đoán bừa thôi, không ngờ Mạc Phàm thật sự tìm mạnh bất đồng hộ đạo. Tuy mạnh bất đồng và Mạc Phàm nhìn như hòa thuận, nhưng chỉ cần động não một chút là có thể nhìn ra, Mạc Phàm và mạnh bất đồng thật sự là thủy hỏa bất dung. Mạc Phàm tìm mạnh bất đồng hộ đạo, mạnh bất đồng hơi động chút tâm tư, sẽ khiến Mạc Phàm chết không có chỗ chôn. Ngươi chưa từng nghe nói tới người nguy hiểm nhất, cũng là an toàn nhất à? Mạc Phàm nói với vẻ hờ hững.
nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất, người cũng như vậy. Hắn có cựu oán với Mạnh gia, sư phụ hắn không có khả năng không biết. Mạnh Sơn Hà có thể ra tay với hắn, bởi vì Mạnh Sơn Hà là tiểu bối, nhưng Mạnh Bất Đồng không thể, nhất là lúc hộ đạo. Một khi xảy ra vấn đề, cho dù không phải do Mạnh Bất Đồng sư huynh, trách nhiệm cũng sẽ rơi xuống người Mạnh Bất Đồng sư huynh. Hắn có thể tìm sư huynh khác, ví dụ như Bất Trác sư huynh đệ tử của Vô Phong sư thúc, tuy Bất Trác sư huynh không có tiên khí, nhưng thực lực mạnh hơn Mạnh Bất Đồng sư huynh 3 phần. Chỉ là không ai thích hợp hơn Mạnh Bất Đồng sư huynh. Lúc Mạnh Bất Đồng sư huynh hộ trận cho hắn, chắc chắn tiên khí khổn thần cũng ở đó. Không phải tiên khí khổn thần muốn phá nguyên anh của hắn sao, hắn muốn để tiên khí khổn thần nhìn xem, hắn thành nguyên anh thế nào, cũng để tiên khí khổn thần biết đạo kình khí kia bị hắn hủy diệt thế nào. Đạo kình khí kia là tiên linh chi khí của khổn thần, hắn thử rất nhiều lần đều không thể luyện hóa đạo kình khí này, ngọc kiếm vô phong chỉ che lại giúp hắn, không hấp thu được tiên linh chi khí. Nếu lực lượng của hắn không được, vậy thì thử lôi kiếp chi lực. Nếu lôi kiếp cũng không phá được, đúng lúc đạo tiên linh chi khí này có thể cản lôi kiếp giúp hắn, nếu có thể phá giải, cũng cho tiên khí khổn thần một kích. Ngươi chắc chắn không? Hàn Ly xác nhận lại. Tất nhiên là bà ta biết Mạc Phàm muốn làm gì, nhưng lấy mạng đánh cược với một cao thủ đại thừa, vô cùng nguy hiểm, Mạc Phàm cũng xong rồi. Hẳn là không còn biện pháp nào càng tốt hơn. Mạc Phàm cười khẽ, lạnh nhạt nói. Mạnh Bất Đồng sư huynh và tiên khí khổn thần tạo cho hắn nhiều phiền phức như thế, cũng tới lúc hắn phản kích rồi. Vậy ngươi thông chi cho Mạnh Bất Đồng thế nào? Hàn Ly hỏi. Mạnh Bất Đồng là cao thủ đại thừa, nhưng không có khả năng thần thức ở khắp tinh vực của Thần Nông Tông. Chuyện này vô cùng đơn giản. Mạc Phàm cười khẽ, nói. Hắn lấy Vô Duyến Châu ra, trên hạt châu này có khí tức của Mạnh Bất Đồng sư huynh. Hắn chỉ cần phá giải Vô Duyến Châu, là có thể liên lạc với Mạnh Bất Đồng sư huynh rồi. Ý niệm của hắn vừa động, không ít dược khí quay xung quanh tay cầm Vô Duyến Châu của hắn, dược khí trong không trung hóa thành từng đường cong có quy tắc, tụ tập vào Vô Duyến Châu trong tay hắn. Đồng thời, trong cung điện của Mạnh Bất Đồng đang đứng gần một lò chế thuốc, bỗng nhiên lông mày ông ta nhíu lại, nhìn về phía Vạn Yêu Quật. Nếu Mạc Phàm ở đây, nhất định sẽ nhận ra bếp lò này giống bách thảo vạn vật lô của hắn. Làm sao vậy, sư đệ của ngươi còn đang nhảy vọt à? Tiên khí khổn thần hơi bất mãn nói. Vị sư đệ này đang phân tích Vô Duyến Châu. Mạnh Bất Đồng lạnh nhạt nói. Trên Vô Duyến Châu có khí tức ông ta để lại, chỉ cần Mạc Phàm có ý đồ phân tích, ông ta sẽ cảm ứng được. Xem ra sư đệ này của ngươi chưa biết cấm chế trên Vô Duyến Châu. Khổn thần cười mỉa nói. Tiên linh chi khí của bà ta không thể thương tổn tới nguyên anh của Mạc Phàm. Trái lại bị Mạc Phàm che lại bà ta đã biết, bà ta vốn không định hủy nguyên anh của Mạc Phàm, chỉ muốn cho Mạc Phàm chút giáo huấn, để nguyên anh của Mạc Phàm bị tiên linh chi khí của bà ta hủy hoại. Nếu bà ta hủy nguyên anh của Mạc Phàm, có khả năng vô cực đạo nhân sư phụ Mạc Phàm sẽ ra mặt xóa linh thức của bà ta. Tuy bà ta không thành công, nhưng nếu Mạc Phàm mở Vô Duyến Châu, thực lực sẽ bị hạn chế ở nguyên anh đỉnh phong, như vậy là tốt nhất. Dù sao sớm muộn gì tiên linh chi khí của bà ta sẽ bị người ta diệt trừ, cấm chế trên Vô Duyến Châu thì không đơn giản như vậy. Chưa chắc. Mạnh Bất Đồng lắc đầu. Lúc ông ta đưa Vô Duyến Châu cho Mạc Phàm gần như không do dự, cũng không hỏi nhiều chuyện liên quan tới Vô Duyến Châu đã nhận. Cho nên có khả năng Mạc Phàm biết Vô Duyến Châu. Tiểu tử này biết còn dám mở ra sao? Tiên khí khổn thần nhíu mày, cảm thấy khó hiểu nói. Có khả năng vị sư đệ này không sợ cấm chế trên Vô Duyến Châu. Mạnh Bất Đồng lạnh lùng nói. Sở dĩ cấm chế trên Vô Duyến Châu mạnh, là vì y đạo của người bố trí Vô Duyến Châu rất cao. Một khi y đạo của Mạc Phàm vượt người kia, cấm chế kia chỉ là danh nghĩa, Mạc Phàm vẫn có thể tiến vào hóa thần kỳ như cũ. Không có khả năng, y đạo của tiểu tử này có thể đi xa như vậy sao? Bà ta chưa từng gặp chủ nhân của Vô Duyến Châu, nhưng nghe nói là y đạo rất cao. Ngay cả vô cực đạo nhân trưởng môn của Thần Nông Tông cũng chịu thua. Mạc Phàm là một tiểu tử từ hạ giới tới, cho dù phương diện y đạo có chỗ hơn người, chẳng lẽ còn hơn cả chủ nhân của Vô Duyến Châu. Chuyện này không có gì kỳ lạ. Mạnh Bất Đồng lạnh nhạt nói. Thất sinh thất thế chú trên người người yêu của Vô Phong sư thúc Mạc Phàm còn giải được, đủ để chứng minh thiên phú khủng bố của Mạc Phàm về mặt y đạo. Phải biết rằng tuyệt chú này, ngay cả sư phụ ông ta cũng không làm gì được. Như vậy,
y đạo của Mạc Phàm hơn chủ nhân của Vô Duyến Châu cũng không phải không có khả năng. Vậy chẳng phải Vô Duyến Châu không có tác dụng với Mạc Phàm sao, có cần ta tự bạo đạo tiên linh chi khí kia không? Tiên khí khổn thần nhíu mày, nói. Vô Duyến Châu đều không làm gì được Mạc Phàm, vậy để bà ta ra tay. Bà ta không biết Mạc Phàm dùng thứ gì phong ấn tiên linh chi khí của bà ta, nhưng bà ta tự bạo tiên linh chi khí, phong ấn kia sẽ không thể ngăn được bà ta. Chuyện này không cần thiết. Mạnh Bất Đồng lắc đầu. Tiên khí khổn thần tự bạo tiên linh chi khí thương tổn đến Mạc Phàm, sư phụ ông ta sẽ ra tay giáo huấn tiên khí khổn thần, chuyện này sẽ ảnh hưởng tới ông ta. Ngoài ra hiện giờ chưa tới mức đó. Không phải người phái Không Chân đi truyền tin cho Bạch Hổ kia sao, còn bảo nó gửi tin cho Long Ngạo Thiên nữa mà. Mạnh Bất Đồng đánh mấy pháp ấn vào bên trong hư không chi lô, hỏi tiếp. Không sai. Tiên khí khổn thần không giấu giếm, nói thẳng. Mạnh Bất Đồng là cao thủ đại thừa, lại là trưởng khống giả của bà ta, biết bà ta làm gì cũng không kỳ lạ. Vậy Bạch Hổ kia chưa chắc đã làm gì được Mạc Phàm, nhưng nếu lúc Long Ngạo Thiên cũng không phải đối thủ của Mạc Phàm, hãy nói tới chuyện này. Mạnh Bất Đồng thản nhiên nói. Y đạo của Mạc Phàm đáng sợ, nhưng chưa chắc bây giờ có thể phá giải cấm chế trên Vô Duyến Châu. Ngoài ra còn có một số nhân tố khác có uy hiếp đối với Mạc Phàm, không cần bọn họ bí quá hóa liều. Tự bạo tiên linh chi khí, là biện pháp bất đắc dĩ cuối cùng. Trái lại ngươi rất coi trọng sư đệ này của ngươi nhỉ, ngay cả Bạch Hổ cũng không giết được sư đệ này của ngươi sao? Tiên khí khổn thần nhíu mày nói. Bạch Hổ là hợp đạo kỳ, còn có được huyết mạch Bạch Hổ nhất tộc tinh thuần, mạnh hơn yêu thú hợp đạo kỳ thông thường rất nhiều. Theo ý bà ta, Bạch Hổ ra tay, Mạc Phàm sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi còn chưa hiểu sư đệ này của ta sao, cậu ta chưa bao giờ mù quáng khiêu khích một người, cũng sẽ không lỗ mãng đối phó một người, nếu cậu ta cảm thấy cần giúp một tay, cậu ta sẽ không do dự tìm giúp đỡ, ngươi cảm thấy cậu ta sẽ cho phép yêu vương hợp đạo kỳ đi đến trước mặt hắn à, trái lại cơ hội Long Ngạo Thiên giết hắn sẽ lớn hơn một chút. Mạnh Bất Đồng giải thích, yêu vương hợp đạo kỳ mạnh hơn Mạc Phàm mấy cấp, đổi lại là ông ta, cũng sẽ không do dự đi tìm giúp đỡ. Nhưng đại bỉ tông môn thì khác, không có người giúp đỡ hoặc ngăn cản, ngay cả Vô Phong sư thúc dẫn đội cũng vậy. Trái lại ngươi hiểu rất rõ về sư đệ này, nhưng không ra tay, nhìn cậu ta lớn dần từng bước cho đến tận bây giờ. Tiên khí khổn thần bất mãn nói. Mạnh Bất Đồng muốn giết Mạc Phàm không khác gì nghiền chết một kiến, nhưng do dự quá nhiều, chậm chạp không chịu ra tay. Ra tay một lần duy nhất, đó là đưa cho Mạc Phàm Vô Duyến Châu, nhưng xem tình hình không có tác dụng gì. Vẻ mặt Mạnh Bất Đồng lạnh nhạt, tiếp tục dùng bách thảo vạn vật lô luyện chế đan dược. Nếu mọi chuyện đơn giản như khổn thần nghĩ, vậy thì không thể tốt hơn rồi. Bạch Hổ nhận được lệnh của ta, chắc chắn sẽ ra tay, trái lại ta muốn nhìn xem cậu ta còn mời được cao thủ gì ngăn cản Bạch Hổ. Tiên khí khổn thần thấy Mạnh Bất Đồng thờ ơ, lạnh lùng nói. Bà ta mới nói xong, Mạnh Bất Đồng nhíu chặt mày, trong mắt lộ ra chút dị sắc. Làm sao vậy? Cậu ta đã mở Vô Duyến Châu rồi. Sắc mặt Mạnh Bất Đồng hơi khó coi, nói. Mạc Phàm mới thử mở Vô Duyến Châu ra, lúc này mới qua bao lâu, vậy mà đã mở Vô Duyến Châu ra rồi, tốc độ quá nhanh, hoàn toàn vượt ngoài tưởng tượng của ông ta. Cái gì, sao có chuyện này được? Đôi mắt của tiên khí khổn thần nheo lại, sắc bén xuất hiện trong mắt bà ta. Mạnh Bất Đồng từng nghiên cứu Vô Duyến Châu, ông ta cũng có thể mở ra, nhưng cần ít nhất mấy ngày, lúc này mới qua bao lâu? Mạnh Bất Đồng không trả lời, tay ông ta vung lên. Một màn hình xuất hiện trước mặt ông ta và tiên khí khổn thần. Trên màn hình chớp lóe hình ảnh, hiện ra bóng dáng Mạc Phàm. Mạc Phàm ngồi khoanh chân, Vô Duyến Châu trong tay đã mở ra, hai thứ như quyển trục huyền ảo trôi nổi trước người hắn. Đồng thời, một ấn ký kim long xuất hiện ở mi tâm của hắn. Mạnh Bất Đồng nhìn Vô Duyến Châu trong tay Mạc Phàm, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp, nhưng nhanh chóng mất đi, thủ pháp của Mạc sư đệ nhanh thật, chỉ trong thời gian ngắn đã mở ra được Vô Duyến Châu. Chỉ là vận khí tốt mà thôi, đồ bên trong mong Mạnh sư huynh nhận lấy, một cái là bí pháp y đạo, một cái khác hình như là quyển trục của một vị thần, cần sư phụ mới mở ra được. Mạc Phàm cười khinh thường, đưa hai quyển trục huyền ảo về phía Mạnh Bất Đồng. Hắn từng mở hạt châu này một lần, nên đã biết về cấm chế ở bên trên, tất nhiên dùng không bao lâu. Mạnh Bất Đồng nhất trảo lăng không, hai thứ kia vượt qua hư không đến tay ông ta. Mạc sư đệ vất vả rồi. Ta sẽ nhanh chóng giao hai quyển trục này cho sư phụ, sư đệ còn chuyện gì khác không?
chuyện này sao? Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, xuyên qua màn hình nhìn thoáng qua tiên khí khổn thần. Tiểu tử, có chuyện gì mau nói, nhìn ta làm gì? Tiên khí khổn thần bị Mạc Phàm nhìn chăm chú, nhíu mày lạnh lùng nói. Gần đây Mạnh sư huynh có rảnh không, trên người ta có 18 đạo lôi kiếp cần cùng độ, đạt tới thực lực nguyên anh đỉnh phong chân chính, muốn để sư huynh hộ đạo cho ta. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, không quanh co lòng vòng, nói thẳng. 18 đạo lôi kiếp, hộ đạo. Tiên khí khổn thần nhíu mày, sắc bén trong mắt lại tăng lên nhiều. Tất nhiên là bà ta biết hộ đạo, bà ta từng hộ đạo giúp đồ đệ của Mạnh Bất Đồng rồi. Người hộ đạo là người có thể giúp đánh tan lôi kiếp vào lúc quan trọng, cứu người độ kiếp thất bại. Ngoài ra, người hộ đạo cũng giúp dọn sạch những nhân tố ở xung quanh làm ảnh hưởng tới độ kiếp, ví dụ như thiên ma hoặc nhân tố khác có ý đồ ảnh hưởng tới độ kiếp. Mạc Phàm tìm Mạnh Bất Đồng hộ đạo, đây không phải là hộ đạo, mà tìm người giúp đối phó Bạch Hổ. Còn là 18 đạo lôi kiếp, Mạc Phàm đây là muốn mượn tay Mạnh Bất Đồng nhất phi trùng thiên. Sắc mặt Mạnh Bất Đồng hơi đổi, nhưng lập tức khôi phục như thường. Lúc này, đúng là không có ai thích hợp hộ đạo cho Mạc Phàm hơn ông ta. Một là không thể thất bại, hai là cho ông ta một cái tát, mà cái tát này vốn là ông ta chuẩn bị cho Mạc Phàm. Nói thẳng ra là, cái tát của ông ta không đánh trúng Mạc Phàm, trái lại còn đánh trúng mình. Hơn nữa, là ông ta cam tâm tình nguyện tát mình. Ngươi không thấy ông ta đang luyện đan à, không có thời gian, ngươi vẫn nên tìm người khác đi. Tiên khí khổn thần không đợi Mạnh Bất Đồng mở miệng, chen miệng nói. Để Mạnh Bất Đồng hộ đạo cho Mạc Phàm, Mạc Phàm nghĩ đơn giản quá rồi. Vậy sao, vậy ta không quấy rầy nữa, ta chỉ có thể liên lạc với Vô Phong sư thúc rồi. Mạc Phàm giống như đoán được sẽ là như vậy, nói. Mạnh Bất Đồng sẽ không từ chối, nhưng tiên khí khổn thần thì khác. Tiên khí khổn thần nhìn như tiên khí của Mạnh Bất Đồng sư huynh, quan hệ hơn xa vừa vặn như vậy. Gần đây Vô Phong sư thúc còn có chuyện khác, không cần làm phiền sư thúc, sư đệ độ 18 lôi kiếp một lần không phải việc nhỏ, hơn nữa thần nông tông chúng ta vẫn trông cậy vào sư đệ lấy thứ tự ở Đại Bỉ Tông Môn, chuyện này do ta làm là được rồi, sư đệ chuẩn bị khi nào bắt đầu độ kiếp, ta sẽ tự mình tới chỗ đó hộ đạo cho sư đệ. Mạnh Bất Đồng thản nhiên nói. Ông ta bảo Mạc Phàm mở Vô Duyến Châu, Mạc Phàm không do dự đồng ý luôn. Mạc Phàm mở miệng bảo ông ta giúp hộ đạo. Tuy ông ta đối đầu với Mạc Phàm, nhưng không thể từ chối. Mạnh Bất Đồng, ngươi. Tiên khí khổn thần nhíu chặt mày, nghiến răng nói. Bà ta đã từ chối giúp Mạnh Bất Đồng lại tự mình rơi vào họng súng. Đây là ngọc phù truyền tống của ta, lúc Mạc sư đệ độ kiếp có thể phá vỡ ngọc phù này, ta sẽ lập tức qua đó, Mạc sư đệ còn việc gì không? Mạnh Bất Đồng làm như không nghe thấy lời khổn thần nói, lấy một ngọc phù ra ném vào trong màn hình, hỏi. Vậy đa tạ Mạnh sư huynh. Ở bên kia màn hình, Mạc Phàm hơi cúi người, nho nhã lễ độ nói. Mạnh Bất Đồng đáp, bàn tay vung lên, màn hình biến mất. Bên trong cung điện, ta từ chối giúp ngươi, vì sao ngươi còn đồng ý giúp tiểu tử này? Hai tay của khổn thần vỗ lên trên ngọc án trước người, đồ phía trên ngọc án lập tức hóa thành hư ảo. Mạc Phàm muốn tìm Vô Phong thì đi tìm là được, hiện giờ Vô Phong không ở thần nông tông, không biết lúc nào mới có thể trở về. Nhân lúc này, Bạch Hổ đã loại bỏ Mạc Phàm. Cho dù vô cực đạo nhân quái gở cũng không trách được tới đầu bọn họ, hiện giờ Mạnh Bất Đồng không chỉ đồng ý Mạc Phàm, còn cho Mạc Phàm ngọc phù truyền tống, bọn họ đã tự tay phá hủy ván cờ mà mình bày ra rồi. Nói với Bạch Hổ, dừng lại đi, chuyện ở Vạn Yêu Quật đã kết thúc. Mạnh Bất Đồng cũng không tức giận, lạnh nhạt nói. Mạc Phàm mở miệng, ông ta nhất định phải đi hộ đạo cho Mạc Phàm. Nếu không Mạc Phàm xảy ra vấn đề, trách nhiệm vẫn là do ông ta. Ông ta vừa ra tay, sau này ở Vạn Yêu Quật không có yêu tộc dám ra tay với Mạc Phàm. Đó là ngươi cảm thấy vậy, không phải tiểu tử kia muốn độ lôi kiếp sao, cậu ta độ thì tốt rồi, ta sẽ không để cậu ta độ kiếp đơn giản như thế, cho dù có ngươi hộ đạo cũng không được, còn nữa, ngươi phải nhớ kỹ, cậu ta là kẻ địch của ngươi. Tiên khí khổn thần hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Đã xác định được Mạc Phàm là chướng ngại vật của Mạnh Bất Đồng, hễ có cơ hội, bà ta đều không bỏ qua, sẽ không nhân từ nương tay như Mạnh Bất Đồng. Bên cạnh hư không chi lô, Mạnh Bất Đồng nhíu mày, lắc đầu tiếp tục luyện chế đan dược. Lúc tiên khí khổn thần biến mất, trên một ngọn núi ở cực tây chi địa, yêu khí thuộc tính phong nồng đậm tỏa từ mỗi tảng đá ra. Những yêu khí này vừa xuất hiện liền xoay tròn quanh Ngọc Sơn,
dần dần khiến cả Ngọc Sơn được cự đại toàn phong tiếp thiên liên địa vần quanh, cho dù ở xa cũng có thể nhìn thấy. Bất chợt, giữa Ngọc Sơn, một nam tử giữa trán là chữ Vương, trên cơ thể trần trụi họa phù văn đồ đằng, gió xoáy vĩ đại cũng dừng lại theo. Nam tử nhíu mày, lấy ba ngọc phù màu sắc khác nhau ra bóp nát. Làm xong những chuyện này, ông ta nhìn thoáng qua một hướng, đứng dậy rời khỏi Ngọc Sơn, đi về phía đó. Nam tử này rời khỏi cực Tây chi địa không lâu, cực Đông chi địa, cực Nam chi địa, cực Bắc chi địa của Vạn Yêu Quật, một nam hai nữ đi ra. Vạn Yêu Quật vốn đang yên bình, theo bốn yêu tộc này xuất hiện lập tức sôi trào hừng hực. Bên trong địa cung của Hàn Ly, Mạc Phàm lấy ngọc phù Mạnh Bất Đồng cho, cùng với phần còn lại của Vô Duyên Châu cất đi. Mạnh Bất Đồng đồng ý rồi à? Hàn Ly lo lắng hỏi. Ta mở Vô Duyên Châu giúp ông ta không có lý do từ chối. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Nếu ông ta có thể chuyên tâm hộ đạo giúp ngươi, vậy quả thật ngươi an toàn rồi. Hàn Ly hơi thở phào nhẹ nhõm, nói. Cao thủ đại thừa ra tay, nhất là người như Mạnh Bất Đồng, chỉ sợ cả Vạn Yêu Quật không có ai dám làm gì Mạc Phàm. Cũng không đơn giản như vậy. Mạc Phàm cười nhạt một tiếng, lắc đầu. Mạnh Bất Đồng sư huynh ở đây, trừ phi Ngũ Yêu Vương, Bạch Hổ của cực Tây chi địa muốn chết, nếu không sẽ không dám làm càn. Nhưng trong quá trình độ kiếp có quá nhiều chuyện xấu, với hiểu biết của hắn về tiên khí khổn thần, tiên khí khổn thần sẽ không để hắn qua cửa dễ dàng. Chỉ là khổn thần muốn tới thì tới, hắn sẽ đỡ hết. Sao thế, hiếm khi có người dám đấu với Mạnh Bất Đồng mà. Hàn Ly cảm thấy khó hiểu hỏi. Để ta đi gặp những sứ giả kia, các ngươi nhân cơ hội đến Thương Ngô Sơn đi, chuyện này ngươi không cần quản nữa. Mạc Phàm không giải thích, lạnh nhạt nói. Nếu hắn không đi gặp sứ giả của Ngũ Yêu Sơn và cực Tây chi địa, Hàn Ly và Ma Ngưu cũng phải gặp Tao Ương theo. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Hàn Ly do dự một lát, nói. Một lát sau, Mạc Phàm và yêu tướng kia đến cửa vào Hàn Ly động. Lúc này bên ngoài cửa động, ngoại trừ sứ giả của Ngũ Yêu Sơn và cực Tây chi địa ra, Bạch Hổ và Ngũ Yêu Vương Mạc Phàm từng gặp rồi cũng xuất hiện ngăn cản ở cửa động. Các vị đại nhân, đây là tu sĩ nhân loại các ngươi muốn. Yêu tướng kia hơi cúi người với đám người ở ngoài cửa động, nói. Trái lại Bạch Hổ không nói gì thêm, yêu vương mặt xanh trong Ngũ Yêu Vương thì cười lạnh lùng. Cuối cùng Hàn Ly cũng học được thông minh, vậy mà giao người ra rồi. Trước đây Hàn Ly là loại xương cứng, nếu gặp chuyện như vậy vốn không để ý tới bọn họ, lại càng không cúi đầu trước bọn họ. Cho dù Mạc Phàm không có cửu oán với Hàn Ly cũng không dễ dàng giao người. Thực lực đúng là thứ tốt. Yêu vương mặt đỏ cười đắc ý, nhìn về phía Mạc Phàm. Tiểu tử, không phải ngươi rất hung hãn, chạy thoát khỏi tay bọn ta sao, còn mang theo con trâu chết tiệt không được lợi gì, sao hôm nay không trốn đi? Mạc Phàm là một tiểu tử cấp bậc kim đan, mà mang ngũ hành yêu đan đi trước mặt nhiều yêu vương như vậy, chỉ là mang Ma Ngưu đi không có chút tác dụng gì, năm bọn họ không trở thành kẻ thù chung. Trái lại là Mạc Phàm, ông ta rất muốn nhìn xem hôm nay Mạc Phàm biến mất thế nào. Không phải tiểu tử này nói chúng ta có vấn đề sao, ngươi xem chúng ta ngoại trừ biến mạnh hơn ra, còn có vấn đề chỗ nào. Yêu vương mặt vàng cũng chế nhạo. Ngày đó ở trong mắt Mạc Phàm, bọn họ giống như một đám ngốc, mặc cho yêu vương mặt trắng bài bố. Nhưng ngũ hành diệt sinh trận kết thúc, bọn họ ngoại trừ thực lực tăng mỗi ngày, cũng không có bất luận tác dụng phụ gì. Cứ tiếp tục như thế, sớm muộn gì bọn họ cũng tới hợp đạo kỳ. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, liếc mắt nhìn Ngũ Yêu Vương một cái. Thực lực của Ngũ Yêu Vương đều tăng trên diện rộng, trong đó Yêu Vương mặt trắng đã tới hợp đạo kỳ, tuy còn chưa củng cố hoàn toàn, nhưng không khác lắm rồi. Yêu Vương khác thì Yêu Vương mặt xanh mặt đỏ vào hóa thần nội đạo, hai Yêu Vương còn lại thì hóa thần ngoại đạo, không lâu sau sẽ tới hợp đạo kỳ. Hiện giờ xem ra, quả thật giống như không có chuyện gì. Tiểu tử, hôm nay ngươi còn lời gì muốn nói? Yêu vương mặt xanh nói với vẻ trêu tức. Các ngươi đúng là dài dòng. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Tiểu tử, ngươi muốn chết à? Sắc mặt yêu vương mặt xanh khó coi, lạnh lùng nói. Mạc Phàm đã là chim trong lồng, vậy mà dám làm càn như vậy. Chỉ là không đợi ông ta ra tay, giọng nói uy nghiêm truyền từ miệng Bạch Hổ ra. Tiểu tử nhân loại, giao Phong Linh Châu và ngũ hành yêu đan của ngũ hành yêu tộc ra đây. Giọng nói lạnh nhạt, nhưng mang theo uy áp mãnh liệt, ngay cả yêu vương mặt xanh bị chọc giận cũng im lặng, không dám có chút lỗ mãng. Các ngươi chỉ cần hai thứ này à?
Mạc Phàm cười khẽ, hỏi. Hửm. Bạch Hổ nhíu mày, trong đôi mắt như đèn lồng hiện lên dị sắc. Mạc Phàm không vạch trần, chỉ cười nhạt. Chuyện đã tới mức này, Phong Linh Châu và Ngũ Hành Yêu Đan đều là cái cớ ra tay giết người, là chuyện không cần thiết nữa. Các ngươi muốn Phong Linh Châu và Ngũ Hành Yêu Đan cũng được, tới giết ta cũng được, muốn thì đều đi theo ta, nơi này cách Thương Ngô Sơn rất gần, đưa tới lượng lớn đệ tử của Thần Nông Tông, đối với các ngươi không tốt, chúng ta gặp ở Vãn Lôi Sơn. Nói xong, Mạc Phàm lập tức đi về phía đông. Ở đây, sắc mặt Bạch Hổ và Ngũ Yêu Vương thay đổi, nhìn thoáng qua nhau, vẻ khinh thường hiện lên trên mặt bọn họ. Lúc này Mạc Phàm không chạy về phía Thương Ngô Sơn, trái lại tới Vạn Lôi Sơn cách xa Thương Ngô Sơn, đây là tự tìm đường chết sao? Tuy Lôi Điểu ở Vạn Lôi Sơn có quan hệ thân thiết với Thần Nông Tông, nhưng chỉ để đệ tử của Thần Nông Tông tiến vào, sẽ không giúp bọn họ đối phó yêu tộc, không hơn. Bạch Hổ kia không ngăn cản Mạc Phàm, mang theo mấy hổ yêu vội vàng đi theo. Hiện giờ mặc kệ Mạc Phàm đi nơi nào, chỉ cần không ra khỏi Vạn Yêu Quật, đều là đang lựa nghĩa địa, cho hắn cơ hội lựa chọn nơi chết cũng không sao. Đi thôi, chúng ta đi xem tiểu tử này còn có thể dở trò gì. Yêu Vương mặt xanh nói với vẻ khinh thường. Không lừa gạt đấy chứ. Yêu Vương mặt trắng nhíu mày nói. Tuy Mạc Phàm chỉ là Nguyên Anh đỉnh phong, nhưng đối mặt với nhiều yêu vương tu vi cao như bọn họ còn có thể bình tĩnh đến thế, không giống loại người sẽ cam chịu. Lão Tam, người đã tới hợp đạo kỳ, còn cẩn thận như vậy à, chỉ là một tiểu tử cấp thấp, cần thiết phải như vậy không? Yêu Vương mặt đỏ khinh miệt nói. Người không thấy tốc độ tu luyện của cậu ta hơi quá nhanh rồi à? Vẻ mặt Bạch Ngọc lạnh nhạt, nói. Một tháng trước, Mạc Phàm còn là Kim Đan đỉnh phong, lúc này mới bao lâu đã tới Nguyên Anh đỉnh phong? Cho dù là thiên tài cũng không nhanh như vậy. Phải biết rằng mỗi giai đoạn Nguyên Anh kỳ đều cần tôi luyện rất lâu, mới có thể. Người nghĩ nhiều rồi, cậu ta hấp thu Ngũ Hành Yêu Đan và Phong Linh Châu, nếu không thể từ Kim Đan đến Nguyên Anh trung kỳ, thì lãng phí đồ tốt như vậy. Yêu Vương mặt vàng cười nói. Ông ta không biết Phong Linh Châu là cấp bậc gì, nhưng Ngũ Hành Yêu Đan là bảo vật có thể khiến người ta đột phá tới hợp đạo kỳ, để một tu sĩ nhân loại đột phá tới Nguyên Anh đỉnh phong là quá bình thường. Yêu Vương mặt trắng nhíu chặt mày, không nói gì thêm. Người đã không đi, vậy chúng ta qua đó. Yêu Vương mặt xanh nói. Chuyện này vốn không cần bọn họ làm gì, dựa theo ước định Ngũ Hành Yêu Đan là của Yêu Vương mặt trắng, không liên quan tới bọn họ nữa rồi. Nhưng Bạch Hổ Vương truyền mệnh lệnh, bảo bọn họ giết chết Mạc Phàm, sau đó sẽ trọng thưởng, bọn họ mới tới giúp đỡ. Bạch Hổ Vương ra lệnh, tất nhiên không thể từ chối. Nếu giết Mạc Phàm giúp Bạch Hổ Vương, sau này bọn họ không cần sợ Yêu Vương mặt trắng rồi. Yêu Vương mặt xanh vừa đi, mấy người khác cũng đuổi theo Mạc Phàm. Yêu Vương mặt trắng do dự một lát, cũng đi theo. Vạn Lôi Sơn cách nơi này 1000 dặm, khoảng cách này lâu đối với người bình thường, nhưng không là gì đối với yêu tộc hợp đạo kỳ và hóa thần bọn họ. Hơn nửa canh giờ sau, Mạc Phàm đứng trên một ngọn núi cao nhất ở Vạn Lôi Sơn. Nơi này không hổ là lôi trạch chi địa, không chỉ quanh năm được lôi vân bao trùm, thỉnh thoảng sẽ thấy lôi điện đánh xuống, sơn thể cũng là lôi từ thạch tạo thành, sẽ không phóng điện định kỳ, từ xa nhìn lại, giống như một nhà máy điện tự nhiên. Thỉnh thoảng có một tia chớp hình cung to bằng nắm tay lóe lên trong không trung, rồi biến mất. Ngũ Yêu Vương, Bạch Hổ và Yêu Tộc đứng trên ngọn núi quanh Mạc Phàm, vòng thành hình tròn bao vây Mạc Phàm. Bình thường nơi này tụ tập không ít lôi điểu, nhưng vì đám Mạc Phàm đã tới, những lôi điểu này sợ hãi mà chạy đi, lượn vòng quanh Vạn Lôi Sơn. Tiểu tử, đã tới Vạn Lôi Sơn rồi, ngươi còn gì để nói? Bạch Hổ nhìn chằm chằm Mạc Phàm, trầm giọng hỏi. Ý niệm của Mạc Phàm vừa động, lấy Ngũ Hành Yêu Đan và Phong Linh Châu chưa tiêu hóa hoàn toàn ra, đặt ở xung quanh. Nếu các ngươi không sợ chết, cứ tới lấy đi, nếu sợ chết, tốt nhất là nên tránh ra xa. Tiểu tử nhân loại, ngươi có thể đi chết đi. Bạch Hổ không nhiều lời với Mạc Phàm, hóa thành một đạo bóng trắng xông về phía Mạc Phàm. Đồng thời, đám Yêu Vương mặt xanh cũng bắt đầu hành động, ngoại trừ Yêu Vương mặt trắng tất cả đều xông về phía Mạc Phàm. Vừa ra tay, là một chiêu chí mạng. Chỉ trong chớp mắt, tất cả mọi người tới trước người Mạc Phàm. Dưới dao động của năng lượng cường đại, lôi điện ở Vạn Lôi Sơn như chịu kích thích. Răng rác, tiếng sấm vang lên, vô số lôi điện cỡ cánh tay và tia chớp hình tròn đột nhiên xuất hiện, bỗng nhiên cả Vạn Lôi Sơn được lôi điện bao phủ. May mà thực lực của mấy Yêu Vương không yếu. Nếu không chỉ riêng lôi điện khủng bố đã khiến bọn họ gặp phiền phức rồi,
giữa đám yêu vương, Mạc Phàm nheo mắt lại, không đợi những người này tới trước người hắn, chỗ mi tâm hắn sáng lên, Nguyên Anh bay từ trong mi tâm hắn ra. Hắn vận khởi cửu chuyển hỗn nguyên công, tất cả lực lượng trên Nguyên Anh không giữ lại chút nào mênh mông mà ra. Lực lượng của Bạch Hổ và bốn yêu vương đã khiến Vạn Lôi Sơn áp lực vô cùng, Mạc Phàm lại phóng thích khí tức ra, giống như rót dầu nóng lên trên lửa, bỗng nhiên cả Vạn Yêu Sơn chấn động. Đồng thời, Nguyên Anh của Mạc Phàm mới phóng ra toàn bộ lực lượng, trên Nguyên Anh và Quang Luân phía sau Nguyên Anh xuất hiện từng đạo tia điện rất nhỏ. Tia điện này nhìn rất yếu ớt, nhưng theo tia điện xuất hiện, Vạn Lôi Sơn vốn đã đạt tới cộng minh lập tức run rẩy. Trong không khí và trên Lôi Sơn vừa rồi còn sôi trào lôi điện biến mất trong chớp mắt, bầu trời tối sầm lại, lực lượng đáng sợ khiến tim Bạch Hổ và bốn yêu vương đập nhanh xuất hiện. Bạch Hổ và bốn yêu vương sắp đến trước người Mạc Phàm, sắc mặt cả đám thay đổi, vội vàng thu hồi thực lực trên người, không đi giết Mạc Phàm nữa, rời khỏi phạm vi Lôi Sơn. Cách đó không xa, lông mày của yêu vương mặt trắng giãn ra. Lúc trước ông ta vẫn không hiểu lắm, vì sao Mạc Phàm muốn tới Vạn Lôi Sơn, Mạc Phàm đây là muốn hố bọn họ. Mau ra đây, cậu ta sắp độ lôi kiếp, còn là lôi kiếp không kém, chúng ta không thể ở đây. Yêu vương mặt trắng lạnh lùng nói. Bọn họ đến cảnh giới này, cơ thể đã gần như biến thành hình người hoàn toàn, tất nhiên độ qua mấy lần lôi kiếp thông thường không có tác dụng gì với bọn họ. Nhưng lôi kiếp của Mạc Phàm, khiến bọn họ cảm nhận được khủng bố, lôi kiếp này không đơn giản. Nếu bọn họ vẫn ở yên đây, không chỉ tăng mạnh cường độ lôi kiếp, còn bị chắn làm mục tiêu của độ kiếp, cùng bị độ. Bọn họ mới dùng ngũ hành diệt sinh trận để thăng thực lực bất ổn, hiện giờ kiêng kỵ nhất là lôi kiếp. Bạch Hổ và bốn yêu vương dừng tay nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy đám lôi vân kéo dài không tiêu tan trên bầu trời đã từ đen biến thành màu đỏ, còn tiếp tục biến hóa. Bên trong mây đỏ, 18 vòng xoáy xoay tròn mà ra, lôi điện ở xung quanh điên cuồng tụ tập vào vòng xoáy. Lát nữa mới bắt đầu lôi kiếp, người đi giết cậu ta đi. Bạch Hổ nhíu mày, lạnh giọng nói với yêu vương mặt vàng. Thông thường ngưng tụ lôi kiếp cần thời gian không ngắn, trong khoảng thời gian này người nào lộ ra thực lực, cho dù giết Mạc Phàm cũng sẽ trở thành đối tượng của lôi kiếp. Nhưng ông ta nhận được mệnh lệnh tới giết Mạc Phàm, cho dù Mạc Phàm độ kiếp cũng không thể dừng tay. Thực lực của yêu vương mặt vàng yếu nhất, dẫn tới lôi kiếp cũng nhỏ nhất, ông ta là người thích hợp đi nhất. Chuyện này, yêu vương mặt vàng nhìn thoáng qua kiếp vân trên bầu trời, trong mắt hiện lên do dự. Ông ta có thực lực yếu nhất trong đám người, dưới 18 đạo lôi kiếp này, ông ta chưa chắc đã độ qua được. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi giết tiểu tử nhân loại này, vương nhà ta sẽ độ qua lôi kiếp giúp ngươi, ông ấy đang trên đường tới, ngươi không tin ta, chẳng lẽ còn dám nghi ngờ vương nhà ta? Bạch Hổ trầm giọng hỏi. Yêu vương mặt vàng nhíu mày, nhìn thoáng qua Mạc Phàm do dự một lát, lực lượng mới được ông ta thu lại lập tức tỏa ra. Hy vọng Bạch Hổ vương đại nhân nói được thì làm được. Tuy Bạch Hổ vương cũng là hợp đạo kỳ, nhưng cho dù ông ta đến hợp đạo kỳ cũng không thể cãi lời Bạch Hổ vương. Phải biết rằng Bạch Hổ vương không chỉ là Bạch Hổ nhất tộc vương ở Vạn Yêu Quật, cũng là vương khu vực phía tây Vạn Yêu Quật. Yêu vương mặt vàng vừa ngoại phóng lực lượng, bầu trời trên đỉnh đầu ông ta, một vòng xoáy càng thêm vĩ đại lập tức xuất hiện. Vòng xoáy này khiên dẫn hai vòng xoáy ở xung quanh, nhanh chóng thôn phệ hai vòng xoáy này, trong chớp mắt lực lượng khiến người ta run lên lại mạnh hơn nhiều. Yêu vương mặt vàng không quan tâm nhiều như vậy, một tay của ông ta vươn ra, đỉnh núi ở xung quanh lập tức bay ra, ngưng tụ thành một thạch thương đâm về phía Mạc Phàm với tốc độ rất nhanh. Không đợi những thạch thương này tới, trong một con mắt của Mạc Phàm chớp lóe hào quang màu bạc, Yêu Lang Đạo Thiên xuất hiện. Thực lực trên người ông ta không che giấu, ngũ hành chi lực ngưng tụ thành 5 loại binh khí hình thái khác nhau, chắn trước những thạch thương này. Rầm rầm rầm, tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang lên, bụi bặm ở khắp nơi. Yêu Lang không lùi mà tiến tới, xông về phía Yêu Vương mặt vàng. Yêu Vương mặt vàng trải qua ngũ hành diệt sinh trận thực lực tăng lên nhiều, nên mạnh hơn Yêu Lang một chút, chỉ là thực lực của ông ta bất ổn, lại không dám sử dụng toàn bộ thực lực trong phạm vi lôi kiếp, nên lúc này bị Yêu Lang quấn lấy. Bên ngoài kiếp vân, sắc mặt Bạch Hổ khó coi. Rõ ràng là Mạc Phàm điên rồi, hắn thả Yêu Lang ra, trên bầu trời lại xuất hiện một đạo đại lôi kiếp hấp thu tiểu lôi kiếp lúc trước, cứ tiếp tục như thế cho dù bọn họ không giết chết Mạc Phàm cũng chết dưới lôi kiếp. Nhưng mà, Kim Ngọc, ngươi cũng đi đi. Sắc mặt Bạch Hổ khó coi, nói với Yêu Vương mặt Kim.
Yêu vương mặt kim nhìn thoáng qua yêu vương mặt xanh, do dự một lát, trên người chớp lóe kim quang, biến mất luôn. Khi yêu vương mặt kim xuất hiện, đã đến sau lưng cách Mạc Phàm không xa. Hai tay ông ta mở ra, vô số kim quang ngưng tụ lại, mỗi một kim quang chói mắt như thanh thần binh tuyệt thế. Hai tay của ông ta khẽ đẩy, kim quang như hạt mưa bay về phía Mạc Phàm. Giữa kim quang, Mạc Phàm lắc đầu cười, hắn không nhìn thấy yêu vương mặt kim, nhưng yêu vương mặt kim tới sau lưng hắn có tác dụng sao? Chỉ cần vào dưới lôi vân sẽ tự động sinh ra một vòng xoáy, phía dưới vòng xoáy là yêu vương mặt kim. Cho nên yêu vương mặt kim tới trước mặt hoặc sau lưng hắn đều không có ý nghĩa gì, đến phía sau hắn càng ngu ngốc. Hắn không quan tâm những kim quang này, ngẩng đầu nhìn thoáng qua kiếp vân trên đỉnh đầu. Ban đầu là 18 vòng xoáy giờ chỉ còn 14, có một cái lập tức bị hấp thu đi, màu của kiếp vân cũng từ đỏ như máu thành màu như màu tím. Ý niệm của hắn vừa động, bên trong một con mắt khác nở rộ huyết liên, một tiếng long ngâm vang vọng bầu trời, ma long dung thân từ bên trong mà ra. Long tức phun ra, đỡ toàn bộ những kim quang này, ma long lao xuống sông về phía yêu vương mặt kim. Giống như yêu vương mặt vàng, yêu vương mặt kim bị quấn lấy. Sắc mặt đám bạch hổ thay đổi, đúng là Mạc Phàm tích lũy được không ít, vậy mà thả ra hai hóa thần, chặn hai vị yêu vương. Cứ tiếp tục như thế, lôi kiếp sẽ đáng sợ rồi. Một khi lôi kiếp thành tử sắc, cũng thành thiên kiếp trong truyền thuyết. Dưới thiên kiếp, một tinh cầu đều không chịu nổi một kích. Càng không nói tới những tu sĩ như bọn họ. Không đợi bạch hổ mở miệng tiếp, yêu vương mặt xanh đi ra. Để ta, yêu vương mặt xanh nói, liền tiến vào phạm vi lôi vân. Mạc Phàm nhìn thoáng qua yêu vương mặt xanh chậm rãi đi tới, thở phào nhẹ nhõm. Thiên kiếp, cũng không khác biệt lắm rồi. Hắn ngồi khoanh chân trên đỉnh núi, ý niệm vừa động, trên vòng tay ở cánh tay Nguyên Anh do tiên linh chi khí tạo thành, phù văn màu xanh chậm rãi lui đi. Tiên linh chi khí màu đen tuyền thoát thân mà ra. Tuy chỉ là một đạo tiên linh chi khí, nhưng trên kiếp vân trong bầu trời một vòng xoáy to hơn vòng xoáy trước lập tức xuất hiện, chỉ trong chớp mắt đã nuốt sống ba tiểu vòng xoáy ở trung tâm. Không chỉ như vậy, vòng xoáy này còn khiên dẫn năm vòng xoáy ở xung quanh tụ tập về phía hắn, kiếp vân biến thành màu đỏ tím, sắc trời cũng âm u hơn. Không lâu sau, kiếp vân trên bầu trời chỉ còn lại một vòng xoáy. Kiếp vân từ hình tròn biến thành mặt cự nhân với đôi mắt khổng lồ, nhìn Mạc Phàm ở phía dưới. Ở chỗ thụ nhãn là vòng xoáy cuối cùng, lôi điểm tử sắc như nước tiếp tục ngưng tụ. Khí tức khiến trái tim người ta phát lạnh, linh hồn sợ run xuất hiện, theo gương mặt kiếp vân này, lôi điểu vốn lượn vòng quanh vạn lôi sơn bay đi. Bên ngoài kiếp vân, bạch hổ và hai yêu vương nhìn gương mặt khổng lồ, sắc mặt khó coi tới cực hạn. Thiên kiếp thường là thiên đạo trừng phạt người tội ác tày trời. Thỉnh thoảng cũng xuất hiện trong độ kiếp, nhưng xác suất rất nhỏ. Đương nhiên, lực lượng khủng bố chỉ nghe thôi đã dọa người. Dưới thiên kiếp không còn sinh linh, tuyệt đối không quá. Trong kiếp vân, ba yêu vương không hẹn mà cùng dừng lại, nhao nhao nuốt nước bọt. Thiên kiếp. Không thấy thiên kiếp thì chưa tính, nhưng thấy thiên kiếp rồi, cho dù là bạch hổ vương tới đây, chỉ sợ bạch hổ vương cũng không dám tiến vào trong phạm vi có lôi kiếp. Như vậy. Ba bọn họ thành vật hy sinh rồi. Chỉ trong chớp mắt, sắc mặt ba yêu vương xám như cho tàn. Nhất là yêu vương mặt xanh, ông ta là người vào cuối cùng, còn tự mình đi vào. Hiện giờ tương đương với việc ông ta đi lên đường chết. Ba yêu vương không tiếp tục tấn công Mạc Phàm, trái lại vội vàng lấy các bảo cụ độ kiếp ra. Thiên kiếp đã thành, bọn họ làm gì cũng khó có tác dụng, chỉ có liều một phen, có thể sống sót hay không là dựa vào ý trời rồi. Mạc Phàm không có một chút lo lắng, khóe miệng hắn hơi nhếch lên. Tiên linh chi khí của Khổn Thần đúng là không giống bình thường, một đạo tiên linh chi khí mà biến lôi kiếp thành thiên kiếp. Xem ra, mấy người không cần mấy thứ này nữa rồi. Mạc Phàm nhìn hai yêu vương và bạch hổ ở bên ngoài một cái, thu hồi ngũ hành yêu đan và phong linh châu bay xung quanh hắn. Tiểu tử, ngươi đừng cao hứng quá sớm, đợi ngươi sống sót khỏi thiên kiếp hãy nói. Bạch hổ lạnh lùng nói. Dưới thiên kiếp, đám yêu vương mặt xanh cũng không sống nổi, càng không nói tới một tu sĩ nhân loại nguyên anh đỉnh phong như Mạc Phàm. Cho dù ngươi đổ qua lôi kiếp, bọn ta lại giết ngươi cũng không muộn, đồ của bọn ta vẫn là của bọn ta. Yêu vương mặt trắng thản nhiên nói. Vậy các ngươi chậm rãi đợi đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn lấy mấy thứ ra ném lên không trung, muốn bắt đầu bố trí. Thiên kiếp đã thành hình, nhưng cách thiên kiếp chân chính đánh xuống còn một đoạn thời gian.
hắn phải chuẩn bị thật kỹ một phen. Thiên kiếp không phải là nhỏ, hắn cũng không thể lơ là. Hắn đang định khắc họa trận pháp, bỗng nhiên lông mày nhíu lại, nhìn về một phía. Ánh mắt hắn tới chỗ nào, không gian vỡ ra thành một đường nhỏ, hai cái tay vươn từ trong khe hở ra, xé mở khe hở này, một nam tử toàn thân đầy ma văn giữa trán là chữ vương đi từ trong ra. Trong đôi mắt lạnh lùng của nam tử lóe lên sắc bén, nhìn về phía Mạc Phàm. Tiểu tử, không cần đợi, bây giờ ngươi có thể chết đi. Giọng nói của nam tử này mới vang lên, một cơn gió thổi khắp Vạn Lôi Sơn. Bạch Hổ và Ngũ Yêu Vương nghe thấy giọng nói này, sắc mặt lập tức thay đổi. Trong đó ba yêu vương lộ ra vẻ vui mừng, hiện giờ thiên kiếp còn chưa bắt đầu, có lẽ Bạch Hổ Vương có biện pháp cứu bọn họ. Vương! Bạch Hổ phủ phục trên đất, yêu vương mặt trắng và mặt đỏ cũng quỳ một gối. Bạch Hổ Vương, nhanh cứu bọn ta ra ngoài. Yêu vương mặt xanh vội vàng nói. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, trong mắt lộ ra chút dị sắc, vậy mà tiên khí khổn thần gọi Bạch Hổ Vương tới, còn tới nhanh như vậy. Nam tử không để ý tới Ngũ Yêu Vương và Bạch Hổ, ánh mắt đều nhìn về phía Mạc Phàm trong thiên kiếp. Nhân loại, Vạn Yêu Quật không thể có sự tồn tại của ngươi, cho nên ngươi chỉ có thể chết. Mạc Phàm cười lạnh lùng, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường. Bạch Hổ, ngươi biết vì sao ngươi không thể tiến thêm một bước không? Hửm. Nam tử lạnh lùng nhíu mày. Ngươi như vậy, cho dù tu luyện một vạn năm, cũng không có biện pháp tiến thêm một bước nữa. Mạc Phàm thản nhiên nói. Rõ ràng Bạch Hổ này là hợp đạo kỳ, muốn giết hắn còn tìm lý do cho mình. Chỉ là giết người mà thôi, đâu cần phải lấy cớ làm gì, giết thì giết, ta muốn giết ngươi đó là lý do, không cần phải giải thích làm gì. Bạch Hổ như vậy, ngay cả đạo của mình đều sẽ nghi ngờ, sao có thể tiến thêm một bước. Nhân loại, hy vọng lát nữa ngươi còn cười được. Bạch Hổ nhíu mày, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh. Đúng lúc này, phía sau và trái phải của Mạc Phàm, khe hở như lúc Bạch Hổ tới cùng xuất hiện, hai nữ một nam đi từ trong ra. Trên ba người này, nam tỏa ra khí tức trầm ổn. Trong hai nữ tử kia, nữ tử tóc đỏ nhướn mày, nhiệt độ khủng bố tỏa từ người bà ta ra, không gian xung quanh bà ta đều đã vặn vẹo. Một nữ tử khác thì rất bình tĩnh. Đôi mắt khiến người ta có cảm giác sâu không thấy đáy. Ba người này vừa xuất hiện, trong chớp mắt Bạch Hổ và yêu tộc kinh ngạc tới ngây người. Bạch Hổ Vương xuất hiện còn chưa tính, chỉ vì tiểu tử nhân loại này, ba yêu vương khác của tứ cực chi địa cũng xuất hiện rồi. Chuyện này, rốt cuộc tiểu tử này có thân phận gì? Bốn yêu vương của tứ cực chi địa đứng đầu Vạn Yêu ở Vạn Yêu Quật, trừ phi Vạn Yêu Quật xảy ra tai họa ngập đầu, hay Vạn Yêu Quật xảy ra bạo loạn diện tích rộng. Nếu không bốn yêu vương ít khi cùng xuất hiện. Mạc Phàm là một tu sĩ nhân loại nguyên anh đỉnh phong, tuy là đệ tử của thần Nông Tông, nhưng lại đưa tới tứ đại yêu vương, tuyệt đối không đơn giản như bọn họ nghĩ. Nhân loại, ngươi còn gì muốn nói? Nam tử thản nhiên hỏi. Các ngươi ra tay đi. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, lấy ngọc phù truyền tống mạnh bất đồng sư huynh cho hắn ra, nói. Bạch Hổ, đừng nhiều lời với tiểu tử này, ra tay đi. Sắc mặt nam tử khí tức trầm ổn hơi khó coi, lạnh lùng nói. Lúc nói chuyện, ông ta cũng không rảnh rỗi, năm ngón tay mở ra, trường thương màu vàng đất ngưng tụ trong tay ông ta. Trên trường thương kiểu dáng rất bình thường, có từng đạo đường vân bao trùm, năng lượng dao động đáng sợ khiến không gian đều sợ run lên. Bạch Hổ Vương và hai nữ tử khác cùng ra tay, cũng là thương, chẳng qua màu sắc, tạo hình và phù văn không giống hoàn toàn. Nhưng bên trong ẩn chứa lực hủy diệt không kém trường thương trong tay nam tử kia. Tuy Bạch Hổ và Ngũ Yêu Vương cách bốn người rất xa, nhưng cơ thể không tự chủ được run rẩy. Bốn người cầm trường thương trong tay, một chữ cùng truyền từ miệng bọn họ ra. Đi! Bốn thanh trường thương như đạn bắn ra, đâm phá không khí, lưu lại từng đạo dấu vết màu trắng trong không trung, bay về phía Mạc Phàm trong thiên kiếp. Chỉ trong phút chốc, đã tới nơi cách Mạc Phàm chưa tới 10 mét. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười nhạt một tiếng, không quan tâm bốn trường thương kia, nhìn về một phía khác. Vô Xương, các ngươi không định ra tay à? Hả? Tiếng hả khẽ vang lên. Bạch Hổ Vương và yêu tộc nhìn theo ánh mắt Mạc Phàm, bóng dáng đám Vô Xương xuất hiện bên ngoài kiếp vân. Vô Xương nhíu chặt mày, đánh giá Mạc Phàm. Bà ta ra khỏi Hàn Ly Huyền Thiên Cảnh liền tìm mấy yêu vương, một đường đuổi theo tới đây. Bà ta vốn chuẩn bị đợi Mạc Phàm độ kiếp ra tay lần nữa, thật không ngờ bốn vương của bốn địa cực tới đây, bà ta cũng bị Mạc Phàm phát hiện rồi. Tiểu tử,
có mấy vị vương ra tay là được, không cần bọn ta ra tay nữa rồi. Nếu bốn vương ra tay vẫn không giết được Mạc Phàm, mấy bọn họ ra tay cũng không có tác dụng. Không chỉ Vô Xương cảm thấy như vậy, bên trong cung điện của Mạnh Bất Đồng, tiên khí khổn thần nở nụ cười quyến rũ, ánh mắt nhìn Mạc Phàm như bốn người kia. Bốn yêu vương ra tay, Mạc Phàm còn không chết. Vậy sao? Mạc Phàm cười khẽ, bóp mạnh ngọc phù truyền tống Mạnh Bất Đồng sư huynh cho hắn. Ngọc phù vỡ nát, một trận pháp truyền tống 9 tầng như tòa bảo tháp bao phủ hắn ở bên trong. Bốn thanh trường thương hùng hổ tới trước truyền tống trận, không thể lay động truyền tống trận, còn biến thành mảnh nhỏ ở dưới truyền tống trận. Ngay sau đó, khí tức nghiêng trời lệch đất hàng lâm. Xung quanh, trong ngàn dặm yêu tộc nhao nhao trốn đi, giống như nhìn thấy khắc tinh. Bạch Hổ, Ngũ Yêu Vương và đám Vô Xương nằm sấp trên đất, trong mắt đều là hoảng sợ. Cho dù là đám Tứ Vương Bạch Hổ sắc mặt cũng khó coi, trên mặt lộ vẻ khiếp sợ. Bạch Hổ Vương là nhận được lệnh của tiên khí khổn thần mới tới, ba người khác là vị yêu tình của bọn họ mới tới. Bọn họ chỉ biết là có một tu sĩ nhân loại độ kiếp, không rõ những chuyện khác lắm. Nhưng có ai ngờ tới bỗng nhiên xuất hiện khí tức như vậy. Khí tức như vậy, ngoại trừ cao thủ đại thừa ra còn có thể là ai? Lão Bạch, không phải ngươi nói chỉ là tu sĩ nhân loại bình thường thôi sao? Nữ tử tóc đỏ nhíu mày nói. Mạc Phàm đưa tới khí tức đáng sợ như vậy, đâu có khả năng là người bình thường. Bọn họ ra tay với Mạc Phàm, không có khả năng dễ dàng giải quyết. Sắc mặt Bạch Hổ Vương khó coi, đưa mắt nhìn xung quanh, không trả lời. Nhưng theo khí tức này xuất hiện, trong chớp mắt khí tức uy vũ trên người bốn yêu vương biến mất không còn. Trong cung điện của Mạnh Bất Đồng, tiên khí khổn thần nhíu chặt mày, trong mắt lóe lên sắc bén, nhưng lập tức khôi phục như thường. Mạnh Bất Đồng tới hơi nhanh, chỉ là không có vấn đề gì, đây là kết quả bà ta cần. Mạc Phàm muốn sống độ qua lôi kiếp không có khả năng đều dựa cả vào Mạnh Bất Đồng, Mạc Phàm sống không qua thiên kiếp cũng như vậy, đợi xem là được. Truyền tống trận pháp chớp lóe hào quang, một đạo quang phóng lên trời, lập tức hạ xuống. Hào quang thu lại, trong truyền tống trận pháp, Mạnh Bất Đồng mặc đồ trắng xuất hiện bên cạnh Mạc Phàm, ánh mắt lạnh lùng nhìn xung quanh. Mạnh Bất Đồng không để ý tới đám yêu vương ở xung quanh, giống như vốn không nhìn thấy, nhìn thoáng qua bầu trời. Thiên kiếp, Mạc sư đệ phải cẩn thận, thiên kiếp này không dễ độ như vậy, cho dù thực lực của bọn họ mạnh hơn đệ nhiều, cũng chỉ chắn được mấy kích, còn lại cần bản thân đệ rồi. Mạnh Bất Đồng thản nhiên nói. Đa tạ Mạnh sư huynh đi từ ngàn dặm tới, ta sẽ cẩn thận. Mạc Phàm hơi nhếch miệng nói. Mạc sư đệ có tính toán trong lòng là được rồi. Mạnh Bất Đồng gật đầu. Hai người nói mấy câu đơn giản, toàn bộ yêu tộc ở xung quanh sợ ngây người. Nhất là Vô Xương, lại càng không tự chủ được lùi về sau. Mạc Phàm là đệ tử chữ lót bất của thần Nông Tông bà ta biết, nhưng thật không ngờ Mạc Phàm mời cao thủ đại thừa tới. Chuyện này, chẳng trách Mạc Phàm gọi bọn họ ra, rõ ràng là dụ bọn họ lọt bẫy. Lần này xong rồi. Vô Xương vô cùng hối hận nói. Bà ta vốn định lấy lại bán tiên khí Mạc Phàm cầm đi của bà ta, không ngờ lại tiến vào trong bẫy của Mạc Phàm rồi. Mạnh Bất Đồng nói với Mạc Phàm xong, lúc này mới nhìn Bạch Hổ Vương và yêu tộc. Mạnh Bất Đồng không động tới thiên kiếp, trên người lại không có một chút năng lượng dao động, nhưng ánh mắt nhìn về phía nào. Cho dù là Bạch Hổ Vương cực mạnh hay yêu vương yếu nhất, toàn bộ đều cúi đầu. Bạch Hổ, các ngươi tới đây làm gì, vạn yêu quật này không phải là bảo tinh của thần Nông Tông bọn ta sao, đệ tử của thần Nông Tông bọn ta không thể độ kiếp ở đây à, Mạc sư đệ ta độ kiếp Nguyên Anh Kỳ, cần tứ đại yêu vương các ngươi cùng ra tay sao? Mạnh Bất Đồng lạnh nhạt nói. Bạch Hổ không dám. Bạch Hổ nhíu mày, đôi mắt u ám hơn nói. Ông ta là vương cực Tây chi địa của vạn yêu quật. Nhưng Mạnh Bất Đồng là trưởng khống giả phía nam của thần Nông Tông, nếu ông ta dám nói phải, Mạnh Bất Đồng chắc chắn sẽ giết ông ta. Vậy vì sao các ngươi ra tay với Mạc sư đệ ta? Mạnh Bất Đồng chất vấn. Giọng nói này vừa vang lên, trên người Bạch Hổ Vương giống như bị một tòa đại sơn đè ép, Bạch Hổ quỳ một gối xuống. Chuyện này, Bạch Hổ khẽ đảo mắt, mãi mà không nói nên lời. Ông ta biết quan hệ giữa Mạnh Bất Đồng và tiên khí khổn thần. Nhưng hoàn toàn không rõ vì sao lại như vậy. Khổn thần bảo ông ta giết Mạc Phàm trước khi bắt đầu lôi kiếp, Mạnh Bất Đồng lại ra mặt cứu. Mạnh đại nhân, trên người tiểu tử này có Phong Linh Châu và Ngũ Hành Yêu Đan của Ngũ Hành Yêu Tộc, bọn ta tới đuổi giết cậu ta, không có vấn đề gì đấy chứ. Bạch Hổ do dự một lát, nói.
nếu ông ta dám nói tiên khí khổn thần ra, sẽ chết nhanh hơn, chẳng bằng tìm lý do khác. Mấy thứ này các người muốn cũng không được, mỗi người để một kiện linh khí độ kiếp lại, nếu không thì để lại mạng. Mạnh Bất Đồng lạnh lùng nói. Trong giọng nói, đều là không thể cãi lại. Đám Bạch Hổ Vương nhíu mày, nhao nhao lấy từng kiện bảo cụ độ kiếp vốn định để mình dùng ra. So với từ chối Mạnh Bất Đồng, lấy kiện bảo cụ ra đơn giản hơn nhiều. Bảo cụ không còn có thể lại luyện chế, nhưng mạng chỉ có một. Mạnh Bất Đồng vươn một tay ra, những bảo cụ này lập tức bị ông ta giải trừ khế ước chủ tớ, được ông ta kéo tới bên Mạc Phàm. Mạc sư đệ, thiên kiếp sắp bắt đầu, ta chỉ có thể giúp đệ như vậy, nếu không kiên trì nổi thì gọi tên ta sẽ ra tay đánh tan thiên kiếp, nhưng nếu làm vậy, thiên kiếp lần sau đệ độ sẽ càng mạnh hơn, tự đệ suy nghĩ cho kỹ. Mạnh Bất Đồng nhìn thoáng qua thiên kiếp trên bầu trời nói. Thiên kiếp lần sau sẽ mạnh hơn lần trước, không thể yếu đi. Lần này Mạc Phàm độ thiên kiếp, lại độ kiếp kiếp nạn sẽ tăng trên thiên kiếp, cho nên lần sau khó hơn lần trước. Đa tạ Mạnh sư huynh. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Mạnh Bất Đồng gật đầu, lắc mình một cái rời khỏi phạm vi thiên kiếp, lấy một thanh kiếm ra để trôi nổi trên đỉnh một ngọn núi gần đó. Lúc này, thiên kiếp đã ngưng tụ tới mức tận cùng, giống như một pho tượng Phật tức giận nhìn từ trên cao xuống. Mạc Phàm lấy những bảo cụ này, muốn đánh trận pháp độ kiếp, một giọng nói truyền từ trong tiên linh chi khí ra. Tiểu tử, người muốn dùng lôi kiếp hủy diệt tiên linh chi khí của ta đúng không, không cần phiền phức như vậy. Khổn thần, dừng tay. Mạnh Bất Đồng lạnh lùng nói. Không đợi Mạnh Bất Đồng ra tay ngăn cản, đạo tiên linh chi khí trên tay Nguyên Anh của Mạc Phàm sáng lên, bóng dáng của tiên khí khổn thần xuất hiện từ bên trong. Mạnh Bất Đồng, người vẫn nên đứng ở bên ngoài đi. Ta phóng đạo khí tức này ra sẽ không có vấn đề gì, nhưng ngươi thì khác, nếu ngươi ra tay, chỉ sợ thiên kiếp sẽ biến thành cửu trọng thiên kiếp mất. Tiên khí khổn thần hơi nhếch miệng, cười nói. Bà ta chỉ có một đạo khí tức, đã khiến lôi kiếp biến thành thiên kiếp. Mạnh Bất Đồng có thể che đậy khí tức của mình trong phạm vi thiên kiếp, nhưng người bình thường ra tay không thể làm thiên kiếp biến hóa, nhưng ngăn cản bà ta thì khác. Mạnh Bất Đồng ra tay như vậy, chắc chắn thiên kiếp sẽ biến thành cửu trọng thiên kiếp cao cấp nhất. Khổn thần, người đủ rồi đó, người biết người đang làm gì không? Sắc mặt Mạnh Bất Đồng khó coi, trong mắt lóe lên sắc bén, hỏi. Yên tâm đi, ta sẽ không làm gì Mạc sư đệ, ta chỉ cho Mạc sư đệ thêm chút khảo nghiệm, nếu Mạc sư đệ từ chối, ta sẽ lập tức dừng tay, thế nào, Mạc sư đệ? Tiên khí khổn thần cười mỉa, nhìn về phía Mạc Phàm. Lông mày Mạnh Bất Đồng hơi giãn ra, cũng rời mắt nhìn Mạc Phàm. Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười khẽ. Ngươi muốn làm gì, thì làm theo ý ngươi đi, nếu không đợi ta qua cửa ải này, hy vọng ngươi thành thật một thời gian, ít nhất đợi tới đại bỉ rồi nói tiếp, đương nhiên ngươi không thành thật cũng không sao, đều là tự do của ngươi. Tuy tiên khí khổn thần là tiên khí, nhưng thực lực không kém Mạnh Bất Đồng sư huynh. Có kiểu người như vậy quấn lấy, hắn thấy rất phiền phức, nếu có thể bỏ lại ở phía sau thì quá tốt. Tiên khí khổn thần nhướng mày, liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái. Được. Tuy ngươi vẫn chưa có tư cách bàn điều kiện với ta, nhưng nể mặt ngươi là sư đệ của Mạnh Bất Đồng, ta có thể đồng ý với ngươi, ngươi tiếp nhận khảo nghiệm của ta, nếu ngươi có thể sống sót, ít nhất đến đại bỉ, ta sẽ không khảo nghiệm ngươi tiếp nữa. Ngươi bắt đầu đi, Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Vậy những thứ cấp thấp kia, đều bạo cho ta. Tiên khí khổn thần cười lạnh lùng, bỗng nhiên trên người đại phóng hào quang. Quang mang chói mắt lập tức bao trùm toàn bộ phía dưới kiếp vân, trong phạm vi hào quang. Những bảo cụ độ kiếp bị nghiền nát hết. Không chỉ của hắn, bảo cụ chống thiên kiếp của ba yêu vương cũng bị nghiền nát. Vẻ mặt ba yêu vương kia sửng sốt, độ kiếp thông thường, không chỉ có cao thủ hộ đạo, pháp bảo độ kiếp, còn trận pháp độ kiếp và lượng lớn đan dược, linh thạch. Bọn họ gần như tương đương với tạm thời bị kéo độ kiếp, vốn không có nắm chắc, hiện giờ pháp bảo độ kiếp trên tay bị phá hết, vậy lấy cái gì độ kiếp đây? Không. Yêu vương mặt vàng kêu lên như bị bệnh tâm thần. Bạch Hổ Vương, cứu bọn ta với, bọn ta nghe lệnh ngươi mới tiến vào đây mà. Yêu Vương mặt xanh nhìn về phía Bạch Hổ Vương ở bên ngoài, giống như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, khẩn cầu nói. Yêu Vương mặt xanh mới mở miệng, Yêu Vương mặt vàng và mặt kim lập tức lạy Bạch Hổ Vương, bộ dạng chật vật không có chút dáng vẻ của Yêu Vương. Bạch Hổ Vương nhíu mày, liếc mắt nhìn tiên khí khổn thần một cái, lại thờ ơ. Chuyện này đã vượt qua phạm vi của ông ta, nếu không phải thiên kiếp. Có lẽ ông ta còn giúp ba người này độ qua,
nhưng là thiên kiếp, ngay cả ông ta cũng bất lực. Nếu ông ta ra tay, chỉ làm tăng uy lực của thiên kiếp. Huống chi mạnh bất đồng và tiên khí khổn thần ở đây, nơi này vốn không đến lượt ông ta nói chuyện, gần được rồi, tự giải quyết cho tốt đi, nếu không được, gọi sư huynh của ngươi sớm một chút phá thiên kiếp. Tiên khí khổn thần làm như không nghe thấy khẩn cầu của ba yêu vương, cười nhạt nói. Cứ như vậy sao, khổn thần? Mạc Phàm cười nhạt. Khổn thần là tiên khí cao quý, giống như vương trong đám bảo cụ, khí tức tiên khí có thể nghiền nát bảo cụ một cách dễ dàng, luân hồi chi lô tiên khí của hắn cũng làm được dễ dàng. Nhưng khổn thần chỉ hủy bảo cụ của hắn, khảo nghiệm như vậy khiến hắn hơi thất vọng. Mạc sư đệ, đệ cũng đủ rồi đấy. Mạnh bất đồng nghe thấy lời Mạc Phàm nói, đôi mắt nheo lại, quát Mạc Phàm dừng. Ông ta vốn không đứng về phía Mạc Phàm, giúp Mạc Phàm hộ đạo hoàn toàn là vì quy củ của thần nông tông bắt ép, vậy mà Mạc Phàm còn dám khiêu khích tiên khí khổn thần. Tiên khí khổn thần làm như vậy, không thể nghi ngờ là tăng độ khó độ thiên kiếp của Mạc Phàm, ông ta không biết Mạc Phàm chuẩn bị độ thiên kiếp thế nào. Phải biết rằng, cho dù là ông ta thế Mạc Phàm, chắc chắn cũng không có biện pháp độ thiên kiếp này. Mạc Phàm đã như vậy, còn mở miệng khiêu khích tiên khí khổn thần, căn bản là tự tìm đường chết. Tiên khí khổn thần nhíu chặt mày, tươi cười trên mặt cứng đờ, trong đôi mắt hiện lên sắc bén. Trong quá trình độ kiếp, bảo cụ là thứ rất quan trọng, Mạc Phàm cũng dám nói như vậy. Ngươi cảm thấy ta làm không đủ sao? Ngươi có thể làm nhiều hơn chút nữa, nếu ngươi muốn. Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười, nói. Nếu chỉ dựa vào những bảo cụ này độ qua thiên kiếp đã không đáng sợ như thế, bất luận là tu sĩ gì chỉ cần chuẩn bị đủ bảo cụ là có thể bình yên độ qua thiên kiếp. Nhưng rõ ràng là thiên kiếp không phải như vậy. Cho dù chuẩn bị đầy đủ, cũng không có mấy người bình yên sống sót dưới thiên kiếp. Còn nữa, ta có tư cách bàn điều kiện với ngươi. Mạc Phàm lại nói tiếp. Tiên khí khổn thần hoành hành ngang ngược ở thần nông tông, nếu khổn thần không quá phận, ngay cả sư phụ hắn cũng không nguyện trêu chọc khổn thần, địa vị thì khỏi phải nói. Nhưng địa vị của y tiên bất tử hắn thấp hơn tiên khí khổn thần sao? Được lắm, Mạc Phàm. Lá gan của ngươi đúng là không nhỏ, ngươi đã cảm thấy còn chưa đủ, vậy ta lại thêm một trận lửa nữa cho ngươi. Tiên khí khổn thần lạnh lùng nói. Bà ta nói xong, một tay lâm không chộp lấy yêu vương mặt trắng, mặt đỏ cùng với vô xương và yêu tộc. Tuy đây chỉ là một đạo tiên linh chi khí của tiên khí khổn thần, nhưng theo một chảo của khổn thần, những yêu vương hợp đạo kỳ lập tức bay lên, chậm rãi di chuyển về phía kiếp vân. Không, không. Khổn thần đại nhân tha mạng. Sắc mặt đám yêu vương mặt trắng xám như cho tàn, ra sức vùng vẫy, nhưng căn bản không thể thoát được, chỉ có thể nhìn cơ thể mình tới gần phạm vi kiếp vân từng chút một. Lôi kiếp đã tới thiên kiếp, bọn họ không thể ngăn cản được, trong bọn họ có mỗi yêu vương mặt đỏ tới hợp đạo kỳ, uy lực của thiên kiếp chắc chắn rất cao, bọn họ có khả năng may mắn thoát khỏi sao. Khổn thần không thèm quan tâm đến đám yêu vương này, đôi tay trắng nõn kéo về phía sau, mấy yêu vương bị kéo vào trong kiếp vân. Thiên kiếp vốn đã ngưng thực tới tử sắc, chỉ trong chớp mắt biến từ tử sắc thành thất thải sắc. Nhìn thấy thiên kiếp này, khổn thần cười đắc ý. Một tay của bà ta vươn ra, một đám thất thải chi khí xuất hiện trên tay bà ta, đi về phía ngoài thiên kiếp. Ngươi thành tiên anh, tiên linh chi khí có ưu đãi không nhỏ đối với ngươi, nếu ngươi có thể độ qua thiên kiếp, đám tiên linh chi khí này sẽ là của ngươi, nếu ngươi không chống đỡ được, chỉ có thể nói là vận khí của ngươi không tốt, cứ thế nhé, thiên kiếp sắp bắt đầu rồi. Hư ảnh tiên khí khổn thần mới ra khỏi kiếp vân, trên bầu trời, trên gương mặt Phật tức giận tỏa ra quang mang thất thải, đôi mắt vốn nhắm chặt chậm rãi mở ra, nhìn đám Mạc Phàm ở phía dưới. Đám vô xương đều tự tìm nơi, nhao nhao lấy bảo cụ độ kiếp ra, bày trận, thi pháp. Bọn họ vào sau, bảo cụ trên người không bị khổn thần phá hủy. Ngũ yêu vương thì hiểu ngầm tụ lại cùng một chỗ, tạo thành ngũ hành trận pháp. Thiên kiếp sắp bắt đầu. Bạch Hổ Vương chắc chắn sẽ không cứu bọn họ chỉ có thể tự cầu phúc rồi. Trái lại Mạc Phàm có vẻ lạnh nhạt, cất Nguyên Anh vào trong cơ thể, ngón tay tỏa ra linh khí, tiếp tục khắc họa trận pháp chưa xong lúc trước. Bên ngoài kiếp vân, tiên khí khổn thần đi tới bên cạnh Mạnh Bất Đồng. Khẩu khí của tiểu tử này không nhỏ, không biết tiểu tử này có thứ gì để độ kiếp. Tiên khí khổn thần tò mò nói. Mạc Phàm bình tĩnh như vậy, không giống không nắm chắc. Nếu không sẽ không khiêu khích bà ta. Ta cũng không biết. Mạnh Bất Đồng lắc đầu nói. Người bình thường độ kiếp, phần lớn là ỷ lại vào trận, pháp, khí, đan.
hạng người cơ thể mạnh mẽ, có thể dùng thiên kiếp luyện thể, rèn luyện nguyên anh. Mạc Phàm bị hủy bảo cụ, nhưng còn nhiều phương pháp có thể độ kiếp. Chỉ là kiếp thứ nhất sẽ không có vấn đề. Mạnh Bất Đồng nói, uy lực của thiên kiếp vô cùng đáng sợ, nhưng Mạc Phàm không phải hạng người tầm thường. Vậy ngươi cảm thấy sư đệ này của ngươi không thể độ qua đạo thiên kiếp thứ hai sao? Tiên Khí Khổn Thần cười nói, thiên kiếp cửu trọng, cũng chỉ có 9 đạo, sau 9 đạo thiên kiếp là thiên ma kiếp, dưới thiên ma kiếp không tẩu hỏa nhập ma xem như độ qua thiên kiếp. Mạc Phàm chỉ có thể độ qua một đạo thiên kiếp, đã tốt lắm rồi, người thắng cuối cùng vẫn là bà ta. Mạnh Bất Đồng không nói gì, trong đôi mắt lóe lên tinh quang nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Lúc hai người nói chuyện, đôi mắt của thiên kiếp mở hoàn toàn, một vùng hà quang tỏa từ trong mắt thiên kiếp ra, cảm giác áp lực lập tức xuất hiện, giống như bị ma đế vạn cổ để mắt. Bị thiên kiếp Phật giận nhìn chăm chú, vô xương và yêu tộc không chần chừ nữa, pháp khí độ kiếp lập tức bay ra. Một đạo quang bình xuất hiện trước người bọn họ. Đỉnh đầu Ngũ Yêu Vương cũng có vài kiện trận pháp, Ngũ Yêu cố gắng duy trì ngũ hành trận pháp, bảo hộ bọn họ ở bên trong. Mạc Phàm nhìn thoáng qua bầu trời, khắc họa một phù văn cuối cùng. Khởi. Trận pháp dâng từ chỗ hắn ngồi lên. Một tầng. Hai tầng. Chỉ trong phút chốc, một trận pháp như kim tự tháp 9 tầng bao bọc hắn ở bên trong. Bên trong kim tự tháp, Mạc Phàm lấy huyền thiên băng giáp ra mặc. Ý niệm vừa động, quang mang thất thải xuất hiện trên người hắn. Làm xong những chuyện này, lôi quang trong thụ nhãn của thiên kiếp Phật tức giận đột nhiên hạ xuống. Đến trên đỉnh đầu cách đám Mạc Phàm không xa, bỗng nhiên trải phẳng ra, biến thành một trận pháp phức tạp bao trùm một vùng kiếp vân. Trên trận pháp, ở đỉnh đầu mỗi người trong đám Mạc Phàm xuất hiện một con mắt. Những con mắt này vừa xuất hiện, liền nhanh chóng mở ra, lôi quang chôn vùi toàn bộ bắn từ trong ra, đánh thẳng từ bầu trời xuống. Giống như một đạo lôi điện ngưng tụ thành thiên kiếm cự hình. Chỉ trong chớp mắt, đã tới người đám Mạc Phàm. Rầm rầm, âm thanh như trăm vạn tấn thuốc nổ nổ mạnh vang lên. Trong trăm dặm lay động dữ dội, giống như muốn vỡ ra. Đỉnh núi trong phạm vi lôi kiếp biến mất, lôi sơn gần đó cũng tràn đầy vết rạn, kiên trì được một lát thì sụp đổ. Chỉ trong phút chốc, gần vạn lôi sơn chỗ đám Mạc Phàm thành một đống hoang tàn. Trong phế tích, trái lại đám vô xương không chết. Nhưng toàn bộ trận pháp bọn họ bố trí bị nghiền nát, máu tươi không ngừng chảy từ miệng ra, rõ ràng là bị nội thương không nhẹ. Ngũ Yêu Vương không may mắn như vậy, vẻ mặt Yêu Vương mặt kim và mặt vàng kỳ lạ, cơ thể biến thành hạt cát rơi lên trên đất. Tuy ba Yêu Vương còn lại không hình thần câu diệt, nhưng không tốt hơn chỗ nào, điện hoa tí tách trên người, khắp nơi là vết thương, giống như bị thiên đao vạn quả. Tiên Khí Khổn Thần nhìn lướt qua những Yêu Vương này, cười khinh thường. Đôi mắt nhìn về phía Mạc Phàm còn bị lôi quang vây quanh. Yêu tộc hóa thần ngoại đạo đều chết dưới thiên kiếp, Mạc Phàm có thể làm gì? Tiên Khí Khổn Thần mới nhìn về phía Mạc Phàm, vẻ mặt lập tức thay đổi. Lôi quang tán đi, huyền thiên băng giáp trên người Mạc Phàm hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ có trận pháp hình kim tự tháp từ 9 tầng biến thành 8 tầng. Bên trong trận pháp, lôi điện theo tháp nhọn xuống phía dưới, 1/3, 3/9, như vậy được chia làm vô số cổ. Vô số cổ lôi điện đến tầng cuối cùng, lúc này mới tiến vào trong huyền thiên băng giáp của Mạc Phàm, trải qua huyền thiên băng giáp chuyển hóa mới chảy vào cơ thể Mạc Phàm, sau đó tiến vào trong nguyên anh của hắn, dưới thấm nhuận của lôi điện, không chỉ cơ thể Mạc Phàm mạnh dần, nguyên anh cũng ngưng thực hơn vài phần, đây là... Tiên Khí Khổn Thần nhíu mày, nói. Đây là nhị trọng thiên kiếp, yêu tộc hóa thần ngoại đạo đều không đỡ nổi một kích. Mạc Phàm chỉ là nguyên anh đỉnh phong, kém nhiều hơn một đại cấp bậc. Không chỉ hoàn hảo không tổn hao gì, vậy mà còn thông qua thiên kiếp chi lực rèn luyện mình. Đây là tháp Pharaoh của cổ thần nhất tộc. Trong mắt Mạnh Bất Đồng lóe lên dị sắc, nói. Tháp Pharaoh là cổ thần nhất tộc khắc phù văn vào trầm miên chi địa, nhưng sau đó có người phát hiện tháp Pharaoh có thể phân giải từng tầng lực lượng cường đại, cuối cùng dần tụ tập như tu sĩ trong tháp, rất thích hợp dùng độ kiếp. Bởi vì lúc độ kiếp tuy lôi điện ẩn chưa lực hủy diệt khủng bố, nhưng nếu có thể luyện hóa, tuyệt đối có rất nhiều ích lợi, nếu không đã không có người dùng thiên lôi luyện thể rồi. Chính vì vậy, không ít tu sĩ vì độ kiếp mà tới cổ thần nhất tộc tìm phương pháp cô đọng Pharaoh. Chỉ là cổ thần nhất tộc ở một vùng tinh vực nguyên thủy, vùng tinh vực này không chỉ có nơi nguy hiểm, còn không hoan nghênh ngoại tộc tiến vào, lại càng không để người ta tới nơi bọn họ ngủ say. Cho nên trận pháp này chỉ có người biết, nhưng gần như chưa từng sử dụng. Ngay cả ông ta đều chưa từng dùng. Vậy mà Mạc Phàm từng tới tinh vực nguyên thủy chỗ cổ thần nhất tộc, còn lấy được tháp Pharaoh.
Tháp Pharaoh, sư đệ này của ngươi đúng là không đơn giản, nếu không bước cậu ta tới bước này, ngươi chưa chắc thấy một màn như vậy. Trong mắt Tiên Khí Khổn Thần hiện lên vẻ nghiêm trọng, nói. Trước đây ở trong mắt bà ta, Mạc Phàm chỉ là một tiểu tử hạ giới, nhưng hiện giờ xem ra không phải như vậy, bọn họ đều coi thường Mạc Phàm rồi. Có liên quan gì sao? Mạnh Bất Đồng nhíu mày, hỏi ngược lại. Không liên quan, Tháp Pharaoh mà thôi, đây chỉ là thiên kiếp nhị trọng, đợi những yêu tộc bị thiên kiếp diệt, Tháp Pharaoh cũng không có tác dụng. Tiên Khí Khổn Thần nói rất chắc chắn. Có yêu vương khác ở đây, thiên kiếp chi lực sẽ bị phân tán. Những yêu vương này kiên trì được ba đạo thiên kiếp đã không tệ, đợi những yêu vương bị thiên kiếp diệt sạch, thiên kiếp chi lực sẽ tập trung hết về phía Mạc Phàm. Thiên kiếp chi lực, mỗi một đạo đều gấp đôi đạo trước, đạo thiên kiếp thứ nhất hủy diệt một tầng của Tháp Pharaoh rồi, Tháp Pharaoh không kiên trì được lâu đâu. Ken két, thiên địa sáng lên, rồi tối sầm lại có một đạo thiên kiếp từ trên trời giáng xuống. Đất rung núi chuyển, không gian chấn động. Bên trong đám vô xương có một nửa biến mất, ngũ yêu vương còn lại ba toàn bộ hóa thành cho bụi, Tháp Pharaoh của Mạc Phàm bị hủy tầng 3. Đạo thiên kiếp thứ 3, yêu tộc tử vong hết, trong phạm vi thiên kiếp chỉ còn mình Mạc Phàm, Tháp Pharaoh của Mạc Phàm bị hủy tầng 5. Lần này, con mắt của thiên kiếp Phật giận thu hồi thiên kiếp lôi trận bao trùm toàn bộ, chỉ tập trung về phía Mạc Phàm. Cuối cùng cũng đến, Mạc Phàm, bây giờ từ bỏ còn kịp, nếu không. Tiên Khí Khổn Thần thấy kiếp nhãn nhìn về phía Mạc Phàm, thì cười lạnh lùng. Hiện giờ bên trong thiên kiếp chỉ còn Mạc Phàm, 100% lực lượng của thiên kiếp đều đánh lên người Mạc Phàm, xem Mạc Phàm chơi thế nào nữa. Tuy Mạnh Bất Đồng có thể phá thiên kiếp giúp Mạc Phàm, nhưng nếu lúc Mạc Phàm chống đỡ không nổi đạo thiên kiếp kia mới triệu hoán Mạnh Bất Đồng, cũng có khả năng hồn phi phách tán giống những yêu tộc kia. Dưới kiếp nhãn, Mạc Phàm cười khẽ, không để ý tới Tiên Khí Khổn Thần, hắn chỉ đánh pháp ấn. Mấy tầng trận pháp bị thiên kiếp hủy diệt lập tức khôi phục. Thiên kiếp ngay cả Tháp Pharaoh của hắn còn không hủy diệt được, đã muốn hắn từ bỏ, còn kém xa lắm. Nếu Tiên Khí Khổn Thần từng đồng ý hắn độ qua thiên kiếp sẽ không gây khó dễ cho hắn, sao hắn có thể dễ dàng từ bỏ? Ít nhất với thiên kiếp trình độ đó, còn xa chưa đủ. Đúng lúc này, khí tức chôn vùi toàn bộ lại hàng lâm. Rầm rầm, một tiếng vang thật lớn, bỗng nhiên đạo lôi kiếp thứ tư đánh xuống. Lôi điện rơi xuống như thác nước, đánh thẳng lên Tháp Pharaoh Mạc Phàm dựng hoàn thiện, Tháp Pharaoh vỡ nát theo tiếng. Một tầng, hai tầng, tầng thứ 9 bị nát, lôi quang đánh lên trên huyền thiên băng giáp của Mạc Phàm. Ý niệm của Mạc Phàm vừa động, thái âm chi khí trong cơ thể rót vào trong huyền thiên băng giáp, một đồ án hình tròn màu đen lập tức xuất hiện, chắn phía dưới thiên kiếp. Thiên kiếp rơi vào bên trong, giống như châu đất xuống biển, toàn bộ bị đồ án hình tròn màu đen hấp thu. Dưới đồ án màu đen, thiên kiếp được huyền thiên băng giáp hấp thu xuất hiện trên người Mạc Phàm. Chỉ trong giây lát, những lôi điện này lại biến mất vào nguyên anh trong cơ thể hắn. Chỉ sau một chén trà nhỏ, đạo thiên kiếp thứ tư được hấp thu hoàn toàn biến mất vào trong cơ thể hắn. Mạc Phàm hấp thu đạo thiên kiếp thứ tư xong, không khôi phục Tháp Pharaoh nữa, trái lại chậm rãi đứng dậy. Một tay của hắn đặt lên trên huyền thiên băng giáp trên người, một tay khác kéo huyền thiên băng giáp xuống. Tiểu tử, độ qua bốn đạo thiên kiếp xem như vận khí của ngươi tốt, vậy mà ngươi bỏ đi kiện bán tiên khí kia, thật to gan. Tiên Khí Khổn Thần nhíu mày, lạnh lùng nói. Bà ta thân là tiên khí, tất nhiên nhận ra cấp bậc áo giáp trên người Mạc Phàm. Nếu không phải áo giáp này hấp thu và chuyển hóa, Mạc Phàm không thể thoải mái độ qua ba đạo thiên kiếp trước. Cởi bán tiên khí, Mạc Phàm không khác chơi với lửa có ngày chết cháy. Mạc Phàm vẫn không để ý tới Tiên Khí Khổn Thần. Cất huyền thiên băng giáp đi. Lúc trước huyền thiên băng giáp hấp thu quá nhiều thiên kiếp chi lực, nhất là vừa rồi, hấp thu hoàn toàn một đạo lực lượng của thiên kiếp. Tuy huyền thiên băng giáp là bán tiên khí, nhưng tiếp tục kéo dài, cũng sẽ bị tổn hại, huyền thiên băng giáp có thể ngăn cản một đạo thiên kiếp giúp hắn là đủ, còn lại phải dựa vào chính hắn. Một tay của hắn khắc họa lâm không, một trận pháp nhanh chóng xuất hiện. Một tay khác thì không ngừng kết ra một đám pháp ấn, bay vào trong trận pháp. Hai tay của Mạc Phàm rất nhanh, không lâu sau, một trận pháp đường kính hơn 3 mét ngưng tụ mà thành trong hai tay hắn. Hắn không đợi lôi kiếp đến, trái lại chỉ kiếp nhãn ở phía xa. Đi! Trận pháp kia lập tức bay về phía kiếp nhãn. Tiểu tử này muốn làm gì? Tiên Khí Khổn Thần nhíu chặt mày, hỏi. Mạc Phàm cởi bán tiên khí,
không đi chuẩn bị đối đầu với đạo lôi kiếp thứ 5, trái lại khắc họa một trận pháp đơn giản bay về phía thiên kiếp. Đó là phân lôi hóa vũ trận, có thể chia thiên kiếp làm nhiều phần, để mình sử dụng khống chế, cậu ta dùng trận pháp này làm gì, ta cũng không biết, chỉ là ta biết, cậu ta chia đạo lôi kiếp này thành 81 đạo. Trong mắt Mạnh Bất Đồng lóe lên sắc bén, cũng cảm thấy khó hiểu nói. Trận pháp này là một trận pháp cao cấp, bình thường dùng để phân hóa công kích cường đại, sau đó tiêu diệt từng phần. Thiên kiếp cũng có thể bị trận pháp phân hóa, nhưng trong phạm vi thiên kiếp chỉ có mình Mạc Phàm lại phân hóa mục tiêu cuối cùng cũng là hắn. Nói như vậy, Mạc Phàm sử dụng phân lôi hóa vũ trận hoàn toàn không có tác dụng gì, cùng lắm là chịu dần thiên kiếp, nhưng lượng không đổi. Chẳng lẽ cậu ta muốn? Mạnh Bất Đồng nhướng mày, trong mắt hiện lên khác thường. Cậu ta muốn làm gì? Tiên khí khổn thần tò mò hỏi. Mạnh Bất Đồng còn chưa kịp trả lời, đạo thiên kiếp thứ 5 đã hạ xuống. So với thiên kiếp mấy lần trước, lôi quang lần này không còn là màu ngân bạch, mà biến thành màu tử hồng, bỗng nhiên xẹt qua bầu trời, muốn cắt qua bầu trời. Lôi điện màu tử hồng đánh lên trên phân lôi hóa vũ trận của Mạc Phàm, lập tức biến thành 81 tia cùng màu. Những tia này tản ra trong không trung, đâm về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm không bố trí trận pháp ngăn cản, cũng không lấy bảo cụ ra ngăn cản. Phốc phốc phốc, châm nhỏ đâm vào trên 81 huyệt vị trong cơ thể Mạc Phàm. Dưới châm nhỏ, mặt ngoài cơ thể Mạc Phàm hóa thành tro tàn, có thể thấy xương cốt bên trong. Nhưng mà, ngay sau đó, tạo hóa bất diệt ấn trong cơ thể hắn sáng lên, một tầng bắp thịt và da phiếm quang mang thất thải xuất hiện trên người hắn, dày hơn trước rất nhiều, cũng có tính bùng nổ hơn. Tầng bắp thịt và làn da này còn chưa xuất hiện bao lâu, lại hóa thành tro tàn. Cứ như vậy, dưới lôi điện ngưng tụ thành châm nhỏ, mặt ngoài cơ thể Mạc Phàm biến thành tro tàn lại trọng sinh, lần sau mạnh hơn lần trước rất nhiều. Bên ngoài kiếp vân, tiên khí khổn thần nhìn Mạc Phàm không ngừng biến hóa trong lôi điện, vẻ mặt khiếp sợ. Rốt cuộc cơ thể cậu ta là gì thế, sao khủng bố như vậy? Không cần Mạnh Bất Đồng nói với bà ta cũng biết Mạc Phàm muốn dùng thiên kiếp tôi thể. Nhưng cơ thể Mạc Phàm cũng quá cường hãn rồi. Phải biết rằng cơ thể của yêu tộc đều cường đại hơn nhân loại rất nhiều, những yêu tộc này đều hóa thành tro tàn trước ba đạo lôi kiếp, Mạc Phàm có thể rèn luyện cơ thể dưới đạo lôi kiếp thứ 5, cơ thể này còn mạnh hơn yêu tộc hợp đạo kỳ rất nhiều. Hẳn là thân thể, chẳng qua cơ thể trải qua 4 đạo lôi kiếp lúc trước sửa tội, đã chậm rãi thích ứng với lực lượng của thiên kiếp, chỉ là đợi rèn luyện lần này kết thúc, cơ thể cậu ta sẽ khác rồi. Mạnh Bất Đồng nheo mắt lại, đáp. Thiên kiếp nhị trọng đạo lôi kiếp thứ 5 tôi thể, ít có người chịu đựng được. Nhưng không phải cơ thể Mạc Phàm càng mạnh hơn cơ thể của mấy yêu tộc hợp đạo kỳ, chẳng qua Mạc Phàm hiểu rõ về thiên lôi và mình hơn. Thích ứng lôi kiếp, sao cơ thể tu sĩ có thể thích ứng được với lôi kiếp? Tiên khí khổn thần cảm thấy khó hiểu nói. Cậu ta đan thành cửu pháp, trong cơ thể vốn có tính lôi điện, chỉ cần lôi điện của bản thân hấp thu phần thiên kiếp, cơ thể có thể đạt tới tình hình không khác thiên kiếp lắm. Như vậy đủ giống như cậu ta dưới thiên kiếp, chỉ thương tổn một phần cơ thể, không hình thần câu diệt. Mạnh Bất Đồng giải thích. Vậy chẳng phải tiểu tử này hoàn toàn có thể độ qua thiên kiếp sao? Sắc mặt tiên khí khổn thần khó coi, lạnh lùng nói. Mạc Phàm có thể khống chế phạm vi thương tổn của thiên kiếp hoàn toàn thành công cụ Mạc Phàm rèn luyện cơ thể, thiên kiếp còn có ích lợi gì? Ngươi chưa từng độ thiên kiếp, nên không hiểu gì về thiên kiếp không đơn giản như vậy. Có lẽ Mạc sư đệ có thể độ qua, nhưng chưa chắc độ dễ dàng như vậy. Mạnh Bất Đồng lắc đầu, lạnh nhạt nói. Thiên kiếp không phải vật chết, mà có ý thức của bản thân. Mạc Phàm có thể thích ứng đạo thiên kiếp thứ 5, đạo thiên kiếp thứ 6 chắc chắn sẽ có biến hóa. Đây cũng là nguyên nhân rất nhiều tu sĩ độ kiếp, sẽ bó tay chịu trói. Trừ phi cơ thể Mạc Phàm đã đủ đối đầu với bất luận biến hóa của thiên kiếp, nếu không Mạc Phàm không có khả năng chống đỡ thiên kiếp. Mà trước mắt cấp bậc thần thể của Mạc Phàm, cho dù sau khi trải qua thiên kiếp rèn luyện, cũng không đủ chống lại biến hóa của thiên kiếp sau đó. Hơn nữa, nếu là như vậy, ta yên tâm rồi. Lông mày của tiên khí khổn thần giãn ra, thoải mái nói. Cho dù Mạc Phàm có chút tiềm lực, nhưng bà ta đường đường là tiên khí sao có thể bại bởi Mạc Phàm. Còn mấy đạo thiên kiếp nữa, chỉ cần Mạc Phàm không có biện pháp độ qua là được. Mạnh Bất Đồng nhíu mày. Nhưng không nói gì thêm, đôi mắt đánh giá Mạc Phàm cẩn thận, giống như muốn nhìn thấu Mạc Phàm. Một phút sau, toàn bộ đạo lôi kiếp thứ 5 rơi vào trong cơ thể Mạc Phàm,
cơ thể Mạc Phàm trải qua hơn trăm lần hủy diệt đến biến hóa, bảo hoa xuất hiện trên người Mạc Phàm. Mạc Phàm nhìn cơ thể góc cạnh rõ ràng của hắn, khóe miệng hơi nhếch lên. Sau khi hắn thi triển thối thể châm, tuy phương diện khác tăng trưởng, làm cho cơ thể hắn nước lên thì thuyền lên, nhưng hắn không cố gắng rèn luyện cơ thể. Đây là lần đầu tiên hắn tôi thể bằng thiên kiếp, trước đây đều dùng những phương pháp khác tôi thể. Chỉ là hiệu quả không tệ, cơ thể hắn lại tăng lên một cấp bậc. Hắn xem xét cơ thể mình một phen, ngẩng đầu nhìn lôi kiếp trên thiên không, nhíu mày. Nếu dựa theo tiết tấu lúc trước, đạo thiên kiếp thứ 6 sớm đã hạ xuống rồi. Nhưng đạo thiên kiếp thứ sau này lại không đánh xuống. Đây là sao thế? Mạc sư đệ, đệ phải cẩn thận, có khả năng lần này sẽ hạ xuống hai đạo lôi kiếp. Mạnh Bất Đồng nhắc nhở. Thiên kiếp càng về sau càng lâu, uy lực cũng càng khủng bố. Nhưng không phải không thể tìm ra quy luật. Thời gian tích lũy đạo thiên kiếp thứ 6, là tổng của đạo thiên kiếp thứ 6 và thứ 7 hạ xuống. Với kinh nghiệm của ông ta, rất có khả năng hai đạo thiên kiếp cùng hạ xuống. Tiên khí khổn thần nghe thấy lời Mạnh Bất Đồng nói, khóe miệng hơi nhếch lên, vui mừng ở trong mắt lại dày đặc hơn vài phần. Mạc sư đệ, nghe thấy không, hai đạo thiên kiếp đó, bây giờ ngươi chịu thua còn kịp. Mạc Phàm lắc đầu cười, vươn một tay ra, trường kiếm cửu tinh nhoáng lên một cái, xuất hiện ở trong tay hắn. Khổn thần, ngươi vẫn nên thành thật trong cung điện của Mạnh sư huynh một thời gian đi, còn nữa, đám tiên linh chi khí của ngươi, ta lấy chắc rồi. Vẻ mặt Mạc Phàm chắc chắn, từng đạo phù văn xuất hiện trên cửu tinh. Hai đạo thiên kiếp, sao hắn có thể không nhìn ra? Nếu chỉ có một đạo thiên kiếp, hắn còn cảm thấy hơi phiền phức một chút, độ kiếp lâu như vậy, cũng nên kết thúc rồi. Vậy sao, vậy ta xem ngươi cùng độ hai đạo lôi kiếp thế nào? Khổn thần cười nói. Bà ta là tiên khí, quả thật chưa từng độ thiên kiếp, nhưng từng hộ đạo giúp người ta, nên từng thấy không ít người độ thiên kiếp. Một đạo thiên kiếp đã có vẻ cố sức, hai đạo thiên kiếp cùng đánh xuống, không ít người khi độ kiếp thường bại bởi hai đạo thiên kiếp cùng đánh xuống. Bà ta vừa mới nói xong. Hai tiếng lôi minh vang lên, hai đạo lôi điện tử sắc phun trào từ trong kiếp nhãn ra, kéo dài ở trong không trung, giống như hai lôi long phẫn nộ, phân công nhau đánh về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm nhìn hai đạo thiên kiếp, đôi mắt hắn nheo lại. Cửu tinh trong tay hắn chỉ về một đạo thiên kiếp trong đó. Vẽ một vòng tròn trong không trung, cửu tinh kéo mạnh về sau. Đồng thời, phù văn trên cửu tinh sáng lên. Thiên kiếp vốn bay về phía Mạc Phàm như bị khiên dẫn, tốc độ tăng lên, chỉ trong chớp mắt đã tới trước người Mạc Phàm. Nhưng đạo thiên kiếp này không rơi lên người Mạc Phàm, mà xẹt qua người Mạc Phàm. Đi cho ta. Mạc Phàm khẽ quát một tiếng, cửu tinh trong tay lướt một cái. Đạo thiên kiếp kia vốn định hướng về thiên kiếp của Mạc Phàm. Dưới chỉ dẫn của trường kiếm trong tay Mạc Phàm, vậy mà bay về phía đạo thiên kiếp khác. Rầm, tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang lên trong không trung, trên bầu trời trực tiếp bị nổ ra một lỗ thủng, khe hở như mạng nhện lan tràn ra tứ phía, lôi điện dọc theo khe hở vươn ra bát phương. Rất lâu sau, tiếng nổ mạnh dừng lại. Nhưng xung quanh, lại lặng ngắt như tờ. Không nói đến đám Bạch Hổ Vương, Mạnh Bất Đồng và tiên khí khổn thần cũng sợ ngây người. Vốn cho rằng hai đạo thiên kiếp sẽ làm Mạc Phàm bị thương, thật không ngờ Mạc Phàm dùng phương thức như vậy độ qua hai đạo thiên kiếp. Đó là gì thế? Khổn thần nhíu mày hỏi. Thiên kiếp là thiên đạo chi lực, sao có thể bị khiên dẫn? Nếu có thể điều khiển như Mạc Phàm, thiên kiếp thật sự không có gì đáng sợ, một người một kiếm sẽ khiên dẫn được thiên kiếp đến trên kiếp vân, phá kiếp vân là được. Vạn tượng thiên độ. Trong mắt Mạnh Bất Đồng lóe lên dị sắc, trầm giọng nói. Vạn tượng thiên độ, là một loại bí pháp rất nổi tiếng vào mấy trăm năm trước, được xưng là có thể khiên dẫn toàn bộ, thiên kiếp cũng là một trong những thứ có thể bị khiên dẫn. Loại bí pháp này vì quá nghịch thiên, cũng được người ta dùng độ kiếp, nhưng xuất hiện không lâu thì biến mất. Có người nói kẻ có được bí pháp này bị thiên khiển, chết dưới thiên khiển. Cũng có người nói, kẻ có được bí pháp này chết ở trong một bí cảnh nào đó. Dù sao có rất nhiều lời đồn, nhưng mấy trăm năm nay không có ai từng sử dụng. Lại xuất hiện trên người Mạc Phàm. Vạn tượng thiên độ, sao bí pháp nghịch thiên như vậy lại ở trong tay sư đệ của ngươi, bây giờ ngươi hối hận chưa, hiện giờ ngươi ra tay còn kịp. Vẻ mặt tiên khí khổn thần nghiêm trọng nói. Mạc Phàm lấy ra nhiều thứ như vậy, mỗi một thứ đều khiến bọn họ vô cùng kinh ngạc. Phải biết rằng hai bọn họ một người là tiên khí có địa vị cao quý, người còn lại là cao thủ đại thừa,
có thể khiến bọn họ khiếp sợ quyết không phải hạng người tầm thường. Chuyện như vậy có nhưng ít xảy ra, hiện giờ xảy ra trên người một tiểu tử Nguyên Anh kỳ. Đây chỉ là một phần, Mạc Phàm không biểu lộ ra được mấy. Mạnh Bất Đồng mặc kệ đối thủ như vậy, không khác gì dưỡng hổ vi hoạn. Đợi tu vi của Mạc Phàm cao thâm hơn, không chắn phía trước bọn họ, có khả năng bọn họ bị Mạc Phàm dẫm dưới chân. Đôi mắt của Mạnh Bất Đồng âm tình bất định, hiếm khi đánh giá Mạc Phàm một cách thận trọng như vậy. Ông ta vốn cảm thấy mình đã hiểu rõ về Mạc Phàm, nhưng không ngờ ông ta chỉ hiểu một phần nhỏ, Mạc Phàm quá nằm ngoài dự kiến của ông ta rồi. Mạc Phàm không chỉ có võ đạo, phương diện y đạo cũng rất khủng bố, ngay cả bí pháp bí thuật nắm giữ cũng nhiều như vậy. Lúc trước ông ta không biết vì sao Mạc Phàm sẽ trở thành đối thủ của cao thủ đại thừa như ông ta, hiện giờ ông ta càng ngày càng hiểu rồi. Người như Mạc Phàm, quả thật là đối thủ của ông ta. Lúc Mạnh Bất Đồng đang xoắn xuýt, bất chợt, kiếp vân trên bầu trời như cảm nhận được thiên kiếp bị khiên dẫn, hai con mắt bên cạnh kiếp nhãn lập tức biến thành tử sắc. Lần này, trong ba con mắt, tỏa ra toàn bộ khí tức chôn vùi thuộc thiên kiếp. Ngay sau đó, không đợi Mạnh Bất Đồng nhắc nhở. Răng rác, trong ba con mắt, đạo thứ 8 đạo thứ 9 diễn sinh ra đạo thiên kiếp thứ 10 hàng lâm, lôi điện tử sắc như thiên hà chi thủy trút xuống, chỉ trong chớp mắt đã bao phủ Mạc Phàm cầm kiếm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 75.